Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 49. Mọi người nhíu mày nhìn nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi tới. Người đàn ông này khoảng 25, 26 tuổi, không chỉ để mái tóc màu đen dài như thác nước, còn mặc áo bào trắng thời cổ, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, giống như công tử thư sinh chỉ thấy trên TV. Người đàn ông này cầm một chiếc quạt xếp trong tay, phía sau là 6 nha hoàn cầm kiếm. Gương mặt anh tuấn ngẩng cao, khiến người ta có cảm giác tài trí hơn người. Anh là ai, vậy mà dám nói chuyện với Mạc tiên sinh của chúng tôi như vậy? Trước cửa nội cung, Lam Điệp nhíu mày, nhìn chằm chằm người thanh niên này, tức giận nói. Người đàn ông liếc mắt nhìn Lam Điệp một cái, trong mắt lóe lên dâm quang. Anh ta đi đến bên cạnh Lam Điệp, một tay vươn về phía cằm cô. Rõ ràng động tác rất chậm, nhưng Lam Điệp muốn tránh cũng không tránh được. Bị người đàn ông này nâng cầm lên. Mỹ nữ, cô chỉ biết Mạc tiểu tử, biết tôi là ai không? Người đàn ông anh tuấn này cười ngả ngớn nói. Trong mắt Lam Điệp lóe lên lửa giận, hất tay người đàn ông ra, một thanh đoản kiếm sắc bén xuất hiện trong tay cô, để trên cổ người đàn ông này. Tôi mặc kệ anh là ai, còn dám động vào tôi sẽ khiến anh vĩnh viễn không làm được đàn ông. Lam Điệp tức giận nói. Người đàn ông không chỉ không tức giận, trái lại còn hơi nhếch miệng, nở nụ cười đầy hứng thú. Có cá tính, tôi thích, đúng rồi, tôi tên là Tiêu Giao Tử, đệ nhất tử của Nho Môn, không biết cô còn dám lặp lại những lời vừa nói không, vị tiểu thư này. Tiêu Giao Tử cười nói. Anh ta vừa nói câu này xong, ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm kỳ lạ hơn nhiều. Tiêu Giao Tử đệ nhất tử của Nho Môn sao? Có rất ít người ở thế tục biết đến Nho Môn, nhưng người ở đây gần như là đứng đầu thế tục, đã có tư cách biết đến sự tồn tại của tông môn ẩn thế. Nho Môn này là một trong ba đại tông môn lánh đời ở Hoa Hạ. Tông môn ẩn thế, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Trương Huyền Lăng nuốt nước bọt, thận trọng nói. Chính nhất giáo bọn họ đứng đầu đạo giáo ở thế tục, là người cầm đầu, ở trong mắt người thường là thần tiên. Nhưng chính nhất giáo so với tông môn ẩn thế ở Sơn Ngoại Sơn và Hải Ngoại Hải, cũng chỉ là người bình thường, người của tông môn ẩn thế mới là thần tiên chân chính. Có thể nói như vậy, ngoài tông môn ẩn thế ra đều là phàm nhân. Cho dù bây giờ Mạc Phàm như mặt trời ban trưa, cũng như vậy. Tiêu Giao Tử, là Nho Môn yêu nghiệt kia sao? Trần Vô Cực liếc mắt nhìn Trương Huyền Lăng một cái, vô cùng kiêng kỵ hỏi. Ở Nho Môn, chỉ có người nhập thánh mới được gọi là tử. Ví dụ như Khổng Tử đại trưởng môn đứng đầu Nho Môn, Khổng Tử sư lão tử, còn có đám thôn trang, tuân tử, những người này đều nhập thánh rồi. Tiêu Giao Tử này còn ít tuổi, vậy mà cũng nhập thánh rồi. Nghe nói lúc anh ta sinh ra, thì có thánh nhân hiển linh, chỉ về nơi Tiêu Giao Tử sinh ra, do đó được Nho Môn đón đến Nho Môn tu hành. Khi 3 tuổi, Tiêu Giao Tử đã thông hiểu sách thánh nhân. Khi 8 tuổi đã thông hiểu đạo lý, viết nho đạo của chính mình. Khi 16 tuổi, Tiêu Giao Tử đốt sáng thánh tượng, phá vỡ ghi chép về tháp sáng thánh tượng gần ngàn năm nay. Bình thường người tháp sáng thánh tượng đã 18 tuổi. 22 tuổi, Tiêu Giao Tử hiển thánh thành công, từ đó tên của anh ta cũng có thêm chữ tử ở phía sau. Hiển thánh là quá trình tu luyện tu vi đến thần cảnh, ngưng tụ ra thánh tượng. Giống như cao thủ thần cảnh đạo môn đến thần cảnh, có thể dựa theo công phu khác nhau mà ngưng tụ ra thủy thần, hỏa hần và thần linh thần tượng. Nhưng hiển thánh khó hơn cao thủ thần cảnh đạo môn hiển thần rất nhiều. 100 cao thủ thần cảnh chỉ có 10 người có thể hiển thần, nhưng chỉ có một thiên tài của Nho Môn mới có thể hiển thánh. Tiêu Giao Tử là một người trong 100 người này. Một thiên tài Nho Môn như vậy mà xuất hiện ở đây. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, vậy mà cậu ta vào được. Gia Cát Lưu Vân lau mồ hôi trên trán, nói. Cửa tiên mộ được Mạc Phàm bày vạn diệt lao lung. Tiêu Giao Tử lại đi vào được, thực lực khỏi phải nói. Trong lúc này, ngay cả sắc mặt Lam Điệp cũng rất khó coi, không dám nói gì nữa. Có thể nói tông môn ẩn thế như thần thủ hộ Hoa Hạ, vì có tông môn ẩn thế tồn tại, rất nhiều thế lực nước ngoài không dám làm càn ở Hoa Hạ. Năm đó thời chiến tranh, từng có một số tu sĩ ngoại quốc tiến vào Hoa Hạ, khai thác trắng trợn linh mạch Linh Sơn, sát hại tu sĩ Hoa Hạ, dùng lượng lớn người bình thường làm tế phẩm. Một tu sĩ ngoại quốc chọc phải một đệ tử của tông môn ẩn thế, cuối cùng tông môn ẩn thế này ra mặt, không chỉ đuổi tất cả tu sĩ dị quốc,
còn giết những tu sĩ tông môn ở đó, hủy diệt tông môn này, lúc này mới bỏ qua. Người như vậy, không phải người bọn họ có thể đắc tội. Mỹ nữ, sao cô không nói nữa thế? Tiêu Dao Tử ngả ngớn hỏi, trong mắt lóe lên đùa giỡn. Anh ta tưởng rằng Lam Điệp sẽ khác với những người phụ nữ khác, ngoại trừ xinh đẹp ra, còn rất có cá tính, không ngờ cũng chỉ như vậy, vậy có phải bây giờ tôi có tư cách vô lễ với Mạc tiên sinh nhà cô rồi không? Tiêu Dao Tử lạnh lùng hỏi tiếp. Lam Điệp nhíu chặt mày, nắm chặt đôi tay nói. Không thể vô lễ với Mạc tiên sinh nhà chúng tôi, nếu không anh sẽ chết. Lam Điệp nghiến răng, lấy hết dũng khí nói. Hả? Tiêu Dao Tử nhướng mày, liếc mắt nhìn Lam Điệp với vẻ kỳ lạ. Vậy sao? Vậy tôi phải thử một chút, xem cô khiến tôi chết thế nào, là khiến tôi sống mơ mơ màng màng, hay là dục tiên dục tử đây? Anh! Lam Điệp cắn môi, khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng, nhưng không mở miệng nói nữa. Tiêu Dao Tử là người hiển thánh trẻ tuổi nhất gần ngàn năm nay ở Nho Môn, thực lực đã đạt tới thần cảnh, còn không phải thần cảnh bình thường. Cô ra tay với Tiêu Dao Tử, chẳng khác gì muốn chết. Tiêu Dao Tử thấy Lam Điệp tức giận thì cười khẽ, đi về phía Mạc Phàm trên đài cao, trong đôi mắt ngả ngớn có thêm vài phần khinh thường. Cậu là tiểu tử tên Mạc Phàm, gần đây hỗn phong sinh thủy ở thế tục sao? Giọng nói lạnh lùng, nhưng mang theo áp lực rất lớn tỏa ra xung quanh. Đến chỗ nào, thân thể không ít người căng thẳng, nhìn về phía Mạc Phàm và Tiêu Dao Tử với vẻ lo lắng. Cửu U Tử đã bị diệt, nhưng cuối cùng thất hồn quả thuộc về ai, thì chưa thể biết được. Trên đài cao, Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tiêu Dao Tử một cái, chỉ nhìn thoáng qua, hắn rời mắt nhìn đám Trương Huyền Lăng, giống như không nghe thấy lời Tiêu Dao Tử nói. Bây giờ các ông có thể rời đi rồi. Vẻ mặt đám Trương Huyền Lăng sửng sốt, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó hiểu, đi cũng không được, không đi cũng không được. Nếu bọn họ rời đi, chắc chắn Tiêu Dao Tử sẽ mất hứng. Nếu không đi, Mạc Phàm đã hạ lệnh đuổi khách rồi. Tiêu Dao Tử nhướng mày, trong mắt xuất hiện lửa giận. Anh ta nói chuyện với một phàm nhân ở thế tục, phàm nhân này lại dám coi những lời anh ta nói như gió thoảng bên tai, đúng là buồn cười. Phàm nhân, cậu không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cậu sao? Tiêu Dao Tử trầm giọng hỏi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Dao Tử. Anh muốn nói chuyện với tôi cũng được. Giao Dạ Vô Nhai ra đây. Người của Nho Môn đã tới, chắc chắn là Dạ Vô Nhai giở trò ở phía sau. Lần trước để Dạ Vô Nhai dùng thế thân thuật trốn thoát ở Chúng Thần Sơn, nếu Nho Môn sau lưng Dạ Vô Nhai đến đây, vậy thì tính món nợ này một lượt đi. Đúng rồi, còn nữa, anh có thể gọi tôi là Mạc Tiên Sinh, Mạc Đại Sư, hay là Y Tiên Bất Tử. Mạc Phàm nói tiếp, chỉ là người của một môn phái tu chân giới lưu lại trên địa cầu. Cũng dám gọi hắn là phàm nhân. Ở trong mắt những người khác, những tông môn ẩn thế này là tiên môn, nhưng ở trong mắt hắn những người này như người bình thường. Mạc Phàm vừa nói câu này, sắc mặt đám Trương Huyền Lăng lập tức thay đổi. Không thể phủ nhận quả thực thực lực của Mạc Phàm rất mạnh. Nhưng cường đại của một người, có đôi khi cũng không phải vô cùng quan trọng, ví dụ như gặp được tông môn ẩn thế. Có thể nói tông môn ẩn thế là hoàng đế trong giới tu sĩ Hoa Hạ. Sơn ngoại sơn thánh địa tu luyện. Gần như cường giả ở thế tục đều tranh sức đầu mẻ chán cũng muốn vào tông môn ẩn thế. Bởi vì đến nơi đó, mới có cơ hội thăng tiên tiến vào thiên ngoại thiên trong truyền thuyết, cũng là tu chân giới. Nếu không phải dựa vào chính mình phá hư không, tiến vào tu chân giới sẽ giống như Cửu U Tử, uổng phí thực lực vô địch 300 năm, cuối cùng chỉ ôm hận mà chết. Cho nên người của tông môn ẩn thế xuất hiện. Cho dù chỉ là một đồng tử quét rác trong tông môn ẩn thế, cũng được người ta tôn kính bội lần, không dám mạo phạm. Lúc trước có một người tự cho rằng mình là siêu phàm sắp thông qua con đường thông thiên của tông môn ẩn thế tiến vào thiên ngoại thiên, vì anh ta cậy tài khinh người không để đứa bé giữ cửa ở tông môn ẩn thế vào mắt, khiến anh ta bị tông môn ẩn thế từ chối. Cuối cùng anh ta thành người quét rác của tông môn ẩn thế, đến chết cũng không thể thông qua cầu thông thiên tiến vào thiên ngoại thiên. Người tới lần này không phải đứa bé giữ cửa, mà là yêu nghiệt trong tông môn ẩn thế, vậy mà Mạc Phàm dám nói với người của tông môn ẩn thế như vậy. Việc làm hiện giờ của Mạc Phàm giống như một nhà giàu mới nổi nói với thái tử, anh không thể gọi tôi là bần dân, phải gọi tôi là đại nhân. Bảo thái tử gọi cậu ta là đại nhân, không phải muốn chết thì là gì. Viên Trọng Dương thì vui vẻ, ông ta tưởng rằng sư phụ mình sẽ tới,
ai biết người của Nho Môn tới trước. Mạc Phàm đoạt tam thư và tam thánh bút của Long Hoa Hội, vốn đã đắc tội Nho Môn, bây giờ lại dám nói chuyện với Tiêu Giao Tử như thế, ông ta đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị Nho Môn trừng phạt rồi. Mạc tiên sinh, Mạc đại sư, Y Tiên bất tử sao? Tiêu Giao Tử lặp lại mấy danh xưng này, cười lạnh lùng. Không thể không nói lá gan của phàm nhân trước mặt này lớn thật, đây không phải là lần đầu tiên anh ta ra khỏi sơn ngoại sơn, lần trước anh ta tới thủ đô, sau khi một đại sư nổi tiếng ở thủ đô biết được thân phận của anh ta, thì trực tiếp quỳ xuống gọi anh ta là thượng tiên. Cũng quỳ xuống với người này còn có một số nhân vật truyền kỳ ở thủ đô, thậm chí là cả Hoa Hạ. Tiểu tử này còn nhỏ tuổi, đã dám thúi như vậy. Anh ta còn chưa mở miệng, sáu thị nữ cầm kiếm ở phía sau anh ta nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén, không hẹn mà cùng biến mất. Khi xuất hiện, sáu thị nữ này cầm kiếm trong tay, trường kiếm lóe sáng sắc bén chĩa về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu lặp lại những lời vừa nói lần nữa thử xem. Một thị nữ cao gầy nhất trong đó lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, trường kiếm trong tay cô ta rung lên, giống như chỉ cần Mạc Phàm dám lặp lại sẽ chém đầu Mạc Phàm. Mạc tiên sinh. Sắc mặt Lam Điệp khẽ đổi, muốn đi qua, một bàn tay đặt lên vai cô. Mỹ nữ, cô cứ gấp gáp như vậy làm gì, hay là chúng ta nói chút chuyện nhân sinh đi. Tiêu Giao Tử nắm lấy vai Lam Điệp, cười hỏi. Tuy chỉ là một bàn tay, nhưng Lam Điệp cảm giác như có ngọn núi đè nặng lên vai cô muốn cử động cũng không cử động được, chỉ có thể phẫn nộ chừng sáu thị nữ chĩa kiếm về phía Mạc Phàm. Trên đài cao, Mạc Phàm khẽ cau mày. Muốn chết. Ý niệm của hắn vừa động, gai nhọn màu đen sắc bén chui từ đất ra, đâm về phía sáu thị nữ kia, tốc độ rất nhanh. Sắc mặt sáu thị nữ kia thay đổi, vội vàng lùi về sau. Nhưng bọn họ vừa rơi xuống đất, dưới chân lại xuất hiện gai nhọn. Tránh né vài lần liên tục như vậy, khắp nơi dưới chân đều là gai nhọn. Một thị nữ trong đó đã hết sức, sắp ngã xuống gai nhọn kia. Tiêu Giao Tử nhíu mày, một tay vươn về phía sáu thị nữ kia. Sáu đám mây lập tức xuất hiện dưới người sáu thị nữ, đỡ được tất cả bọn họ, trôi nổi ở giữa không trung. Dù vậy trên mặt sáu thị nữ vẫn tái mét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu không có những đám mây của Tiêu Giao Tử xuất hiện, bọn họ đã bị gai nhọn trên đất đâm thủng rồi. Đa tạ chủ nhân, thị nữ kia cung kính nói. Tiêu Giao Tử không nhìn những thị nữ này, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu thật to gan, nếu Nho Môn chúng tôi không giao Dạ Vô Nhai thì sao? Mạc Phàm tuyệt đối là phàm nhân có gan lớn nhất mà anh ta từng gặp, không chỉ vô lễ với anh ta, còn dám ra tay với thị nữ của anh ta nữa. Không giao cũng được, anh ở lại đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nho Môn không giao Dạ Vô Nhai cũng được, hắn nhìn thấy người nào của Nho Môn sẽ bắt người đó, hắn không tin Nho Môn vẫn bao che cho Dạ Vô Nhai. Nếu người của Nho Môn không được, vậy hắn tới Nho Môn, cũng phải bắt bằng được Dạ Vô Nhai trở về. Tóm lại không ai có thể bảo vệ được Dạ Vô Nhai. Tôi ở lại, kha kha, tiểu tử, cậu có biết cậu như vậy sẽ phải trả giá lớn cỡ nào không? Tiêu Giao Tử nheo mắt, không tức giận còn cười to nói, vậy mà Mạc Phàm muốn giữ anh ta, chỉ riêng thái độ của Mạc Phàm, đã khiến cậu ta vô duyên với con đường làm tiên, càng không nói đến những thứ khác. Anh cảm thấy tôi đang nói đùa với anh sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Chỉ là Nho Môn mà thôi, nếu thật sự phải trả giá, vẫn là Nho Môn phải trả giá cho việc đắc tội hắn. Mà không phải hắn trả giá cho chuyện này. Mạc Phàm vừa nói câu này, sắc mặt Tiêu Giao Tử khó coi. Lần này anh ta tới là giải quyết chuyện Mạc Phàm và Long Hoa Hội, anh ta ra mặt đã rất hiếm có rồi, vậy mà tiểu tử này còn kiêu ngạo như thế. Được lắm. Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là cậu có bản lĩnh gì, vậy mà ngay cả Nho Môn chúng tôi cũng không lọt vào mắt cậu. Nếu Mạc Phàm dám không có chút kính trọng với Nho Môn bọn họ, vậy thì phải đánh cho tới khi Mạc Phàm biết Nho Môn là nơi nào, Mạc Phàm là nhân vật thế nào. Tiêu Giao Tử nói xong nheo mắt lại, hạo nhiên chính khí tỏa ra, áo trắng trên người lập tức tung bay, hư ảnh Nho Sinh xuất hiện sau lưng anh ta, thánh khí đột nhiên xuất hiện. Khí tức trang nghiêm. Nghiêm túc khiến người ta có ý nghĩ muốn quỳ lạy. Đó là thánh của Tiêu Giao Tử sao? Có người nhìn hư ảnh phía sau Tiêu Giao Tử, ngơ ngẩn nói. Ở Nho Môn người có thể hiển thánh và không thể khác biệt rất lớn, tuy chỉ là một hư ảnh,
nhưng vượt qua một đạo đại môn hư và thực. Pháp thuật của phần lớn đệ tử Nho Môn không thể hiển thánh là hư ảo, trái lại thì là chân thật. Từ hư ảnh đến chân thật khác biệt lớn thế nào, có thể nghĩ tới, chuyện này giống như một người chỉ chơi ma thuật, một người lại chơi sinh vật giả tưởng. Lần này có trò hay để coi rồi. Có người chờ mong nói. Hiển thánh sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tiêu Dao Tử một cái, trên khuôn mặt không có chút gợn sóng. Hắn từng gặp thánh nhân của thánh môn rồi, chỉ là hiển thánh không lạ gì đối với hắn. Nho môn chỉ phái mình anh tới thôi à? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Có ý gì, tiểu tử? Tiêu Dao Tử nhướng mày, cảm thấy khó hiểu nói. Ý của tôi là, nếu chỉ có mình anh có thể ở lại rồi. Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh nói. Hắn vừa nói câu này xong, mấy thị nữ phía sau Tiêu Dao Tử nở nụ cười, Viên Trọng Dương cũng cười, Tiêu Dao Tử cũng cười rồi. Tuy đám Trương Huyền Lăng không cười, nhưng ngầm lắc đầu. Mạc Phàm đánh bại Cửu U Tử, đoạt tiên mộ này là rất lợi hại. Nhưng nếu Tiêu Dao Tử tới đây trước, hoàn toàn không cần phiền phức như Mạc Phàm đánh bại Cửu U Tử như vậy, có khả năng chỉ cần một câu, Cửu U Tử không chỉ đưa thất hồn quả, còn dâng cả tiên mộ. Đây không chỉ là lực lượng cường đại của tông môn ẩn thế, cũng là thực lực của Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử vừa hiển thánh, thì mình anh ta đóng quân ở ranh giới giữa hải ngoại hải và sơn ngoại sơn. Trong lúc đó anh ta chém vô số tiểu yêu, mấy trăm đại yêu, 18 yêu vương. 18 yêu vương này không đắc tội Tiêu Dao Tử, mà những thuộc hạ của yêu vương này xâm chiếm sơn ngoại sơn, Tiêu Dao Tử không chỉ giết tiểu yêu đó, còn giết luôn cả yêu vương. Trong 18 yêu vương này, có người được xưng là bất diệt kim thân kim xí đại bằng, Dực Ưng Vương nhanh số một thiên hạ, còn có cửu đầu giao chín mạng, không có một kẻ yếu, trong đó hơn nửa đều là đại yêu thần cảnh. Nhưng những yêu vương thanh danh hiển hách, độc bá một phương không một ai đỡ được một chiêu của anh ta. Cao thủ thực lực sâu không thấy đáy như vậy, vậy mà Mạc Phàm còn cảm thấy Tiêu Dao Tử không đủ. Tiêu Dao Tử không chỉ không tức giận, trái lại lắc đầu cười. Vậy cậu mở to hai mắt mà nhìn, sát na phương hoa. Anh ta khẽ quát, một tay đong đưa chộp lấy Mạc Phàm. Phía sau Mạc Phàm, một con sông lớn lao nhanh không ngừng lập tức xuất hiện. Con sông lớn này vừa xuất hiện, thất hồn thụ bị hái thất hồn quả nhanh chóng héo rũ, giống như thời gian trôi qua rất nhanh. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Hắn nhìn quen pháp thuật của thánh nhân rồi, Tiêu Dao Tử sử dụng thánh thuật cấp thấp, sao có thể khiến hắn mở to hai mắt. Chuyện này anh không làm được. Hắn vẫn không ra tay, thản nhiên đứng đó, bỗng nhiên có giọng nói vang dội truyền từ cửa đến. Tiêu Dao Tử không làm được, vậy cộng thêm quỷ cốc quỷ thần tử tôi nữa thì sao? Giọng nói này vừa vang lên, không ít người sửng sốt, trước mắt Viên Trọng Dương sáng lên. Ở Hoa Hạ chỉ có một quỷ thần tử, đó chính là một người 8 tuổi đã thành sư phụ của Viên Trọng Dương, đến từ một nơi tên là Quỷ Cốc, 8 tuổi đã khiến Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn bái sư. Vốn là Tiêu Dao Tử của Nho Môn trong tông môn ẩn thế, bây giờ lại thêm quỷ thần tử, hai yêu nghiệt trong tông môn ẩn thế xuất hiện, bầu không khí xung quanh lập tức áp lực hơn nhiều. Giọng nói này vừa vang lên, một người đàn ông nhìn chỉ hơn 30 tuổi, mặc kiểu áo tôn trung sơn đi tới. Dáng vẻ người đàn ông này không tính là anh Tuấn, nhưng đôi mắt giống như vì sao, sáng ngời vô cùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sư phụ, sao người lại tới đây? Viên Trọng Dương nhìn thấy người đàn ông thì vội vàng đi tới, kích động nói. Chỉ có mình Tiêu Dao Tử ông ta hoài nghi có thể làm gì Mạc Phàm, dù sao Mạc Phàm quá quỷ dị. Nhưng nếu sư phụ ông ta tới tiên mộ trước, vậy thì ông ta có thể yên tâm 100% rồi. Không nói cộng thêm Tiêu Dao Tử, mình sư phụ ông ta cũng đủ để đối phó Mạc Phàm. Trọng Dương, Hồng Sơn đâu? Quỷ thần tử nhìn lướt qua xung quanh, ánh mắt hơi phát lạnh hỏi. Sư phụ, Hồng Sơn bị tiểu tử này coi là vật hy sinh đi lấy thất hồn quả, kết quả không ngờ bị cấm hồn của Cửu U Tử giết chết, những người ở đây đều tận mắt nhìn thấy, mong sư phụ báo thù cho sư đệ. Viên Trọng Dương liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, giả bộ đáng thương chỉ đám Trương Huyền Lăng, Cửu Lăng nói. Là như vậy sao? Quỷ thần tử liếc mắt nhìn đám Trương Huyền Lăng một cái, nói. Trong giọng nói đều là ý không thể làm trái. Đám Trương Huyền Lăng, Trần Vô Cực nhíu mày, trái lại không nói gì. Đám Cửu Luân do dự một giây, sau đó Cửu Luân tiến lên một bước. Quỷ thần tử đại nhân tôn quý, Viên tiên sinh nói không sai,
đúng là vì tiểu tử này, Tống tiên sinh mới chết dưới tay Cửu U tử. Ông ta bị Mạc Phàm phong ấn tu vi, nếu không có biến cố gì, chắc chắn ông ta phải thành thật tiếp nhận trừng phạt. Nhưng bây giờ đột nhiên có hai yêu nghiệt trong tông môn ẩn thế xuất hiện, chỉ cần hai người cùng ra tay, khả năng Mạc Phàm thua là rất lớn, dù sao đó cũng là Tiêu Dao tử và Quỷ Thần tử. Đến lúc đó có khả năng ông ta không cần phong ấn tu vi 10 năm, cũng có thể bình yên rời khỏi Hoa Hạ. Quỷ Thần tử nắm chặt tay, sắc bén trong mắt lại dày đặc hơn nhiều. Tiểu tử, là cậu phong ấn lực lượng của hai đồ đệ tôi, bây giờ lại khiến một đồ đệ của tôi mất mạng sao? Quỷ Thần tử khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm hỏi. Giọng nói giống như truyền từ trong hầm băng vạn năm ra, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Nếu dùng một vài từ để hình dung về Viên Trọng Dương, mất sạch nhân tính là thích hợp nhất. Hắn từng nhắc nhở đám Viên Trọng Dương, không thể lấy thất hồn quả dễ dàng như vậy, bọn họ không nghe khuyên bảo mới bị Cửu U tử giết chết, vậy mà còn đổ lỗi cho hắn. Quỷ Thần tử, chuyện ông hỏi có ý nghĩa không, không bằng nói cho tôi biết, ông muốn lấy gì từ chỗ tôi? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Người Nho Môn phái tới chắc chắn không phải vì thất hồn quả, mà vì Tam Thư và Tam Thánh Bút. Chắc chắn Quỷ Thần tử cũng không vì hắn phong ấn lực lượng của Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn, rõ ràng là có toan tính khác. Giao thiên tiên huyết trên người cậu ra đây, tôi sẽ tha mạng cho cậu, nếu không tôi sẽ liên thủ với Tiêu Dao tử, xem thực lực của chúng tôi có khiến cậu mở to mắt không. Quỷ Thần tử nheo mắt, nói thẳng. Ông ta vừa mở miệng, Tiêu Dao tử phối hợp đi đến một bên. Thiên tiên huyết sao? Mạc Phàm nhướng mày, sau đó thoải mái hơn. Sao hắn có thể không biết thiên tiên huyết, là một loại huyết mạch vô cùng đặc biệt, là một trong những nguyên liệu phá hư đan, vật phẩm quan trọng ngưng tụ cửu chuyển kim đan. Nếu không có thiên tiên huyết, có thể dùng linh lung huyết thay thế, hiệu quả giống nhau. Xem ra Quỷ Thần tử coi thần thể của hắn thành thiên tiên thể rồi. Tôi không có thiên tiên huyết, nhưng tôi biết ở đâu có linh lung huyết. Nếu hôm nay ông lợi hại thật tôi sẽ tặng cho ông. Mạc Phàm cười nói. Cậu nói thật sao? Quỷ Thần tử nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Thiên tiên huyết là nguyên liệu ông ta luôn tìm kiếm, chỉ cần có thiên tiên huyết ông ta có thể luyện chế đan dược, ngưng tụ cửu chuyển kim đan, đây cũng là nguyên nhân ông ta không do dự xuất quan. Được lắm, hy vọng cậu nói được thì làm được, đến lúc đó tôi sẽ suy xét việc tha cho cậu một mạng. Quỷ Thần tử hào phóng nói. Mạc Phàm cười khẽ, làm như không nghe thấy. Muốn lấy linh lung huyết, phải có bản lĩnh này mới được. Hắn rời mắt nhìn về một hướng khác. Vị mỹ nữ này, cô ẩn thân lâu như vậy, cũng có thể đi ra rồi chứ. Hửm, không ít người nhìn theo ánh mắt Mạc Phàm, mắt lập tức mở to. Chỉ thấy trên bầu trời có 9 đạo bạch quang chiếu xuống, hình thành một đồ án hình liên hoa trước người Mạc Phàm không xa. Trong liên hoa đại phóng bạch quang chói mắt. Từng cánh hoa mở ra, giữa liên hoa lộ ra một mỹ nữ mặc cung trang khoảng 25-26 tuổi. Vị mỹ nữ này mặc đồ trắng, mái tóc dài đen tuyền xóa ở sau lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ giống như hàn ngọc điêu khắc mà thành, không có một chút tì vết, dáng người yểu điệu, không béo không gầy. Đôi mắt lạnh lùng, áo trắng như ẩn như hiện và vẻ mặt lạnh nhạt, khiến người ta có cảm giác không ăn khói lửa nhân gian. Vị mỹ nữ này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Mỹ nữ này đẹp thật, vị mỹ nữ này là ai thế? Trong mắt một số người tỏa ra ánh sáng, hỏi. Vị mỹ nữ này không kém Lam Điệp chút nào, trái lại còn mạnh hơn vài phần. Mỹ nữ này làm như không nhìn thấy những người khác, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng Mạc Phàm trên đài cao. Ân Tố Tố của Thái Tố Cung, cậu là Mạc Phàm Mạc Gia Giang Nam đúng không? Lời này vừa vang lên, trong đám người lại lập tức xôn xao. Là người của Thái Tố Cung sao? Nhìn thấy mỹ nữ này, trong mắt Trần Vô Cực tràn đầy khó có thể tin, vô cùng khiếp sợ hỏi. Thái Tố Cung là môn phái toàn là nữ duy nhất trong tông môn ẩn thế Hoa Hạ, nhưng không chỉ không phải là tông môn ẩn thế yếu nhất, trái lại là một trong ba đại môn phái tông môn ẩn thế mạnh nhất, thực lực không phải cường đại bình thường. Ngoại trừ cường đại ra, Thái Tố Cung có tiếng là lưu manh, phàm là đệ tử môn hạ bị người ta bắt nạt, Thái Tố Cung tuyệt đối sẽ không tha cho. Nhất là đàn ông bắt nạt đệ tử của Thái Tố Cung, gần như cả đời đừng nghĩ đến chuyện xoay người. Thái Tố Cung cũng tới tìm Mạc Phàm, sớm biết như thế sẽ không cúi đầu với Mạc Phàm rồi. Trúc Cửu Âm hơi hối hận nói.
Nho môn và Thái Tố Cung hai môn phái cực mạnh trong ba đại tông môn đều phái người tới, Quỷ Cốc còn có tông chủ Quỷ Thần Tử đích thân đến, đội hình như vậy, bọn họ không cần trông cửa cho Mạc gia, chỉ cần hơi kiên trì một lát là được rồi. Nhưng xem ra Tam Tiên Đông Bắc bọn họ cũng không cần trông cửa cho Mạc gia nữa rồi. Cô đến vì chuyện La Yên sao? Mạc Phàm khẽ nhớn mày, liếc mắt nhìn Ân Tố Tố một cái, bình tĩnh hỏi. Khi La Yên La Di Mạc Bắc bị giết, La Yên có nói cô ta từng được Thái Tố Cung lựa chọn. Nơi này cách Sơn Ngoại Sơn rất gần, bây giờ Thái Tố Cung phái người tới, chắc chắn là vì chuyện La Yên. Cậu đã biết mục đích tôi tới đây, vậy tôi có thể cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, cậu có thể trở thành nam nô của Thái Tố Cung tôi, cả đời mặc Thái Tố Cung chúng tôi sai bảo. Thứ hai, tôi cầm đầu của cậu quay về Thái Tố Cung. Trên mặt Ân Tố Tố không có chút biểu cảm, lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh lùng khiến vẻ mặt không ít người khác nhau. Viên Trọng Dương hơi nhếch miệng, tươi cười trên mặt lại dày đặc hơn vài phần. Chuyện này còn thuận lợi hơn ông ta nghĩ một chút, không chỉ có Nho Môn xuất hiện, ngay cả người của Thái Tố Cung cũng tới đây, xem lần này Mạc Phàm không chết hay không. Đám Cửu Luân, Ca Bu, Chiến Quốc nhướn mày, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn họ cùng vu oan cho Mạc Phàm với Viên Trọng Dương, đã đứng về phía đối nghịch Mạc Phàm rồi. Nếu Quỷ Thần Tử và Tiêu Giao Tử có thể đánh bại Mạc Phàm, bọn họ sẽ là người thắng cuối cùng, không chỉ không bị phong ấn 10 năm, nói không chừng có thể thông qua giao dịch đạt được một quả thất hồn quả. Ân Tố Tố đã đến, khiến khả năng này lại tăng thêm nhiều. Lam Điệp nhíu mày, trong mắt đều là lo lắng. Tiêu Giao Tử đã đủ phiền phức, sau đó lại có Quỷ Thần Tử tới, bây giờ lại xuất hiện thêm Ân Tố Tố. Chuyện này, Hắc Thị bọn họ có chút lui tới với Thái Tố Cung. Lúc cô 16 tuổi còn được Hắc Thị tiến cử tham gia tuyển chọn nhập môn của Thái Tố Cung, lúc ấy Ân Tố Tố này là giám khảo. Ân Tố Tố bằng tuổi cô, nhưng thực lực thì khác nhau một trời một vực. Lúc ấy có một số môn phái, lão tiền bối gia tộc nắm giữ bối phận và tu vi đều cao, có vài vị còn đứng gần phía trước thiên bảng, không tôn kính với Ân Tố Tố, muốn ra tay giúp đỡ môn nhân của mình qua cửa. Kết quả Ân Tố Tố 16 tuổi một mình một kiếm, chém tất cả những lão cao thủ này dưới kiếm, có tổng cộng 19 người, giết chết 9 người, phế 10 người. Những cao thủ này đều đứng trên thiên bảng, lại bị chém đơn giản như thái rau, cũng vì vậy mà Ân Tố Tố 16 tuổi lập tức thành danh. Ân Tố Tố 16 tuổi có thể một mình chém 19 cao thủ trên thiên bảng, bây giờ Ân Tố Tố đáng sợ thế nào không ai biết. Cô chỉ biết mấy năm nay Ân Tố Tố luôn bế quan trong mật địa Thái Tố Cung, mới ra không lâu. Mật địa kia nguy hiểm tứ phía, Thái Tố Cung từng đưa 100 người một thế hệ hoàng kim vào, chỉ có 2 người đi ra. Cô không nhìn ra khí tức trên người Ân Tố Tố thay đổi, nhưng một mình Ân Tố Tố đi từ trong ra, tuyệt đối không yếu hơn năm 16 tuổi. Mạc Phàm có phải là đối thủ của Ân Tố Tố hay không thì cô không biết, nhưng Ân Tố Tố là người tuyệt đối không thể trêu chọc. Ân Tố Tố là trưởng môn nhiệm kỳ kế tiếp mà Thái Tố Cung đã định, nếu Mạc Phàm chém cô ta, chắc chắn Thái Tố Cung sẽ liều mạng với Mạc Phàm. Nhưng nếu Mạc Phàm không ra tay, với hiểu biết của cô về Ân Tố Tố nói chém Mạc Phàm, tuyệt đối sẽ không cho Mạc Phàm lựa chọn khác, chắc chắn sẽ chém Mạc Phàm. Cho nên bây giờ Mạc Phàm ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải. Trên đài cao, Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ân Tố Tố một cái, hơi nhướn mày. Tiêu Giao Tử Nho Môn, Quỷ Thần Tử toàn thân đầy khí tức quỷ thần. Còn có cô gái bất diệt kiếm thể, không thể không nói thực lực của ba người này đều không tầm thường. Ba người bất luận là ai, đều mạnh hơn cấm hồn của Cửu U Tử. Nhưng mà, yêu cầu của các người tôi đều có thể đồng ý, tôi không những trả lại tam thánh bút và tam thư cho anh, cũng có thể trả bia địa giới cho anh nữa. Mạc Phàm nhìn Tiêu Giao Tử nói. Vậy cậu còn thất thần làm gì, giao ba thứ này ra đây, sau đó dập đầu với tôi sẽ không so đo với cậu chuyện hôm nay. Tiêu Giao Tử cười mỉa nói. Nhiệm vụ chính lần này của anh ta là lấy mấy thứ này, nhưng vừa rồi Mạc Phàm mạo phạm anh ta, sao anh ta có thể bỏ qua như vậy, lấy mấy thứ này trước rồi thu thập Mạc Phàm sau. Mạc Phàm không để ý đến Tiêu Giao Tử, rời mắt nhìn Quỷ Thần Tử. Quỷ Thần Tử, tôi có thể cứu mạng của đồ đệ ông, tôi cũng có thể cho ông Linh Lung Huyết. Quỷ Thần Tử nhíu mày, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Sau đó thì sao? Mạc Phàm vẫn không trả lời. Rời mắt nhìn về phía Ân Tố Tố. Ân cô nương, tôi cũng có thể đến Thái Tố Cung làm nô lệ của Thái Tố Cung cô.
vậy cậu chỉ có thể làm nô lệ, nếu không sẽ chết. Vẻ mặt Ân Tố Tố như băng xương, không có chút biểu cảm nói. Vậy sao, vậy tôi muốn hỏi các người, dựa vào cái gì? Mạc Phàm lắc đầu cười, cao giọng hỏi. Giọng nói giống như kinh lôi trong trời quang, nổ tung trong tai mọi người. Đám người này dựa vào mình là tông môn ẩn thế, đã muốn hắn cúi đầu, nghĩ đơn giản quá rồi, muốn hắn lấy mấy thứ này ra cũng được, dựa vào thực lực rồi nói sau. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, khí tức toàn thân như nước lớn sông Tiền Đường lan ra xung quanh. Sắc mặt Tiêu Dao Tử khó coi, giống như bị Mạc Phàm trêu chọc, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tiểu tử, tôi thấy cậu không muốn sống nữa rồi nhỉ? Quỷ thần tử không nói gì thêm, nhưng trong mắt cũng lóe lên sắc bén, giống như kiếm phong sắc bén được mài giũa. Có ba bọn họ ở đây, không ngờ Mạc Phàm vẫn lựa chọn từ chối. Lần trước ông ta bị từ chối là ở Hồng Kông, lúc đó ông ta 8 tuổi, bị Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn từ chối, nhưng 7 ngày sau, hai người đều quỳ rạp trước người ông ta, bái ông ta làm thầy. Cậu đã từ chối, vậy thì đi chết đi. Ánh mắt Ân Tố Tố phát lạnh, trong bàn tay trắng nõn lóe lên 9 đạo quang mang, ánh sáng chói mắt bao phủ toàn bộ xung quanh. Rõ ràng chỉ là một kiếm, nhưng giống như mặt trời ló từ trong mây mù ra. Bạch quang chiếu đến đâu, những người ở xung quanh liền cảm thấy như có thanh bảo kiếm sắc bén đặt lên cổ mình, giống như có thể chém đầu bọn họ bất cứ lúc nào. Mạc Phàm cười khẽ, không nhìn một kiếm vô cùng huy hoàng của Ân Tố Tố, mà nhìn những người khác. Nếu những người khác không muốn chết, có thể rời đi. Lúc nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, mặt đất trong tiên mộ vốn bằng phẳng lập tức xuất hiện từng tầng sóng gợn, những tầng sóng này như thang máy trong sân bay, đuổi về phía sau từng đợt, mang theo người trong tiên mộ di chuyển ra ngoài. Sao lại thế này? Có người đang đối phó yêu thú không cẩn thận đặt mông ngã trên đất, cảm thấy khó hiểu nói. Vậy mà mặt đất có thể lưu động, sao có thể như vậy? Có người nhìn gợn sóng dưới mặt đất, khiếp sợ nói. Bọn họ có thể đi vào vì đều là tu sĩ, nhưng chưa một ai từng thấy chuyện như vậy, mặt đất kim khí trở nên giống gợn sóng. Không phải bên trong xảy ra chuyện gì đấy chứ? Tôi thấy rất có khả năng là vậy, vừa rồi anh không thấy ba người thông qua vạn diệt lao lung mà Mạc Tiên Sinh bố trí, vào trong tiên mộ à, có thể phá được phong tỏa của Mạc Tiên Sinh đi vào, anh cảm thấy là người bình thường à? Một người đứng bên cạnh giải thích. Vậy phải làm sao bây giờ, cứ rời đi như vậy à? Không dễ dàng gì bọn họ mới vào được tiên mộ, mới thu hoạch được chút đồ, nhìn thấy chút ngon ngọt, cứ rời đi như thế cho dù là ai cũng không nguyện ý. Lúc này giọng nói của Mạc Phàm rất hờ hững, nhưng mang theo lực lượng khiến người ta khó có thể làm trái, truyền vào tai bọn họ. Nếu những người khác không muốn chết, có thể rời đi. Sắc mặt mọi người thay đổi, không quan tâm đồ mình sắp đạt được, không do dự lao ra ngoài tiên mộ. Nếu Mạc Phàm bảo bọn họ rời đi, bọn họ không rời đi chắc chắn sẽ không có trái cây ngon để ăn. Ở trong mắt bọn họ, Mạc Phàm chưa hẳn là người tốt, nhưng tuyệt đối là người nói được thì làm được. Nếu bọn họ không rời đi, có khả năng sẽ chết thật. Ngoại cung tiên mộ mới yên bình được vài phút, không ít người bay lên trời, nhanh chóng rời khỏi tiên mộ. Chỉ trong phút chốc, cả ngoại cung không có một bóng người. Trong nội cung tiên mộ, đám Trương Huyền Lăng do dự một lát, đám Viên Trọng Dương và Cửu Luân Đại Sư thì vui vẻ, bóng dáng một đám người nhoáng lên một cái, cũng lao ra khỏi tiên mộ. Rõ ràng là Mạc Phàm muốn ra tay với đám quỷ thần tử. Những người này chiến đấu bọn họ tuyệt đối không thể nhúng tay vào, vẫn nên rời ra xa xa nhìn thì hơn. Chỉ trong phút chốc, trong tiên mộ chỉ còn lại Mạc Phàm, Tiêu Dao Tử, Quỷ Thần Tử, Ân Tố Tố và Lam Điệp. Cô cũng rời đi đi. Mạc Phàm nhìn Lam Điệp đứng yên không rời đi, ra lệnh. Khi nói chuyện, trường kiếm trong tay hắn cắm xuống đất, trên mặt đất trước người hắn, vẫn tinh thiết màu đen lập tức trôi nổi, ngưng tụ thành một cái khiên dài rộng gần 300 mét trước mặt hắn. Keng, âm thanh như gõ chuông vang lên, một kiếm của Ân Tố Tố chém lên trên cái khiên màu đen, như bão tiến vào trong tiên mộ. Một khắc trước nghĩa trang còn hoàn hảo, lập tức vô cùng chật vật, bia mộ bị nứt ra thành mảnh, có mảnh bay ra cả cây số. Khắp nơi trong mộ địa đều là vết rách, phần lớn có thể thấy những di cốt cao thủ chết dưới tay Cửu U Tử, còn lại bị san thành bình địa. Một kiếm của Ân Tố Tố chấn động liên tục 9 lần, lúc này mới dừng lại. Cái khiên màu đen trước người Mạc Phàm cũng hóa thành hư ảo.
Lam Điệp nhìn một kiếm diệt thế này của Ân Tố Tố, lông mày lại nhíu chặt hơn. Cô muốn nhắc nhở Mạc Phàm một câu, nhưng cắn đôi môi đỏ mọng, vẫn hơi cúi người với Mạc Phàm, xoay người rời khỏi thiên mộ. Mạc tiên sinh cẩn thận. Lam Điệp vừa đi, trong thiên mộ chỉ còn lại đám Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu cảm thấy cậu có thể thông qua vẫn tinh thiết khống chế lực lượng cả thiên mộ, thì có thể đối phó ba chúng tôi à? Cậu nghĩ quá đơn giản về tông môn ẩn thế chúng tôi rồi, tôi sẽ cho cậu thấy ánh mắt cậu thiển cận tới mức nào. Quỷ thần tử hư lạnh một tiếng nói. Năm ngón tay ông ta mở ra, ý niệm vừa động, một quang cầu màu vàng lập tức xuất hiện. Thiên cơ trảm. Ông ta khẽ quát một câu, tay ấn mạnh xuống. Quang cầu màu vàng lập tức biến mất trên mặt đất, một khe hở màu vàng nhanh chóng lan tràn xung quanh bọn họ. Khe hở màu vàng tới chỗ nào, gợn sóng ở chỗ đó lập tức yên bình lại, khôi phục dáng vẻ trước đó. Ân cô nương, bây giờ cô có thể sử dụng kiếm của cô chém cậu ta thoải mái rồi. Quỷ thần tử hơi nhếch miệng, lạnh nhạt nói. Mạc Phàm có vẫn tinh thiết tâm, có thể thuyên chuyển vẫn tinh thiết trong thiên mộ tùy ý để sử dụng, ở trong thiên mộ này Ân Tố Tố muốn chém Mạc Phàm thì rất khó. Thiên cơ trảm này của ông ta là chuyên dùng để đối phó lĩnh vực chi lực, lực lượng vẫn tinh thiết do vẫn tinh thiết tâm khống chế cũng nằm trong phạm vi của thiên cơ trảm. Không có vẫn tinh thiết có thể khống chế, xem Mạc Phàm đỡ một kiếm của Ân Tố Tố thế nào. Ân cô nương, cô khoan hãy gấp. Để tôi cho tiểu tử này chút giáo huấn trước. Tiêu Giao Tử hơi nhếch miệng, lấy một cây bút ra. Thiên thượng tinh hà chuyển, nhân gian liêm mạc thùy. Anh ta vẽ vài nét bút đơn giản trên đỉnh đầu Mạc Phàm, tinh hà lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Tinh hà này vừa xuất hiện, tốc độ xung quanh Mạc Phàm chậm hơn những nơi khác rất nhiều. Ở nơi trước Mạc Phàm ba thước, bụi bặm đã tan hết, mà bụi xung quanh Mạc Phàm vẫn trôi nổi giữa không trung, không có ý rơi xuống. Chỉ là tốc độ rơi rất chậm, nên nhìn như không thay đổi gì. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Hai người kia một người có thể khống chế lực lượng tiên mộ, một người có thể khống chế tốc độ quanh người hắn, hai người kia hợp lực lại đúng là phiền phức rồi. Ân Tố Tố thấy Mạc Phàm bị chế trụ, kiếm quang trong tay lại sáng lên, chớp lóe vài cái liền đến trước người Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu còn di ngôn gì? Không đợi Ân Tố Tố chém xuống, quỷ thần tử cười đắc ý hỏi. Mạc Phàm đã bị khống chế, cho dù Mạc Phàm có thần thể cũng bị Ân Tố Tố chém làm đôi, bọn họ thắng chắc rồi. Mạc Phàm cười nhạt, không hoảng loạn nhìn về phía bầu trời. Các người ngẩng đầu nhìn xem. Hỗn độn hơi híp mắt, sắc bén lóe lên, hiên viên kiếm trong tay ông ta phát sáng bao ông ta ở bên trong, không do dự bay ra ngoài. Một khi tiên mộ bị phong bế, sẽ ẩn vào trong hư không, không ra cũng chết mà ra cũng chết. Tuyệt đối không thể để Mạc Phàm phong ở đây. Còn muốn chạy, ai cũng có thể đi, nhưng ông thì không thể. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ý niệm của hắn vừa động, trên trường kiếm màu đỏ sậm chớp lóe hào quang, từng đạo vách tường như hắc thiết chắn trước người hỗn độn. Sắc mặt hỗn độn hơi khó coi, hiên viên kiếm chém tới trước, mở một con đường cho ông ta. Chỉ kéo dài như vậy, dưới chân Mạc Phàm vừa động, bóng dáng chớp lóe liền đến trước người hỗn độn. Một tay lóe sáng mấy quang mang, trực tiếp ấn hỗn độn xuống đất. Dưới tay Mạc Phàm, hỗn độn không có đường sống phản kháng, trực tiếp bị ấn trên đất. Bùm, một tiếng thật to, mặt đất tứ phân ngũ liệt, hỗn độn bị ấn sâu xuống đất. Vẫn tinh thiết ở xung quanh lập tức lan đến chỗ hỗn độn lún xuống, nhanh chóng hình thành mộ địa như ngọn núi nhỏ, đè hỗn độn ở phía dưới. Trên đỉnh chóp mộ địa, trên người Mạc Phàm chớp lóe hắc quang, xuất hiện ở phía trên. Nhìn Ân Tố Tố vẫn không ra tay. Cô không định trốn à? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Cậu lợi hại hơn tôi, lại đang ở trong thiên mộ, tôi trốn thoát được à? Ân Tố Tố nói. Cho dù cô ta biết mình không trốn thoát được, cũng biết kết cục sẽ bị phong ấn, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như hồ nước, không có một chút gợn sóng. Sau đó thì sao? Mạc Phàm nhướng mày, đầy hứng thú hỏi. Tôi sẽ đợi cậu đóng thiên mộ hoàn toàn. Sau đó ra khỏi thiên mộ bị phong án, sau đó đánh bại cậu. Trên mặt Ân Tố Tố tràn đầy cố chấp, nói. Cô ta và hỗn độn dùng hiên viên kiếm chém ra một kiếm, cho dù là thần cảnh cũng có thể bị giết chết, vậy mà không giết được Mạc Phàm. Tuy cô ta không ngờ sẽ như vậy, nhưng không thể không thừa nhận thiếu niên trẻ tuổi này lợi hại hơn cô ta nhiều. Ở trước mặt người như vậy, chạy trốn không có ý nghĩa. Hửm! Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt.
liếc mắt nhìn Ân Tố Tố với vẻ kỳ lạ. Thực lực của quỷ thần tử, tiêu giao tử, hỗn độn và người phụ nữ này không kém nhau nhiều lắm, nhưng người phụ nữ này có tâm trí rất thuần túy, tiền đồ còn mạnh hơn quỷ thần tử, tiêu giao tử và hỗn độn nhiều. Báo tên của cô ra đi, tôi không tha cho cô rời đi, nhưng sẽ lưu ý tới cô. Ân Tố Tố yêu nguyệt tiên tử của Thái Tố Cung, đây là tên của tôi, cậu phải nhớ thật kỹ, bây giờ cậu có thể phong ấn tôi rồi. Trên mặt Ân Tố Tố không có chút gợn sóng, thu hồi trường kiếm trong tay mình, ngồi khoanh chân dưới đất nghiêm túc nói. Yêu nguyệt tiên tử, Ân Tố Tố. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn rất quen thuộc với danh hiệu này. Kiếp trước, thánh nữ của Thái Thượng Cung ở tu chân giới. Yêu Nguyệt Tiên Tử đứng thứ ba trong thập đại tiên tử của tu chân giới cũng tên là Ân Tố Tố. Hắn chưa từng gặp Ân Tố Tố, bởi vì Ân Tố Tố cùng tiến vào tu chân giới cùng lúc với hắn, gần như là có tốc độ tương tự quật khởi ở tu chân giới, trở thành nhân vật danh chấn trên tu chân giới, cho nên hắn biết. Có lẽ Ân Tố Tố này chỉ trùng tên với Ân Tố Tố kia, nhưng công pháp phong tình của Thái Thượng Cung trên người Ân Tố Tố, cộng với chút hiểu biết của hắn về đặc thù của Yêu Nguyệt Tiên Tử. Ân Tố Tố này là Ân Tố Tố thánh nữ của Thái Thượng Cung không thể nghi ngờ rồi. A, Mạc Phàm thở hắt ra. Không ngờ Yêu Nguyệt Tiên Tử đứng thứ 6 tu chân giới lại đến từ địa cầu. Tuy Yêu Nguyệt Tiên Tử đứng thứ 6, nhưng cô ta có thể đấu với võ đế quân Khương Lâm hơn 1000 hiệp không bại. Nếu có thể làm thân với Ân Tố Tố, hắn đối phó võ đế sẽ đơn giản hơn một chút. Nếu cô có thể ra khỏi đó, tôi sẽ đưa cho cô bản Thái Thượng Vong Tình Quyết đầy đủ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trong thời gian 500 năm, Ân Tố Tố có thể đấu hơn 1000 hiệp với quân Khương Lâm, thiên phú không thể dùng cường đại để hình dung. Nhất là hiện giờ Ân Tố Tố tu luyện bản Thái Thượng Vong Tình Quyết không đầy đủ, nếu bây giờ cho cô ta bản Thái Thượng Vong Tình Quyết đầy đủ, Ân Tố Tố sẽ càng mạnh hơn. Cậu có Thái Thượng Vong Tình Quyết đầy đủ sao? Cuối cùng trong mắt Ân Tố Tố cũng hiện lên dị sắc. Đến tình trạng hiện giờ của cô ta có thể cảm nhận được rõ Thái Thượng Vong Tình Quyết cô ta tu luyện không đầy đủ, thậm chí có chỗ không đúng, vậy mà Mạc Phàm có đủ Thái Thượng Vong Tình Quyết. Tôi không chỉ có Thái Thượng Vong Tình Quyết, tôi còn có Thái Thượng Tạo Hóa Quyết, Thái Thượng Phá Diệt Kinh, Thái Thượng Tiêu Giao Quyết, vân vân. Mạc Phàm khinh thường nói. 9 bộ kinh thư của Thái Thượng Cung, hắn đều có đủ, Thái Thượng Phá Diệt Kinh lúc trước hắn tu luyện giống với Thái Thượng Vong Tình Quyết Ân Tố Tố tu luyện, đều là một trong cửu kinh. Tôi nhất định sẽ ra khỏi nơi này, lấy được Thái Thượng Vong Tình Quyết đầy đủ. Trong đôi mắt Ân Tố Tố lóe sáng tinh quang, nói vô cùng chắc chắn. Tôi ở Giang Nam đợi cô. Mạc Phàm cười khẽ nói. Nếu Ân Tố Tố này là yêu nguyệt tiên tử kiếp trước, tuyệt đối có thể ra khỏi tiên mộ, cho cô ta Thái Thượng Vong Tình Quyết cũng không sao. Cho dù hắn không cho Ân Tố Tố Thái Thượng Vong Tình Quyết, đến tu chân giới sớm muộn gì Ân Tố Tố cũng đạt được. Hắn cho Ân Tố Tố trước, còn có thể đạt được ân tình của Ân Tố Tố. Đóng lại cho tôi. Hắn nheo mắt, khẽ quát một câu. Tiên mộ không ngừng thu nhỏ lại đại phóng hào quang, trực tiếp bao phủ xung quanh rồi tắt trong chớp mắt. Hào quang thu lại, tiên mộ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là khu đất bằng. Giữa khu đất bằng, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt đi đến chỗ đám người đứng quanh tiên mộ. Mọi người ở đây nhìn thấy Mạc Phàm đi tới, vẻ mặt khác nhau. Trên gương mặt già nua của Viên Trọng Dương không còn tươi cười, trái lại âm trầm có thể vặn ra nước. 4 cao thủ của tông môn ẩn thế cùng đối phó Mạc Phàm, không chỉ không thể làm gì được, trái lại còn bị Mạc Phàm phong ấn trong tiên mộ. Chuyện này, sắc mặt đám Cửu Luân đại sư xám như cho tàn, không có chút huyết sắc. Bởi vì tông môn ẩn thế tới, bọn họ cho rằng không cần bị Mạc Phàm phong ấn 10 năm, nhưng có ai ngờ tới sẽ là kết cục này, vậy mà Mạc Phàm mạnh như thế. Những người khác thấy Mạc Phàm đi tới, chủ động nhường một lối đi, cho dù là nam nữ già trẻ trong mắt đều là kính sợ. Thanh niên chưa tới 20 tuổi lại đánh bại được 4 cao thủ của tông môn ẩn thế, mỗi người chỉ cần một chiêu, thực lực này đúng là đáng sợ. Chúc mừng Mạc tiên sinh. Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ đi tới nghênh đón, vô cùng cung kính nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người khác. Thất hồn quả, tam thư, tam thánh bút. Chúng thần sơn và rất nhiều thứ đều ở trong tay tôi, còn ai có ý kiến không? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Giọng nói hờ hững nhưng mang uy áp vô cùng cường đại, lan tràn ra xung quanh. Hửm!
Đám Tiêu Dao Tử nhíu mày nhìn về phía bầu trời, bỗng nhiên mắt bọn họ mở to, giống như nhìn thấy chuyện khó có thể tin. Không chỉ ba bọn họ, bên ngoài tiên mộ, không biết người nào kêu lên. Nhanh nhìn lên trên trời. Có một số người nhìn về phía bầu trời theo bản năng, miệng lập tức há thành hình chữ O, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện này, đây là nguyên nhân Mạc Phàm bảo chúng ta rời khỏi tiên mộ sao? Có người run rẩy, lẩm bẩm nói. Những người còn lại thì nhướng mày, tò mò nhìn về phía bầu trời, lập tức cũng trợn mắt há miệng, nhìn như gà gỗ. Đó là chúng thần sơn của thần điện sao? Có người ấp úng nói. Người này vừa nói xong, bầu trời gần tiên mộ nhanh chóng tối lại. Trong tầng mây, bóng dáng chúng thần sơn to lớn như người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu trong phim, những chiếm hạm phi thuyền vũ trụ hàng lâm địa cầu che khuất mặt trời chậm rãi xuất hiện. Rất nhanh, tất cả khu vực gần tiên mộ bị chúng thần sơn che khuất, cảm giác áp bách cường đại xuất hiện trong lòng mọi người. Ừng ực, không ít người ngơ ngẩn nhìn chúng thần sơn, nuốt nước bọt liên tục. Sau khi chúng thần sơn bị chém ở Biển Đông, được Mạc Phàm đoạt từ tay thần điện. Nhưng không đảo khổng lồ này vẫn luôn ở Biển Đông gần Giang Nam, sao Mạc Phàm lại mang tới Vân Châu, còn không có dấu hiệu báo trước nữa. Không nói đến chuyện chúng thần sơn khổng lồ như vậy, cho dù một chiếc xe lái từ vùng Biển Đông ra đây cũng không khó thấy, phải biết rằng từ Vân Châu tới Biển Đông phải hơn ngàn dặm. Mạc Phàm lại rời chúng thần sơn tới đây, chuyện như vậy, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ trong chớp mắt, tươi cười trên mặt đám Viên Trọng Dương, Cửu Luân Đại Sư cứng đờ, yết hầu cử động liên tục, sắc mặt âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Ba cao thủ tông môn ẩn thế đã tới, tuy bọn họ không nhìn thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà Mạc Phàm triệu hoán chúng thần sơn. Nếu thứ này rơi xuống, cho dù là cao thủ thần cảnh cũng bị đập nát, chỉ sợ chỉ có Tôn Ngộ Không đạt tới cảnh giới kia mới sống sót. Chuyện này, phần lớn mọi người bị Mạc Phàm làm cho kinh hãi đến ngây người, động một tí là đưa tới chúng thần sơn, con người tuyệt đối không làm được, thần cũng ít khi làm được. Đám Tam Thiên Đông Bắc lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn, bọn họ cảm thấy hơi hối hận, may mà không lật lọng, nếu không hậu quả khó mà chịu được. Sắc mặt đám Cửu Luân thì trắng bệch, không có một chút huyết sắc, bọn họ vốn chỉ cần tự phong tu vi 10 năm là được, nhưng lại cứ thích là địch của Mạc Phàm. Lần này thật sự xong rồi. Nếu chúng thần sơn trực tiếp rơi xuống, chắc là có thể hủy diệt một thành phố lớn, ai có thể đỡ nổi chúng thần sơn. Đi. Cửu Luân Đại Sư không do dự nói. Lúc này không đi, lát nữa đám quỷ thần tử thua, bọn họ muốn chạy cũng không chạy được. Kabu và Chiến Quốc do dự, vẫn quyết rời đi. Các người cho rằng rời đi được sao, Mạc Phàm đã bày phong ấn trên người các người, với bản lĩnh của tên tiểu tử kia, cậu ta có thể giết các người dễ dàng. Viên Trọng Dương lạnh lùng nói. Ba người như bị điện giật, cơ thể run lên, dừng bước lại. Viên Trọng Dương, ông có ý gì? Các ông cứ nhìn đi, tiểu tử kia muốn thắng cũng không dễ như vậy, cho dù đưa chúng thần sơn tới cũng thế. Trong mắt Viên Trọng Dương lóe lên sắc bén, nhìn chằm chằm tiên mộ, nghiêm túc nói. Trừ phi ngay cả Mạc Phàm cũng không sợ bị chúng thần sơn đè lên, nếu không cậu ta sẽ không dùng chúng thần sơn đối phó ba người kia. Cho dù Mạc Phàm không sợ, cũng vậy thôi. Tia! Ông tiên mộ, đám quỷ thần tử nheo mắt lại, trong mắt lóe lên khiếp sợ. Bọn họ đều là người của tông môn ẩn thế, tất nhiên không xa lạ với chúng thần sơn. Chúng thần sơn có thể thông qua tọa độ đã được định, di chuyển vị trí, giống như di sơn thuật của Hoa Hạ. Nhưng dựa theo hiểu biết của bọn họ, mỗi lần di chuyển chúng thần sơn không chỉ cần thần điện, còn cần điện chủ thần điện cộng thêm hơn 10 mục sư mới được, hơn nữa khoảng cách di chuyển có hạn, vậy mà Mạc Phàm có thể di chuyển tới tận đây. Tiểu tử, cậu đúng là uy phong, vậy mà di chuyển được chúng thần sơn tới đây. Quỷ thần tử nhíu mày, tức giận nói. Uy phong, tôi không thấy vậy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Hắn nắm pháp khí khống chế chúng thần sơn, chỉ kéo chúng thần sơn tới mà thôi. Chỉ cần bố trí một số trận pháp đơn giản trên đường tới là được, không khó gì. Nếu hắn muốn uy phong hơn, hắn có thể triệu hóa thiên thạch đến gần địa cầu, dùng thiên thạch đối phó những người này. Nếu cho hắn chút thời gian bố trí trận pháp, thậm chí hắn có thể kéo mặt trăng tới gần địa cầu. Những chuyện này, đều uy phong hơn hắn dùng chúng thần sơn nhiều. Quỷ thần tử nhíu mày,
khuôn mặt nóng rát. Tiểu tử, cậu di chuyển thánh địa của dị giáo phái tới phạm vi Hoa Hạ, trước mặt tông môn ẩn thế chúng tôi, cậu không sợ thiên sứ hàng lâm ở đây sao, cậu có thể chịu trách nhiệm được không? Tiêu Giao Tử lạnh lùng nói. Giáo phái như thần điện, thánh địa và điện chủ đều không được phép vào Hoa Hạ. Bởi vì bất luận là thánh địa hay điện chủ tiến vào Hoa Hạ, đều có khả năng khiến lượng lớn thiên sứ hàng lâm hay trừng phạt, tạo thành tai nạn khó mà đo được. Cho nên nếu thánh địa và điện chủ thần điện không được cho phép dám tiến vào Hoa Hạ, đều phải chịu đuổi giết. Mạc Phàm dám di chuyển chúng thần sơn tiến vào để đối phó bọn họ, đúng là to gan lớn mật. Anh vẫn nên suy xét sẽ chết dưới chúng thần sơn, mà không phải có thiên sứ nhân cơ hội hàng lâm. Mạc Phàm thản nhiên hỏi. Thiên sứ đến đây thì thế nào, nếu thiên sứ dám hàng lâm phía sau hắn, hắn sẽ giết luôn cả thiên sứ. Cậu! Sắc mặt Tiêu Giao Tử khó coi, không nói nên lời. Anh ta tự xưng là bất phàm, nhưng có vẻ quá nhỏ bé dưới chúng thần sơn rồi. Không nói đến lực chúc phúc trên chúng thần sơn, ngọn núi bình thường như vậy rơi xuống, cũng đủ giết bọn họ. Quỷ thần tử, không phải ông có càn khôn thiên cơ chi lực sao, Tiêu Giao Tử, không phải anh tinh thông thánh nhân chi thuật à, ân cô nương, kiếm đạo của cô vô song, đều thử xem các người có thể khống chế được những thứ này không. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một tay hắn vươn ra, hơi kéo xuống dưới. Trên bầu trời, trên chúng thần sơn, tiếng rầm 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 vang lên liên tục, từng khối cự thạch mấy chục mét được kéo từ trên chúng thần sơn xuống. Có khoảng chừng mấy trăm khối, trôi nổi trên đỉnh đầu đám quỷ thần tử. Lưu tinh. Mạc Phàm khẽ quát một câu, trong mắt chớp lóe tinh quang. Trên mấy trăm tảng đá này chớp lóe hào quang, tảng đá được kéo về phía sau, giống như đạn pháo nuôi lực rời khỏi khoang thuyền. Ngay sau đó, những cự thạch này kéo cái đuôi thật dài, giống như lưu tinh mang theo lực hủy diệt rơi về phía ba người, như thiên thạch rơi xuống địa cầu. Ba người nhìn cự thạch đầy trời, trên mặt đều là vẻ nghiêm trọng. Nhiều cự thạch như vậy, bọn họ hủy diệt một phần không có vấn đề gì, nhưng nhiều cự thạch như vậy, chắc chắn bọn họ không thể đỡ được hết. Đúng lúc này, quỷ thần tử nhíu mày, nhìn phía sau Mạc Phàm. Hỗn độn, ông còn không định ra tay à? Hửm. Mạc Phàm nhướng mày, nghiêng đầu nhìn theo phương hướng quỷ thần tử nhìn, lông mày nhíu lại. Ở sau lưng hắn, một người đàn ông cao gầy lăng không đi tới. Người đàn ông này nhìn khoảng hơn 30 tuổi, mặc áo bào trắng, mái tóc dài như thác nước màu đen xóa tung sau lưng, đôi mắt bão kinh thương tang không có một chút tình cảm, gương mặt như đao chém gọt lộ ra hơi thở cao quý, lạnh lùng. Người này không phải là ai khác, đúng là hỗn độn long tổ người ép Mạc Phàm cúi đầu, lại bị Mạc Phàm phong ấn. Hôm nay ông ta cầm một thanh kiếm cổ hoa văn hình rồng, mỗi bước đi trong không trung như có không khí tự động tới chân ông ta, giống như được hỗn độn dẫm dưới chân là vinh hạnh vô cùng to lớn. Lúc Mạc Phàm nhìn hỗn độn cũng đang nhìn hắn. Mạc Phàm, chúng ta lại gặp mặt, cậu đã chuẩn bị xong bị giết chết chưa? Ông ta đường đường là hỗn độn, người cầm quyền của long tổ, cũng là người mạnh nhất, vậy mà không thể khiến thuộc hạ của mình cúi đầu, còn bị thuộc hạ của mình phong ấn một thời gian, chuyện này khiến long tổ mất hết mặt mũi ở sơn ngoại sơn. Nếu không phải long tổ có một số việc phải xử lý, chắc chắn ông ta đã sớm tới Giang Nam, giải quyết Mạc Phàm rồi. Khi nói chuyện, ánh mắt ông ta phát lạnh, long văn cổ kiếm trong tay ông ta chém ra. Càn khôn liệt, kiếm khí trong long văn cổ kiếm trong tay ông ta rẽ nguyệt bay ra, chém về phía cự thạch ở phía xa. Đạo kiếm khí này vừa chém ra, mỗi lần tới trước sẽ to lên gấp đôi. Khi đến trước những cự thạch này, đạo kiếm khí đã khoảng chừng cây số, giống như một thanh thiên kiếm vô cùng chói mắt trong không trung, như muốn chém bầu trời ra thành hai nửa. Đạo kiếm khí khổng lồ này tới trước cự thạch, trực tiếp quét qua những cự thạch kia. Không đợi những cự thạch này rơi xuống đất, kiếm khí đã quét qua, chém ở bầu trời phía xa. Rầm, một tiếng, bầu trời chấn động dữ dội, trên bầu trời có một khe hở rộng bị kiếm khí chém ra. Ngay sau đó, trên cự thạch xuất hiện khe hở như mạng nhện, khắp nơi đều là cự thạch. Rầm rầm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, trên bầu trời giống như có vạn pháo hoa nổ tung. Tiếng nổ mạnh rất lâu mới dừng lại, cự thạch trong vòng cây số đều bị nổ tung, hóa thành bột phấn rơi xuống đất, tiêu tán theo gió, không thương tổn đến đám quỷ thần tử chút nào. Ở nơi xa, không ít người nhìn cự thạch tiêu tán trong không trung, vẻ mặt lập tức mờ mịt.
Sao lại thế này, có cao thủ đến đây à? Có người ngạc nhiên hỏi. Nhiều cự thạch trong vòng cây số như thế, có thể đắp được một ngọn núi nhỏ, cho dù sử dụng tất cả vũ khí cùng lúc, cũng không thể phá hủy được nhiều cự thạch như vậy. Nhưng chỉ một kiếm đã chém được hết. Hẳn là hỗn độn nắm long tổ trong tay. Trương Huyền Lăng ngơ ngẩn nhìn một kiếm, vô cùng kinh ngạc nói. Kiếm khí dài ngàn mét, cao thủ thần cảnh cũng không làm được. Cho dù trong cơ thể đủ linh khí đắp nặn kiếm khí dài ngàn mét, nhưng không thể khống chế được hồn lực. Không phải kiếm khí, vậy chỉ có thể là hỗn độn. Hỗn độn, ông muốn nói chủ nhân của Hiên Viên kiếm thế hệ này, hỗn độn sao? Mắt Trần Vô Cực mở to, khiếp sợ hỏi. Hiên Viên kiếm là vũ khí hoàng đế đúc sau khi thống nhất Cửu Châu, không chỉ là thần kiếm số một Hoa Hạ, cũng là pháp khí càn khôn cường đại nhất. Thanh kiếm này ẩn chứa lực lượng thống nhất Cửu Châu, có thanh kiếm này tương đương với nắm giữ lực càn khôn Cửu Châu. Trừ phi có vật như Sơn Hà Ấn, Bia Địa Giới, Sơn Hải Khư, nếu không tất cả Cửu Châu Hoa Hạ đều phải chịu khống chế của Hiên Viên kiếm. Thanh kiếm này do Hiên Viên gia bảo quản, nhưng không phải đều do Hiên Viên gia nắm giữ. Hiên Viên kiếm sẽ lựa chọn chủ nhân cho mình, chỉ có chủ nhân của Hiên Viên kiếm mới có thể phát huy ra lực càn khôn bên trong Hiên Viên kiếm. Một thế hệ này người có thể khống chế Hiên Viên kiếm là hỗn độn, người đứng đầu Long Tổ. Một kiếm vừa rồi nhìn như kiếm khí, thực ra bên trong ẩn chứa lực càn khôn thống nhất Cửu Châu của Hiên Viên kiếm. Hỗn độn đến, vậy chúng thần sơn này không còn tác dụng rồi. Trên mặt Cửu Luân Đại Sư hiện lên vui mừng sợ hãi, nói. Không sai, đợi coi, Mạc Phàm sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Viên Trọng Dương vuốt râu, cười gật đầu. Hiên Viên kiếm có thể nắm lực càn khôn Cửu Châu trong tay, cho dù Mạc Phàm bảo chúng thần sơn rơi xuống, hỗn độn cũng có thể dừng chúng thần sơn lại. Không có chúng thần sơn làm chỗ dựa, Mạc Phàm xích thủ không quyền đối đầu với đám quỷ thần tử, bây giờ lại có thêm hỗn độn, Mạc Phàm không có một chút phần thắng. Vậy đến lúc đó phải dựa vào Vân Tiên Sinh rồi. Chiến Quốc ôm quyền, lễ phép nói với Viên Trọng Dương. Ở đây chỉ có Viên Trọng Dương mới bám được sơn ngoại sơn, lúc này bám đùi Viên Trọng Dương, mới có cơ hội lấy được một thất hồn quả. Chiến Quốc gia tộc Uy Kỳ mới mở miệng, những người khác vội vàng bám lấy Viên Trọng Dương. Yên tâm đi, chỉ cần thứ mọi người trao đổi có thể khiến tôi hài lòng, tôi không chỉ đưa cho mọi người thất hồn quả, còn có thể bảo sư phụ giải trừ phong ấn trên người các vị nữa. Viên Trọng Dương cười đắc ý. Hào phóng nói. Giống như Mạc Phàm chắc chắn sẽ thua, thất hồn quả đều là của ông ta. Cách đó không xa, trái tim Lam Điệp vốn hạ xuống, lại bị kéo cao. Cô có nghĩ tới hỗn độn sẽ tới, dù sao Mạc Phàm trở mặt với Long Tổ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không ngờ hỗn độn lại tới lúc này. Mạc Phàm vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hỗn độn đến đây hoàn toàn làm nghiêng chuyện này. Chuyện này. Cô và Tôn Huyền Cơ vô cùng gấp gáp, nhưng không có biện pháp. Bọn họ đã không thể so sánh với đám hỗn độn. Hỗn độn vừa xuất hiện, không ít người của Long Tổ cũng xuất hiện ở gần tiên mộ. Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ và ba vị trưởng lão đều trình diện, cả đám vận đủ nhãn lực, nhìn về phía tiên mộ. Hỗn độn vốn có thể xuất hiện trước, nhưng so với trực tiếp chèn ép Mạc Phàm thật chặt. Bọn họ vẫn muốn nhìn lúc Mạc Phàm đang nắm chắc thắng lợi trong tay lại bị đón đầu một kích sẽ có biểu cảm gì. Như vậy mới có thể trừng phạt Mạc Phàm đã đắc tội bọn họ, mới có thể trả thù chuyện Mạc Phàm phong ấn. Trong tiên mộ, một kiếm của hỗn độn hủy đi tất cả lưu tinh của Mạc Phàm, ông ta chậm rãi thu trường kiếm lại, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm, có thanh kiếm này, cậu hạ chúng thần sơn xuống cũng không có tác dụng, lần này cậu còn gì để nói. Đôi mắt hỗn độn như vì sao, lạnh lùng hỏi. Khi ông ta nói chuyện, dưới chân đám quỷ thần tử vừa động, bốn người đứng bốn góc, bao vây Mạc Phàm ở giữa, bốn uy áp cường đại như bốn ngọn núi to đè lên người Mạc Phàm. Mọi người ở đây đều cúi đầu, không dám nhìn Mạc Phàm. Cộp, Cửu Luân Đại Sư, Kabu, Chiến Quốc quỳ trên đất. Là chúng tôi hồ đồ, mong Mạc Tiên Sinh tha mạng. Cửu Luân quỳ lạy, vô cùng cung kính nói. Người của tông môn ẩn thế đã thua Mạc Phàm, lúc này không cúi đầu sẽ chết. Mạc Phàm không nhìn đám Cửu Luân, ý niệm vừa động. Trên mặt ba người hiện lên vẻ kỳ lạ, phù lục chỗ mi tâm Mạc Phàm đánh vào lúc trước sáng lên, cơ thể ba người nhanh chóng biến thành hạt cát. Không! Sắc mặt Chiến Quốc thay đổi, giận dữ hét lên như sư tử.
Ông ta giống lên như vậy không quan trọng, cơ thể vốn đang chậm rãi hóa thành cát, giống như cát bị sóng âm cường đại trùng kích, cơ thể ba người trực tiếp nứt vụn, biến thành một đống cát. Không ít người ở xung quanh nuốt nước bọt, bầu không khí yên tĩnh giống như chết lặng. Nhất là Viên Trọng Dương mắt đảo liên tục, ước gì mình có thể lập tức biến mất, tránh để bị Mạc Phàm nhìn thấy. Chuyện này không thoát khỏi liên quan đến ông ta, đám Cửu Luân bị giết, ông ta càng tội chết khó thoát. Mạc Phàm, tôi là ông ngoại của Tiểu Tuyết, tôi còn có hiệp nghị với Long Bác, cậu không thể giết tôi. Do dự một lát, Viên Trọng Dương vẫn không nhịn được áp lực, mở miệng nói. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Viên Trọng Dương một cái. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết ông. Không giết tôi. Viên Trọng Dương nhướng mày, trong mắt vốn xuất hiện vui mừng, sau đó thay thế bằng nghi ngờ. Ông ta làm nhiều chuyện như vậy, vậy mà Mạc Phàm không giết ông ta. Cậu chắc chắn chứ? Nhưng tôi sẽ không tha cho ông. Mạc Phàm vươn một tay ra, vẽ một vòng tròn trong không trung. Một lát sau, một con quả đen bay từ trong vòng tròn này ra, đậu trên tay hắn. Ngón tay hắn khẽ điểm, một giọt máu bay từ trên con quả đen này ra. Hai tay hắn vũ động, một đám phù văn bay vào trong giọt máu của con quả đen này. Mỗi lần thêm một phù văn, màu đỏ trên giọt máu sẽ nhạt đi một chút, chỉ trong phút chốc, máu của con quả đen đã biến thành không màu. Ông mạo phạm tôi nhiều lần, tôi không thể giết ông, nhưng tôi sẽ khiến ông ban ngày là quả đen, buổi tối sẽ thành người, ông phục hay không? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, lạnh giọng hỏi. Cái gì? Viên Trọng Dương mở to mắt, khuôn mặt xanh mét. Ông ta đường đường là Viên Thiên Sư Hồng Công, lại bị Mạc Phàm biến thành nửa người nửa chim, sao có chuyện này được, nếu chuyển ra Viên ra bọn họ còn mặt mũi sao? Mạc Phàm, tôi biết sai rồi, cậu nể mặt Tiểu Tuyết, tha cho tôi một lần được không, tôi đảm bảo sẽ lập tức quay về Hồng Công bế quan suy nghĩ. Viên Trọng Dương cục một tiếng quỳ trên đất, ăn nói khép nép cầu xin. Sư phụ ông ta đều bị Mạc Phàm phong ấn, chỗ dựa lớn nhất của ông ta đã không còn, nếu không cúi đầu sẽ phải chết. Đó chính là ông không phục, vậy tôi giết ông thì hơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu không nể mặt Tiểu Tuyết, Viên Trọng Dương đã chết rồi. Hơn nữa người ăn cây táo rào cây sung, đánh chết cái nết không chừa như Viên Trọng Dương, lần này hắn tha cho Viên Trọng Dương, chắc chắn vẫn còn lần sau Viên Trọng Dương cầu xin hắn tha thứ. Vẻ mặt Viên Trọng Dương ngẩn ra, trong mắt đều là bối rối, giống như cá được đặt lên trên thớt, sắp bị giết chết. Tôi phục, khi nói chuyện, trong đôi mắt thế sự xoay vần của ông ta hiện lên tàn nhẫn. So với bị giết chết, nửa người nửa quả tuyệt đối là lựa chọn tốt hơn. Chỉ cần còn sống, vẫn có cơ hội phá giải phong ấn của Mạc Phàm, khôi phục tự do. Trừ chuyện đó ra, còn sống cũng có thể truyền tin tức này cho tông môn ẩn thế. Ông ta còn cơ hội xoay người. Muộn rồi. Mạc Phàm khẽ búng ngón tay, giọt máu trong suốt kia bay vào trong mi tâm Viên Trọng Dương. Viên Trọng Dương giống như bị trúng đạn, cơ thể cong về phía sau, đồng tử nhanh chóng tan rã, hơi thở biến mất. Ừng ực, không ít người ngầm nuốt nước bọt, kính sợ Mạc Phàm hơn nhiều. Cửu Luân Đại Sư Yoga Cổ Thuật Ấn Quốc, Pháp Sư Cabu Thái Quốc, Chiến Quốc của gia tộc Wiki đều bị Mạc Phàm giết. Viên Trọng Dương Thiên Sư của Hồng Kông chỉ do dự một lát, cũng bị Mạc Phàm giết chết. Sát phạt quyết đoán như vậy, đều không thể khinh thường trêu chọc. Trương Huyền Lăng, Trần Vô Cực, hai người có thể tiến vào tông môn ẩn thế đúng không? Mạc Phàm không để ý ánh mắt người xung quanh, lạnh nhạt hỏi. Chính Nhất Giáo và Võ Đang đều là tông phái nổi tiếng ở Hoa Hạ, rất có khả năng có tông môn ẩn thế đứng sau. Đạo môn trong tông môn ẩn thế là ngọn nguồn của Chính Nhất Giáo chúng tôi, Thái Cực Tông là tông gia Võ Đang, quả thật chúng tôi có thể tiến vào tông môn ẩn thế, Mạc tiên sinh có gì phân phó sao? Trương Huyền Lăng hơi cúi người với Mạc Phàm, cung kính hỏi. Hai người đều có thể đi vào, vậy chuyển lời cho Nho Môn giúp tôi, giao Dạ Vô Nhai ra, tôi có thể đổi Tiêu Giao Tử với bọn họ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trương Huyền Lăng nhíu mày, trong mắt lộ vẻ do dự. Mạc Phàm phong ấn Tiêu Giao Tử, lại bảo ông ta đi nói cho Nho Môn, Mạc Phàm đây là khiêu chiến với Nho Môn sao? Mạc tiên sinh, tôi có thể làm theo lời cậu nói, nhưng cậu thật sự muốn làm như vậy sao? Trương Huyền Lăng hỏi lại.
Nho môn phái Tiêu Giao Tử tới vốn là xử lý chuyện Mạc Phàm và Long Hoa hội, Mạc Phàm phong ấn Tiêu Giao Tử, còn bảo nho môn giao Dạ Vô Nhai ra, như vậy sẽ khiến nho môn hoàn toàn tức giận, hậu quả khó mà chịu nổi. Thế nào, có vấn đề gì sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Chắc chắn Dạ Vô Nhai được giấu trong nho môn, nếu nho môn không giao Dạ Vô Nhai ra đây, vậy đợi hắn dùng thất hồn quả chữa trị cho Dạ Tình xong, sẽ du ngoạn tới sơn ngoại sơn một chuyến. Cho dù diệt nho môn, hắn cũng phải tóm được Dạ Vô Nhai, không có khả năng khác. Nếu Mạc tiên sinh muốn như vậy, tôi sẽ tự mình đi một chuyến, nhưng tốt nhất là Mạc tiên sinh nên chuẩn bị đối phó nho môn, Long Tổ, Thái Tố Cung và Quỷ Cốc. Trương Huyền Lăng nghiêm túc nói. Chỉ cần làm theo lời Mạc Phàm nói, muốn đối phó Mạc Phàm chắc chắn không chỉ mình nho môn, tất nhiên Long Tổ, Thái Tố Cung và Quỷ Cốc sẽ ra tay cùng lúc. Mạc Phàm có thể phong ấn đám Tiêu Giao Tử, nhưng đó chỉ là bốn trong nhiều tu sĩ ở tông môn ẩn thế. Nếu tông môn ẩn thế thật sự ra tay, sẽ đáng sợ như sóng thần đầy trời. Năm đó các nước tới Hoa Hạ, những tu sĩ dị quốc không kiêng nể gì khiêu chiến các đại môn phái ở Hoa Hạ, cuối cùng khiến nhiều người của tông môn ẩn thế tức giận. Tông môn ẩn thế chỉ phái một đội người, thì giết huyết tộc, lang nhân, tinh linh, thần điện và tu sĩ dị quốc bên bờ Tây Hải Hoa Hạ. Mạc Phàm yếu hơn những dị quốc này nhiều, cho dù chỉ có bốn thế lực, chỉ sợ mình Mạc Phàm cũng không đối phó được. Ông cứ làm theo lời tôi nói là được, Nho Môn, Long Tổ, Thái Tố Cung và Quỷ Cốc sao, nếu bọn họ đến hết, vậy thì đến hết cả đi. Mạc Phàm khinh thường nói. Tông môn ẩn thế trên địa cầu mà thôi, ở trong mắt hắn chỉ như môn phái ngoại môn của tu chân giới, vốn dĩ không cần để vào mắt. Nói xong đám người tránh ra một con đường rộng, hắn đi theo con đường này, xuyên qua đám người đưa mắt nhìn nhau đi về Giang Nam. Mạc Phàm nheo mắt. Nhìn thoáng qua Hiên Viên kiếm sau lưng Hỗn Độn, trong mắt lóe lên dị sắc. Đúng là một kiếm lợi hại. Mạc Phàm khen, tu vi của Hỗn Độn đã đạt tới thần cảnh, không kém đám quỷ thần tử mấy, nhưng yếu hơn Tiêu Giao Tử một chút. Dù vậy thanh kiếm phía sau Hỗn Độn lại lợi hại hơn nhiều. Trên người hắn cũng có mấy kiện pháp bảo, nhưng không có một kiện pháp bảo nào có thể so được với thanh kiếm của Hỗn Độn. Kiếm của Hỗn Độn có phải linh khí hay không? Tuyệt đối là pháp bảo tế phẩm. Ở Hoa Hạ thậm chí là cả thế giới, cũng chưa chắc đã tìm được thanh kiếm lợi hại hơn Hiên Viên kiếm này, trong mắt Hỗn Độn lóe lên chút đắc ý, Hiên Viên kiếm quét về phía chúng thần sơn. Cút! Một chữ vang lên, một đạo kiếm khí mạnh hơn vừa rồi không chỉ gấp 10 lần chém lên chúng thần sơn, trên chúng thần sơn sáng lên ánh sáng thần thánh, giống đạn bay ra khỏi nòng súng bay về nơi xa, nhanh chóng biến mất trong mắt mọi người. Chẳng trách! Mạc Phàm không quan tâm chúng thần sơn rời đi, thoải mái nói. Kiếp trước hắn không tiếp xúc với thanh kiếm này, nhưng truyền thuyết về Hiên Viên kiếm cho dù là đứa bé bình thường cũng biết. Nghe nói kiếm này do chúng thần Thái Thủ Sơn Đồng tạo thành, toàn thân màu vàng óng, thân kiếm một mặt có khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên thảo mộc, chuôi kiếm một mặt là thư nông canh dưỡng chi thuật, một mặt khác là thư tứ hải nhất thống chi sách. Là thần kiếm có 102 do chư thần thiên giới ban cho Hiên Viên hoàng đế đánh bại Sivu, trong đó ẩn chứa lực lượng rất mạnh, không chỉ tượng trưng cho Hoa Hạ, cũng là kiếm trảm yêu trừ ma thống nhất Cửu Châu, cấp bậc thanh kiếm này còn trên ngọc tỷ truyền quốc. Nếu là thanh kiếm này, một kiếm vừa rồi của Hỗn Độn có thể lý giải rồi. Nếu biết thanh kiếm này, còn không nhanh quỳ xuống, cậu không có bất luận phần thắng nào dưới tay bốn chúng tôi đâu. Tiêu Giao Tử cười tự tin nói. Quỳ xuống. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu. Các người có bốn người tới phải không, nếu còn nữa thì xuất hiện cả đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hửm. Hỗn Độn nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Cậu cảm thấy bốn chúng tôi còn chưa đủ sao? Hỗn Độn cười khinh thường nói. Tiên mộ dưới chân Mạc Phàm đã bị quỷ thần tử khống chế, chúng thần sơn trên đỉnh đầu bị ông ta dùng Hiên Viên kiếm chế trụ, Mạc Phàm gần như đã là kiềm lư kỹ cùng. Vậy mà còn bảo người khác xuất hiện nữa. Mạc Phàm không trả lời, chỉ khép mắt lại, cảm ứng như thủy triều phóng ra, một lát sau hắn mới mở mắt. Không còn những người khác nữa rồi. Mạc Phàm vừa nói câu này, đám Hỗn Độn nghi ngờ, đồng thời bật cười. Thế nào, chẳng lẽ cậu thật sự muốn vùng vẫy giấy chết sao? Tiêu Giao Tử cười khinh thường nói. Không nói đến những người khác, Mạc Phàm dựa vào cái gì đấu với bọn họ? Ông nghĩ rằng tôi sẽ dựa vào các loại pháp khí như ông sao, mọi chuyện đã đến nước này rồi,
nếu ông nghĩ tôi vùng vẫy dẫy chết thì cứ nghĩ vậy đi, bây giờ chạy trốn là lựa chọn tốt nhất của ông, tuy ông không trốn thoát được đâu. Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh nói. Tiên mộ và chúng thần sơn là phương pháp đơn giản nhất, có thể giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Cho dù hai thứ này có tác dụng, không có nghĩa là hắn đã không có biện pháp khác. Nếu bốn người này mạnh hơn một chút, có lẽ hắn sẽ gặp chút phiền phức, cao thấp không đều như thế, có thể làm gì được hắn. Tiêu Dao Tử nhíu mày thành chữ hỏa, ánh mắt phát lạnh theo. Mọi người khoan hãy ra tay, để tôi thử xem tiểu tử này có bản lĩnh gì trước đã. Tiêu Dao Tử lấy bạch ngọc bút và bạch ngọc thư ra, nói với đám hỗn độn. Đám quỷ thần tử nhíu mày, dù sao bọn họ cũng là người có uy tín danh sự, quả thật không nên ra tay. Tiêu Dao Tử rót linh khí vào trong bạch ngọc thư, trang sách tự động mở ra. Huyết Nguyệt Thiên Hàng. Anh ta lấy bạch ngọc bút ra viết vài nét rồng bay phượng múa lên trên bạch ngọc thư. Một đạo bạch quang bắn nhanh từ trong bạch ngọc thư ra, một vòng huyết nguyệt nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm, chỉ trong chớp mắt đã có 20-30 vòng, mỗi vòng đều có đường kính từ 30 đến 50 thước, cho dù ở xa cũng có thể thấy. Mạc Phàm đứng phía dưới những huyết nguyệt này, nhìn nhỏ bé như con kiến. Những thứ này trôi nổi trong không trung, khiến không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Nếu những huyết nguyệt này rơi xuống, uy lực không kém cự thạch lúc trước của Mạc Phàm. Người có thể hiển thánh, quả thật danh bất hư truyền. Có người nghĩ thầm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, ngón tay sáng lên, tam thư và tam thánh bút xuất hiện trong tay hắn. Nhìn mấy thứ này, Tiêu Dao Tử nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén. Đây là bảo bối của Nho Môn bọn họ, vốn là cho Long Hoa Hội đặt chân ở thế tục, nhưng bị Mạc Phàm đoạt đi. Mạc Phàm lấy hai thứ này ra, tuyệt đối là sỉ nhục với Nho Môn bọn họ. Tiểu tử, đây là muốn trả hai thứ này cho tôi sao? Tiêu Dao Tử hỏi. Lúc này Mạc Phàm lấy bảo vật của Nho Môn bọn họ ra, có khả năng là chịu thua. Trả lại cho các người sao? Mạc Phàm lắc đầu, một tay cầm tam thánh bút, tay còn lại ném tam thánh thư lên không trung, tam thánh thư biến thành ba bức họa cuộn tròn. Hắn nắm tam thánh bút, giống như đứa bé mới học viết. Vẽ lên trên ba bức họa cuộn tròn. Sắc mặt Tiêu Dao Tử khó coi, giống như bị tát một cái, trên mặt nóng rát. Cậu muốn dùng tam thư và tam thánh bút sao, nếu đúng là như vậy, tôi sẽ cho cậu biết đây là tự rước lấy nhục. Mạc Phàm chỉ là người ngoài Nho Môn, cũng dám sử dụng tam thư và tam thánh bút trước mặt anh ta, chuyện này giống như nghịch đại đao trước mặt quan công. Nhất là tư thế vô cùng vụng về của Mạc Phàm, còn không bằng ngay cả đứa bé mới tiến vào Nho Môn anh ta. Vậy mà cũng dám thi triển thánh thuật trước mặt anh ta. Xem tôi cướp tam thư và tam thánh bút từ tay cậu thế nào đi. Tam thư và tam thánh bút như hiên viên kiếm trong tay hỗn độn, đều là linh vật. Hiên viên kiếm lựa chọn cao nhân hợp với nó nhất, tam thánh bút và tam thư thì lựa chọn người lĩnh ngộ thánh đạo sâu hơn. Nói cách khác, nếu tam thư và tam thánh bút cảm thấy thánh đạo của anh ta rất cao thâm, sẽ rời khỏi tay Mạc Phàm đến chỗ anh ta. Bạch ngọc bút trong tay anh ta điểm lên huyết nguyệt trong không trung, huyết quang trên tất cả huyết nguyệt sáng lên, huyết nguyệt chuyển động giống như một cái vòng cổ. Lạc! Anh ta khẽ quát một tiếng, bạch ngọc bút chuyển hướng, rơi rầm rầm xuống. Mấy huyết nguyệt kéo ra cái đuôi màu đỏ thật dài, như sao chổi holly rơi xuống mặt đất, kình phong cuồng liệt và áp lực khiến tim người ta đập nhanh đè về phía Mạc Phàm. Một vòng bất kỳ đều có lực lượng rời sông lấp biển, nơi này lại có một chuỗi. Dưới huyết nguyệt, vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, không có một chút gợn sóng, vẫn viết lên tam thư như cũ. Đám hỗn độn thấy Mạc Phàm thờ ơ, lông mày vốn hơi nhíu lại, sau đó hơi nhếch miệng lên. Mạc Phàm, cậu từ bỏ à? Đây không phải là phong cách của cậu. Hỗn độn cười mỉa nói. Ông ta ra mặt chèn ép Mạc Phàm chưa từng cúi đầu, lần này Mạc Phàm lại từ bỏ phản kháng, Mạc Phàm này quá không bình thường. Tôi thấy cậu ta đang viết di thư, khà khà. Tiêu Dao Tử khống chế huyết nguyệt, cười lạnh lùng, kéo mạnh bạch ngọc bút trong tay. Huyết nguyệt đường kính mấy chục mét nhanh chóng tăng tốc, trong chớp mắt liền đến đỉnh đầu Mạc Phàm chưa tới 10 thước. Xung quanh, hô hấp của mọi người lập tức bị kiềm hãm. Đúng lúc này, Mạc Phàm áo tung bay, tóc hơi loạn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ngừng dùng tam thánh bút, quang mang nhàn nhạt sáng lên từ người hắn, sau đó đến tam thánh bút. Cuối cùng là tam thư thiên địa nhân, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Thiên Chu. Hai chữ vừa vang lên,
Bầu trời trên đỉnh đầu hắn, một khe hở như yêu thú há cái miệng to như bồn máu xuất hiện, huyết nguyệt tiêu giao tử đánh ra còn chưa vào bên trong, giống như đá chìm đáy biển, ngay cả một chút gợn sóng đều không nổi lên liền biến mất không thấy. Mọi người ở đây đều sửng sốt. Đó là gì vậy? Vẻ mặt Trần Vô Cực sửng sốt, trong hai mắt lóe lên một đồ án thái cực huyền ảo, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía bầu trời. Uy lực của huyết nguyệt do tiêu giao tử tạo ra không kém cự thạch trên chúng thần sơn do Mạc Phàm kéo tới, có khả năng còn mạnh hơn một chút. Nhưng không biết Mạc Phàm viết cái gì lên tam thư, vậy mà có thể nuốt hết huyết nguyệt, chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Sao cậu ta có thể làm được như vậy? Không chỉ đám Trần Vô Cực muốn biết, đám tiêu giao tử, hỗn độn cũng sửng sốt, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Chúng thần sơn đã không còn, vậy mà Mạc Phàm dùng tam thư và tam thánh bút có thể phá thánh thuật của tiêu giao tử. Mạc Phàm cũng dùng thánh thuật sao, không có khả năng, không có khả năng, hỗn độn lắc đầu. Thánh đạo như có như không, uy lực của thánh thuật lớn mạnh, vượt xa tưởng tượng của con người. Nhất là hạo nhiên chính khí trong cơ thể có thể cộng hưởng với thánh nhân. Sau khi hiển thánh, uy lực lại càng tăng lên gấp bội. Quả thật thánh thuật cường đại có thể ngăn cản tấn công của tiêu giao tử, nhưng phải biết rằng tiêu giao tử là đệ tử có thiên phú hiếm có gần ngàn năm nay của Nho Môn, sau này rất có khả năng sẽ thành thánh nhân, ở phương diện thánh đạo, ít người có thể đuổi kịp, chỉ có vô đạo tử môn chủ của Nho Môn là mạnh hơn anh ta. Tuyệt học của Nho Môn không truyền ra ngoài, cho dù đạt được bí kỹ của Nho Môn cũng không có bất luận tác dụng gì, không gia nhập Nho Môn. Thì như người học khổng thánh trên địa cầu, tuyệt đối không thể tu nhập thánh đạo. Truyền thừa trên địa cầu chỉ có mình Long Hoa Hội, một người chưa từng gia nhập Nho Môn như Mạc Phàm, sao có thể biết thánh thuật, sao có thể mạnh hơn thánh thuật của tiêu giao tử. Tiểu tử, cậu ăn trộm thánh thuật từ đâu ra vậy? Trong mắt tiêu giao tử tràn đầy lửa giận, tức giận nói. Ở đây chỉ có anh ta là người của Nho Môn, cũng là người mẫn cảm với thánh thuật nhất. Thuật pháp Mạc Phàm vừa mới thi triển, tuyệt đối là thánh thuật. Trộm sao, đây là do một tú tài cố gắng đưa cho tôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Tú tài mà hắn nói là thiên tâm tử môn chủ của thánh môn ở tu chân giới, lúc trước hắn từng tới thánh môn một lần, chữa bệnh cho vợ của thiên tâm tử. Lúc ấy vợ của thiên tâm tử vì thiên ma xâm lấn mà tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến đạo tâm bị hủy, tìm rất nhiều người cũng không chữa khỏi. Hắn chỉ cần thời gian một nén nhang đã đuổi được tâm ma giữa thần hồn của vợ thiên tâm tử, hai nén nhang đã khiến vợ thiên tâm tử tỉnh lại, ba nén nhang khôi phục tu vi của vợ thiên tâm tử. Thiên tâm tử liền kéo hắn gia nhập thánh môn, sau khi bị hắn từ chối vẫn đưa cho hắn tam thư và tam thánh bút, còn có một số bí kỹ bất truyền của thánh môn, lúc ấy thiên tâm tử nói hắn nhất định có thể dùng được. Hắn không có hứng thú với thánh môn, từ chối rất nhiều lần. Cuối cùng không chịu nổi nhiệt tình của vợ chồng thiên tâm tử, lúc này mới nhận lấy. Kiếp trước hắn rảnh rỗi không có việc gì làm từng tham ngộ một ít trong đó, thiên chu là một loại cách dùng cao minh của thiên thư. Một tú tài cố gắng nhét cho sao? Tiêu giao tử nhíu mày chặt hơn, lửa giận thiêu đốt hừng hực trong mắt. Thánh đạo học bao hàm triết lý trong vũ trụ, tôn quý cỡ nào? Tuy người bình thường học thánh nhân chi đạo không thể biến thành tu sĩ, cũng minh tâm kiến tính. Nhưng nghe ý trong lời nói của Mạc Phàm, anh ta có cảm giác như thánh đạo học của Nho Môn bọn họ như tờ rơi trong tay mấy tiểu ca, cứ cố gắng nhét vào trong tay người ta, giống như thứ gì đó thối nát. Tiểu tử, tôi phải giết cậu, cũng phải giết tú tài kia. Anh không giết được một ai đâu. Mạc Phàm khinh thường nói. Hắn không phải người tiêu giao tử có thể giết, thiên tâm tử lại càng không phải. Cho dù thiên tâm tử có chút trẻ con, nhưng được vợ quản nghiêm. Thực lực cùng cấp bậc với Bạch Khởi của Bạch Nhật Tông, đứng thứ 8 trong 10 đại cao thủ ở tu chân giới, một ý niệm trong đầu cũng có thể giết tiêu giao tử cách hàng tỷ năm ánh sáng. Địa diệt. Hai chữ khác truyền từ miệng hắn ra, địa thư cũng sáng lên theo. Trong chớp mắt 9 cái miệng to như bồn máu dưới chân tiêu giao tử mở ra, cự long cửu đầu chui từ dưới mặt đất lên, lập tức cắn về phía tiêu giao tử. Sắc mặt tiêu giao tử thay đổi, Bạch Ngọc bút trong tay sáng lên. Muốn thi triển thánh thuật ngăn cản cự long cửu đầu. Tuyệt nhân luân. Một bản nhân thư cuối cùng xung quanh Mạc Phàm cũng sáng lên. Ba chữ vừa vang lên, một kim ảnh nho sinh Mạc Trường Bào bỗng nhiên chui từ đất sau lưng hắn ra, cao khoảng chừng 5-6 thước, vẻ mặt uy nghiêm. Nho sinh này vừa xuất hiện, đám hỗn độn nghĩ thầm không hay rồi, ba người không do dự cùng ra tay.
Bốn bọn họ đều đến vì Mạc Phàm, ít đi thánh thuật của Tiêu Dao Tử kiềm chế Mạc Phàm, đối phó Mạc Phàm sẽ khó hơn nhiều. Thiên Cơ Chương. Một tay quỷ thần tử vươn về phía Tiêu Dao Tử, một quang trận hình tròn xuất hiện. Ông ta dùng lực kéo về sau, muốn cứu Tiêu Dao Tử ra. Càn Khôn Tuyệt. Thiên Viên kiếm trong tay hỗn độn lóe sáng kim quang, cơ thể ông ta nhoáng lên một cái, giống như mặt đất bị ngắn lại, liền đến trước người Mạc Phàm. Thiên Viên kiếm xẹt qua một đường cong hoàn mỹ trong không trung, chém về phía Mạc Phàm. Liệt Tinh. Trên mặt Ân Tố Tố không có biểu cảm gì, vẫn lạnh như băng giống lúc trước, thanh kiếm trong tay cô ta lại tách ra hơn 1000 đạo kiếm quang chói mắt chiếu sáng bốn phía. Trong chớp mắt hơn 1000 đạo kiếm quang hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm tiêm mảnh như sợi tóc quấn lấy Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không thấy hỗn độn và Ân Tố Tố, cũng không quản Tiêu Dao Tử. Đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía quỷ thần tử. Cơ thuật sao, có thể sử dụng vạn cơ chương à, không biết thì để tôi dạy cho ông. Mạc Phàm lạnh lùng nói, giống như một giáo viên đang dạy dỗ đồ đệ. Thiên cơ thuật là bản kỳ môn huyền học thăng cấp, hợp nhất càn khôn, mệnh lý, phong thủy, huyền học, bát quái, kỳ môn và cửu đại thuật thành cơ thuật. Cơ thuật chia làm bách cơ, thiên cơ, vạn cơ, bách cơ giống như Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn. Chỉ có thể nắm giữ một phần trong cơ thuật, chỉ biến hóa ra được trăm loại. Thiên cơ xem như nắm giữ chín đại cơ thuật, có được ngàn loại pháp thuật. Vạn cơ là phân cơ thuật ra vạn, nhưng lại là duy nhất, uy lực còn trên thiên cơ chương. Khi nói chuyện, một tay Mạc Phàm duỗi về phía quỷ thần tử, một đám phương trận xuất hiện trước tay hắn. Trong phương trận này, linh khí hóa thành từng khối như xếp gỗ, nhanh chóng dựng thành một thứ như thủ nỏ. Vạn cơ tù. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, trong thủ nỏ lóe lên một đạo ô quang, biến mất trong không khí. Mắt quỷ thần tử mở to, sắc mặt thay đổi. Sao ông ta không biết vạn cơ thuật, còn trên thiên cơ thuật của ông ta? Bình thường có thể nắm giữ vạn cơ thuật, đều là nguyên anh có được sinh mệnh rất dài hay lão quái vật trở lên, sao một tiểu tử còn trẻ như Mạc Phàm lại có vạn cơ thuật? Ông ta mặc kệ Tiêu Dao Tử, quang trận hình tròn xuất hiện dưới hai chân, muốn chạy về phía xa. Tuy thiên cơ thuật lợi hại, nghịch thiên cải mệnh, điên đảo càn khôn, gần như không gì không làm được. Nhưng ở trước mặt vạn cơ thuật, thiên cơ thuật như đứa bé nghịch súng đồ chơi, không có bất luận phần thắng nào. Ông ta còn chưa chạy đi xa, mũi tên nhỏ màu đen đã xuất hiện sau lưng ông ta, trong chớp mắt đã biến mất vào trong cơ thể ông ta. A, quỷ thần tử kêu lên đau đớn, ngã lăn trên đất, ông ta còn chưa đứng dậy. Thứ gì đó như đá thủy tinh màu đen tỏa ra khắp toàn thân ông ta, bao vây ông ta bên trong. Cùng lúc đó, trong mắt hư ảnh phía sau Mạc Phàm chớp lóe kim quang. Bạch Ngọc Bút và Bạch Ngọc Thư trong tay Tiêu Dao Tử, tính cả thánh ảnh sau lưng anh ta xuất hiện vết rạn như thủy tinh bị đánh mạnh, vỡ nát. Cự Long cửu đầu đáp xuống, hóa thành chín đạo tỏa liên khóa Tiêu Dao Tử trên đất. Trên người Tiêu Dao Tử cũng nhanh chóng hóa đá, chỉ trong phút chốc đã biến thành pho tượng bị tỏa liên khóa lại. Trên mặt đều là bối rối và không cam lòng. Chỉ trong phút chốc, quỷ thần tử và Tiêu Dao Tử đều bị chu phong. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Mạc Phàm không có chúng thần sơn, lực lượng tiên mộ cũng không có tác dụng, vậy mà cậu ta dùng thánh thuật khóa Tiêu Dao Tử. Chuyện này còn chưa tính, cậu ta còn giống như dạy đứa bé, dùng vạn cơ chương cao cấp hơn thiên cơ chương của quỷ thần tử phong ấn ông ta lại. Một người một chiêu. Hoàn toàn không có động tác dư thừa. Xử lý xong những người này, không đợi Mạc Phàm có cơ hội ngăn cản, hai đạo kiếm khí của hỗn độn và Ân Tố Tố đã tới trước người hắn. Một kiếm của hỗn độn chấn động, thiên địa và không gian bên trong đều vỡ ra. Xung quanh Mạc Phàm, cho dù là vẫn tinh thiết tâm tạo ra tiên mộ, hay là những thứ khác đều bị dập nát, giống như khi thủy tinh vỡ ra, thủy tinh bên trong cũng vỡ ra theo. Kiếm tia như sợi tóc của Ân Tố Tố còn nhoáng lên một cái lưới mỏng ngay cả ruồi bọ cũng không lọt qua được xuất hiện. Không gian vốn đã nứt vụn, dưới tấm lưới này lại càng bị chia ra thành mảnh nhỏ. Những vết nứt này mang theo lực chôn vùi rất mạnh, tràn đầy trời đất bao phủ lấy Mạc Phàm. Rầm, giống như bỗng nhiên có mấy trăm tấn thuốc nổ nổ tung, sóng khí như bão cấp 18 lan tràn dũng mãnh ra xung quanh. Trong phương viên trăm dặm gần tiên mộ như sắp bị phá vỡ. Không ngừng lay động, rất nhiều người hôn mê bất tỉnh, người không ngất xỉu thì ngã trên đất, mặt không còn chút máu.
Âm thanh kinh thiên động địa này rằng co vài phút mới dần dần bình ổn lại, không ít người vội vàng đưa mắt nhìn. Chỉ thấy ở nơi quanh Mạc Phàm cây số, trong nội cung tiên mộ vốn là đầy nghĩa trang, giống như được cày bừa hơn ngàn lần, tất cả mọi thứ cho dù là vẫn tinh thiết hay hoa cỏ cây cối đất đá đều biến thành cát mềm, biến thành sa mạc màu đen. Giữa sa mạc, trên người quỷ thần tử được tảng đá che lại và tiêu giao tử hóa đá lóe sáng bạch quang nhàn nhạt, trái lại không có gì đáng ngại. Nhưng ở nơi trước người Mạc Phàm, đã không thấy bóng dáng Mạc Phàm. Mạc Phàm đâu, đã chết sao? Có người mắt mở to, liếc một vòng không thấy bóng dáng Mạc Phàm thì hỏi. Không thể nào. Trong đám người đứng bên cạnh Viên Trọng Dương, có người không thể tin nói. Mạc Phàm là thần thoại của Hoa Hạ, ở Chúng Thần Sơn bị nhiều người bao vây tấn công như thế, cũng không chết đi, sao có thể bị một kiếm chém chết? Không thể nào, ông nghĩ Hiên Viên kiếm của Hỗn Độn và Ân Tố Tố là đồ chơi à, ông không thấy vẫn tinh thiết đã biến thành cát mềm sao? Viên Trọng Dương hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Thần thoại thì thế nào, đứng trước mặt tông môn ẩn thế, đều là chuyện cười. Chắc chắn Mạc Phàm đã chết, hy vọng nhẫn chữ vật của Mạc Phàm không bị hủy, nếu bị hủy chỉ có thể đến Mạc gia tìm bồi thường rồi. Chuyện này, trong chớp mắt, sắc mặt không ít người thay đổi, dị sắc trong mắt nhấp nháy điên cuồng. Mạc Phàm thật sự đã chết sao? Có người như nhìn thấy bộ phim điện ảnh kết thúc, thất hồn lạc phách hỏi. Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã thành danh như hiện giờ, phá không ít cân bằng, hủy diệt không ít thế lực, nhưng cũng là thần tượng trong mắt rất nhiều người trẻ tuổi. Bây giờ thần tượng chết đi như vậy, khó tránh khỏi sẽ mất mát. Nhất là Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ, trong mắt tràn đầy bi thương. Mạc Phàm đã chết, người Mạc gia có thể ngăn cản những thế lực bình thường, nhưng muốn ngăn cản tông môn ẩn thế lại là chuyện không có khả năng. Mạc gia xong rồi, bọn họ đứng về phía Mạc gia cũng xong rồi. Trong tiên mộ, Hỗn Độn và Ân Tố Tố nhìn tiểu sa mạc trống không, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm có thể chu phong tiêu giao tử và quỷ thần tử trong thời gian ngắn như vậy, thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn họ. May mà bốn bọn họ cùng ra tay, nếu không có khả năng bị chu sát là bốn bọn họ. Phù, Hỗn Độn thở hắt ra, khóe miệng nhếch lên. Mạc Phàm đúng là lợi hại, nhưng có thể thắng được bọn họ sao? Ông ta di chuyển đến trước người quỷ thần tử, một tay đặt lên tảng đá màu đen bên ngoài quỷ thần tử. Đúng lúc này, ở nơi Mạc Phàm đứng lúc trước, một cơn gió xoáy nổi lên. Trong gió xoáy, một bóng người đi ra. Trên người người này mặc chiến giáp màu đỏ sậm đầy vết rách, bên trong chiến giáp này giống như bị vô số lưỡi dao chém qua, toàn bộ biến thành mảnh vải. Theo mảnh vải bay theo gió, vết thương do tấm lưới làm bị thương lộ ra, máu tươi chảy từ khóe miệng hắn. Người này không phải ai khác, đúng là Mạc Phàm, chiến giáp trên người hắn đúng là chiến giáp cửu u tử mặc lúc trước. Hiên Viên kiếm cộng thêm Đại Nhật Phong Tình kiếm, đúng là danh bất hư truyền. Mạc Phàm nghiêm túc nói. Hiên Viên kiếm trong tay Hỗn Độn, cộng thêm Đại Nhật Phong Tình kiếm mà Ân Tố Tố sử dụng, một người đánh nát không gian, người còn lại thì khiến mọi thứ tiêu tan, hắn bị hai người tấn công vội tiến vào hư không. Nếu thực lực của hai người này sấp xỉ hắn, khoảng cách hắn tiến vào hư không không xa, dựa vào chiến giáp do vẫn tinh thiết tâm tạo ra. Hắn hoàn thành 400 thứ thể cứu cơ thể còn có thể khiêng không gian loạn lưu. Nếu thực lực hai người mạnh hơn chút nữa, rất có khả năng hắn sẽ hóa thành mảnh nhỏ. Nhưng cho dù như vậy, một kiếm của hai người đã vô cùng đáng sợ. Bên ngoài tiên mộ, mọi người nhìn Mạc Phàm vô cùng chật vật xuất hiện lại bàn tán xôn xao. Mạc tiên sinh, trước mắt đám Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ sáng lên, lộ ra vẻ kích động. Cậu ta không chết sao? Hai kiếm mạnh như vậy mà không thể giết cậu ta, rốt cuộc cậu ta có là người không? Phải biết rằng vẫn tinh thiết đúng là nguyên liệu tốt để luyện chế pháp bảo, nhưng thứ này cứng mấy cũng không thể bằng những hợp kim siêu cấp trong phim Mỹ Quốc. Vẫn tinh thiết trong vòng cây số đã biến thành cát, Mạc Phàm lại không sao, chỉ bị thương nhẹ. Mạc Phàm vừa nói xong, tươi cười trên mặt Hỗn Độn cứng đờ, ông ta chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Vậy mà cậu không chết sao? Cách đó không xa, trường kiếm trong tay Ân Tố Tố kêu ong ong, trên khuôn mặt không có quá nhiều biểu cảm lộ ra sắc bén. Nếu hai người mạnh hơn chút nữa, có thể giết được tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy cậu đi chết đi. Hỗn Độn nhíu mày, Hiên Viên kiếm trong tay lại sáng lên kim quang, lực lượng nắm thiên địa tỏa ra bốn phía.
Không đợi một kiếm của hỗn độn chém ra, ý niệm của Mạc Phàm vừa động, trên người hắn chớp lóe thanh quang, chiến giáp màu đỏ sậm lui ra, làn da bị thương và quần áo rách nát nhanh chóng khôi phục lại. Một tay hắn vươn ra, thanh kiếm cướp được từ tay Cửu U Tử xuất hiện trong tay hắn. Hai người đều chém tôi một kiếm, vậy thử thanh kiếm trong tay tôi xem. Nói xong hắn cắm trường kiếm trong tay xuống đất. Âm thanh ù ù vang lên, giống như động đất, đại môn tiên mộ đóng lại. Một màn hào quang xuất hiện trên không tiên mộ, bao tiên mộ ở bên trong. Theo màn hào quang này xuất hiện, linh khí ngưng tụ thành mây mù xung quanh tiên mộ nhanh chóng rút đi, như thủy triều rút. Tiên mộ nhanh chóng nhỏ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong chớp mắt đã nhỏ 1/3. Tiểu tử, cậu muốn giam chúng tôi ở đây sao? Sắc mặt hỗn độn thay đổi nói. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy tiên mộ, đây rõ ràng là muốn đóng tiên mộ lại. Tiên mộ tự thành một vùng không gian, tiên mộ đóng lại bọn họ đều không thể trốn thoát. Không thể sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hỗn độn chém hắn vào trong hư không, phòng đám hỗn độn ở đây cũng không quá đáng. Lúc Mạc Phàm rời khỏi tiên mộ, trên một ngọn núi cách tiên mộ không xa, có hai người đứng phía trên, nhìn đám người còn chưa tản đi. Trong hai người kia có một người đàn ông mặc trang phục bá tước thời Trung Cổ, hai tay để sau lưng. Mái tóc thưa được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, gương mặt trắng nõn gầy khô không có huyết sắc, đôi mắt màu lam tỏa ra u quang, không cần hóa trang đã giống vampire trong phim điện ảnh. Bên cạnh người đàn ông này là một người đàn ông cao lớn, cường tráng hơn nhiều. Người đàn ông kia nuôi mái tóc vàng dài, khoác trên người áo bành tô, bên trong mặc áo sơ mi trắng và quần bò, trên gương mặt màu đồng cổ có mấy vết thương, khiến cho cơ thể cao lớn uy vũ của ông ta càng có vẻ hung hãn và thô kệch. Hai người một gầy yếu trắng nõn, một cao lớn uy vũ đứng sóng vai bên nhau. Nếu đám Trương Huyền Lăng ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra được hai người này, còn lập tức quỳ xuống. Vì người đàn ông mặc trang phục bá tước là Arthur bá tước tinh hồng của ngũ đại huyết tộc rất hiếm gặp, người đàn ông bên cạnh là Lang Vương Camon của Lang Nhân nhất tộc. 200 năm trước hai người là người của Hắc Ám giáo đình nổi tiếng, bối phận cao hơn đám Trương Huyền Lăng rất nhiều. Thực lực đám Trương Huyền Lăng cũng không thể so sánh được. Chủ nhân, tiểu tử kia mới phong ấn 4 người của tông môn ẩn thế, hình như còn bị thương, thực lực đã bị hao tổn, đây là một cơ hội rất tốt, chúng ta có nên nhân cơ hội bắt cậu ta không? Phía sau bá tước kia, người đàn ông mặc tây trang màu trắng, lỗ tai nhọn như tinh linh, miệng đầy răng nanh, sau mông còn có một cái đuôi đặt tay trước ngực, nghiêng người hỏi. Hao tổn, cậu cảm thấy cậu ta hao tổn bao nhiêu thực lực? Bá tước tinh hồng cười lạnh lùng hỏi. Chuyện này, tinh linh kia nhíu mày, trên mặt lộ vẻ do dự. Không cần phải sốt ruột, để người Hoa Hạ đấu với nhau trước đi, không phải Hoa Hạ có câu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sao sao, chúng ta coi như là hoàng tước đi. Bá tước tinh hồng nhếch miệng cười nói. Có lẽ lúc này Mạc Phàm thật sự dơ tiếu, nếu bọn họ tỉnh lại từ giấc ngủ say trăm năm chỉ giết một cao thủ thần cảnh trẻ tuổi của Hoa Hạ, vậy thì không đáng. Nếu Mạc Phàm đấu với tông môn ẩn thế Hoa Hạ, vậy thì cứ để trong Hoa Hạ đại chiến với nhau trước. Nếu Mạc Phàm bị tông môn ẩn thế Hoa Hạ diệt, bọn họ sẽ bớt việc hơn. Nếu Mạc Phàm đại khai sát giới tông môn ẩn thế, vậy thì quá tốt. Tông môn ẩn thế truyền thừa 5.000 ở Hoa Hạ, đây mới là căn bản của giới tu đạo Hoa Hạ, vẫn luôn khiến các thế lực khác trên thế giới kiêng kỵ. Trên thế giới có rất nhiều thế lực e ngại tông môn ẩn thế. Luôn nhìn khối thịt béo Hoa Hạ mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Phàm hủy tông môn ẩn thế cũng không nhiều, nhưng chỉ cần nhúc nhích nguyên khí của tông môn ẩn thế, đều trợ giúp lớn với bọn họ. Trăm năm trước bọn họ bị tông môn ẩn thế Hoa Hạ đuổi đi, mất hết mặt mũi, trăm năm sau bọn họ muốn tông môn ẩn thế Hoa Hạ trở thành lịch sử. Bây giờ Mạc Phàm là điểm mấu chốt, dù sao Mạc Phàm đều chết, đây là chắc chắn, nhưng Mạc Phàm phải chết có lợi nhất với bọn họ. Chủ nhân anh Minh, phái mấy người Hoa Hạ của chúng ta đi giết người Mạc gia, bọn họ do ai phái tới thì không cần nhiều lời đúng không? Bá tước tinh hồng cười âm hiểm nói. Không làm một chút chuyện là không có khả năng, nếu có trò hay thì phải trình diễn, dù thế nào cũng cần phải trợ giúp bên trong mới được. Dạ, chủ nhân, tôi lập tức đi làm. Trong mắt tinh linh này hiện lên thành kính, cung kính nói. Ừm, bá tước tinh hồng vẫy tay, bảo tinh linh này rời đi. Đờ. Ông thời trên đỉnh núi đối diện bá tước tinh hồng,
có một người đàn ông mặc tây trang và mấy mục sư mặc tế bào nhìn Mạc Phàm đang rời đi ở phía xa. Vương tử điện hạ, chúng thần sơn ở cách chúng ta không xa, chúng ta có nên nhân cơ hội này khiến thiên sứ hàng lâm không? Một mục sư trong đó hỏi. Chúng thần sơn là thứ bị cấm mang vào Hoa Hạ ngoại trừ điện chủ thần điện bọn họ ra, thần điện bọn họ từng có ý mang chúng thần sơn tiến vào Hoa Hạ, cuối cùng đều thất bại. Thông qua chúng thần sơn, bọn họ không những khiến lượng lớn thiên sứ hàng lâm, cũng có thể đánh xuống thần phạt và thần tích. Hiện giờ chúng thần sơn được Mạc Phàm mang tới đây, tuy thần điện khống chế chúng thần sơn không nằm trong tay bọn họ, nhưng bọn họ thân là tín ngưỡng giả của thiên sứ, vẫn có biện pháp khống chế chúng thần sơn. Lượng lớn thiên sứ xuất hiện trong Hoa Hạ, chắc chắn Mạc Phàm sẽ ném chúng thần sơn như củ khoai lang nóng bỏng tay, chúng thần sơn sẽ quay về tay bọn họ. Có ý nghĩa sao? Carter lắc ly rượu vang, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười quỷ dị hỏi. Chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn Mạc Phàm rời đi như vậy sao? Một mục sư râu tóc bạc trắng trong đó bất mãn nói. Mạc Phàm cướp chúng thần sơn tượng trưng cho thần điện bọn họ đi, bọn họ lại ở đây không làm gì, Carter có thể chịu nhưng bọn họ không chịu được. Nếu các ông muốn sử dụng chúng thần sơn, có thể đi thử xem, nhưng nói cho các người biết, nếu lúc này các ông muốn thiên sứ hàng lâm, sẽ không có chút tác dụng nào đâu, còn có thể khiến các ông mất mạng. Thông qua chúng thần sơn hàng lâm thần phạt và thiên sứ, có thể tạo thành tai nạn hủy diệt với người bình thường hay tu sĩ Hoa Hạ. Nhưng thiên sứ và thần phạt hàng lâm cần không ít thời gian, chỉ sợ những thứ này còn chưa hàng lâm, Mạc Phàm đã đến chúng thần sơn, trừ phi hàng lâm đại thiên sứ hay thượng thiên sứ, nếu không khó có khả năng là đối thủ của Mạc Phàm sẽ tiêu diệt được dễ dàng. Ngoài ra vì đại thiên sứ và thượng thiên sứ quá cường đại, trong tình huống bình thường bọn họ hàng lâm cần vật dẫn và nghi thức, khả năng chúng thần sơn có thể tự động hàng lâm đại thiên sứ là rất nhỏ, cho nên hàng lâm như vậy không có ý nghĩa gì. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, cứ đợi như vậy sao, để Mạc Phàm dùng chúng thần sơn của chúng ta đi rêu rao khắp nơi. Lão mục sư kia nhíu mày, bất mãn nói. Không sai, phải đợi. Trong mắt Carter lóe lên nhìn xa trông rộng. Cười nói. Đợi cái gì? Đợi đại thiên sứ hay thượng thiên sứ hàng lâm, sau đó đợi Mạc Phàm đấu ngươi chết ta sống với tông môn ẩn thế, chúng ta sẽ lấy lại chúng thần sơn, còn khiến Mạc Phàm phải trả giá thật đắt. Carter nhấp một ngụm rượu, cười mỉa nói, dáng vẻ như định trước. Chỉ để chúng thần sơn trong tay Mạc Phàm một thời gian mà thôi, không có gì, đây chưa là thắng thua chân chính phải xem ai có thể đi đến cuối cùng. Bây giờ sử dụng chúng thần sơn, không khác gì tặng luôn cho Mạc Phàm. Nhưng đợi Mạc Phàm trở mặt với tông môn ẩn thế, chúng thần sơn sẽ châm lửa ở sau lưng Mạc Phàm, rất có khả năng sẽ khiến Mạc Phàm hối hận vì lấy chúng thần sơn làm của riêng. Tốt nhất là như vậy, nếu không có chúng thần sơn, có khả năng vương tử cậu chỉ là vương tử, không phải điện chủ của thần điện. Lão mục sư kia hừ lạnh một tiếng nói. Nói xong ông ta dẫn một đám mục sư xoay người muốn đi. Carter làm như không nghe thấy, tiếp tục nhìn Mạc Phàm đang rời đi. Đúng rồi, nhà đầu dạ ra mà cậu bắt, cậu chuẩn bị xử lý thế nào? Lão mục sư đi được vài bước, dừng lại hỏi. Nhà đầu kia sao, tôi có kế hoạch cả rồi. Carter nhếch miệng, cười thần bí nói. Một ngày sau, sơn ngoại sơn, trên một ngọn núi xuyên thẳng vào trong mây. Đỉnh núi chỉ rộng khoảng 5 mét vuông, khó khăn lắm mới chứa được 2-3 người. Đứng trên đỉnh núi phóng mắt nhìn, xung quanh là một vùng biển mây mênh mang, thỉnh thoảng có vài ngọn núi lộ đầu từ trong biển mây ra, lại vì biển mây di chuyển mà biến mất. Theo gió núi phần phật, cao vời, trống vắng, thanh giật, mênh mông phả vào mặt. Trên đỉnh núi này, có một lão giả mặc trường bào màu trắng, mái tóc dài được châm quấn lại và chòm râu buông xuống tận ngực đã trắng hết, ít nhất cũng phải 8-90 tuổi. Nhưng làn da ông ta như tiểu thịt tươi 20 tuổi. Không chỉ trắng nõn như ngọc, còn phiếm sáng bóng nhàn nhạt. Lão giả này ngồi trên vách núi, một tay cầm cần câu cá thả vào trong biển mây, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, để rượu và một ít điểm tâm. Ông ta ngồi xuống như vậy không biết là ngồi bao lâu, dây câu cá ném vào trong biển mây để mặc gió thổi lay động, vẫn không có một chút động tĩnh. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, càng đi càng gần. Không lâu sau, một người đàn ông khoảng 20-30 tuổi dẫm lên bậc thang ẩn trong mây, chậm rãi đi từ trong biển mây ra. Người đàn ông này cũng mặc áo bào trắng nho sinh như lão giả,
dưới chân là đôi giày màu trắng, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, mày kiếm mắt sáng anh tuấn như thư sinh thời cổ đại. Người đàn ông này vừa xuất hiện, bỗng nhiên cần câu cá lão giả thả trong biển mây căng lên, gậy trúc cột lấy dây câu cá cũng cong lại. Lão giả nhíu mày đang định thu lại. Tích một cái, dây câu cá đứt như dây đàn, một con rắn màu đen xuất hiện trong biển mây, nhưng lập tức biến mất trong biển mây rộng lớn. Vẫn hơi sớm một chút. Trong mắt lão giả hiện lên chút thất vọng, hối hận nói. Chút thất vọng này chỉ lóe qua, rồi nhanh chóng khôi phục như thường. Ông ta bỏ cần câu xuống, bưng một chén rượu trên bàn lên, không thèm nhìn thư sinh trẻ tuổi ở phía sau. Tới vì chuyện của Tiêu Dao sao? Lão giả nhấp một ngụm, lạnh nhạt hỏi. Dạ, sư phụ. Thư sinh trẻ tuổi giống như đã quen rồi, không kinh ngạc gật đầu. Nói đi, có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Trương Huyền Lăng và Trần Vô Cực của Đạo Môn và trưởng môn ngoại môn Thái Cực Môn đã tới, Tiêu Dao sư đệ bị tiểu tử Giang Nam kia phong ấn trong Cửu U Cung, tên tiểu tử kia bảo chúng ta dùng Dạ Vô Nhai để đổi. Thư sinh trẻ tuổi thản nhiên nói. Còn gì nữa không? Trên mặt lão giả không có một chút gợn sóng, hỏi. Ông ta có 9 đồ đệ, cũng từng hiển thánh được, ở Sơn Ngoại Sơn được gọi là Cửu Tử Nho Môn. Tần Tiêu Diêu là đồ đệ ít tuổi nhất của ông ta, nhưng thực lực không phải yếu nhất. Trong cửu tử này cho dù người yếu nhất tới thế tục, cũng có thể đứng top đầu bảng xếp hạng thiên bảng, lại bị một tiểu tử hoa hạ không liên quan tới Sơn Ngoại Sơn phong ấn. Nhưng nếu chỉ là chuyện này, còn chưa tới mức khiến đại đồ đệ của ông ta phải chạy tới đây. Không chỉ có Tiêu Dao sư đệ bị phong ấn, cùng bị phong ấn là Ngự Quỷ Thần Tông chủ đương nhiệm của Quỷ Cốc, Hỗn Độn người cầm quyền của Long Tổ, cùng với Ân Tố Tố Yêu Nguyệt Tiên Tử của Thái Tố Cung. Thư sinh trẻ tuổi nói thẳng. Hửm. Lão giả đang chuẩn bị nhấp một ngụm rượu, nghe thấy câu này thì dừng lại, vẫn đưa chén rượu đến bên miệng. Tôi nhớ tiểu tử này không phải người của tông môn ẩn thế, cũng không phải Trích Tiên. Lão giả hỏi. Mạc Phàm cướp Tam Thư và Tam Thánh bút từ tay Dạ Vô Nhai, bọn họ đã điều tra Mạc Phàm. Mạc Phàm không phải người của tông môn ẩn thế, cũng không phải Trích Tiên. Phàm là Trích Tiên hàng lâm hoa hạ, bình thường thiên ngoại thiên đều có thông báo, cho dù không có thông báo cũng sẽ có dị tượng. Mạc Phàm không nằm trong số đó, cho nên Mạc Phàm tuyệt đối không phải Trích Tiên như thế tục truyền lại. Cũng không phải, nhưng mà... Thư sinh trẻ tuổi khẽ lắc đầu, nói một nửa thì dừng. Nhưng mà cái gì? Lão giả khẽ nâng mí mắt, hỏi. Có phải tiểu tử Giang Nam này là người của ma giáo hay không, hay là một số nhân vật lớn ở thượng giới không liên hệ với Sơn Ngoại Sơn chúng ta hàng lâm hoa hạ? Thư sinh trẻ tuổi nghi ngờ nói. Bọn họ không được thượng giới thông báo, không có nghĩa Mạc Phàm không phải Trích Tiên. Vì sao lại nói như vậy? Dựa theo lời người ta nói lại, khi tiểu tử này phong ấn Ngự Quỷ Thần, có dùng Vạn Cơ Trương. Vạn Cơ Trương. Trong mắt lão giả hiện lên chút dị sắc. Vạn Cơ Trương cần thần niệm và thiên phú vô cùng cường đại. Ngự Quỷ Thần hơn người ở phương diện thiên phú, 7 tuổi đã nắm giữ Bách Cơ Thuật, khi 20 tuổi nắm giữ Thiên Cơ Thuật, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nắm được Vạn Cơ Thuật. Một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, lại có thể nắm giữ Vạn Cơ Thuật. Đúng vậy, còn không chỉ như thế, lúc tên tiểu tử kia phong ấn Tiêu Dao sư đệ, còn dùng thánh thuật của Nho Môn chúng ta, Thiên Chu, Địa Diệt, Tuyệt Nhân Luân. Thư sinh trẻ tuổi nói tiếp. Cái gì? Cuối cùng trên gương mặt không có chút gợn sóng của lão giả cũng hiện lên dị sắc. Thánh thuật Nho Môn cho dù đưa điển tịch cho người khác, cũng không có biện pháp tu ra cái gì, vậy mà tiểu tử này dùng thánh thuật còn hơn Tiêu Dao tử. Trừ chuyện đó ra, hình như tên tiểu tử kia còn biết công pháp của Thái Tố Cung, cậu ta tuyên bố nếu Ân Tố Tố có thể ra khỏi Cửu U Cung, sẽ truyền cho Ân Tố Tố bản Thái Thượng Vong Tình Quyết đầy đủ. Thư sinh trẻ tuổi nói tiếp. Khi nói chuyện, tuy anh ta biết tin tức này được một khoảng thời gian rồi, nhưng dị sắc vẫn xuất hiện trong mắt anh ta. Một tên tiểu tử không chỉ có công pháp đầy đủ của tông môn khác, còn sử dụng được công pháp của mấy tông môn này, quá khó tin rồi. Cho nên con cảm thấy tiểu tử này là người của tông môn khác trên thượng giới hàng lâm sao? Lão giả hỏi. Đúng vậy. Thư sinh trẻ tuổi gật đầu. Nếu không phải người của thượng giới, sao có thể có nhiều công pháp như thế? Ập ế con chuẩn bị làm thế nào? Lão giả đặt chén rượu xuống hỏi. Chúng ta không có khả năng giao Vô Nhai ra, cho dù cậu ta là Trích Lâm thượng giới, cũng phải giao Tiêu Dao sư đệ ra,
nếu không cậu ta chỉ có thể trích, không thể thăng. Trong mắt thư sinh trẻ tuổi là dứt khoát, nói. Tất cả đều có quy tắc, cũng có quy tắc. Nếu là người của tông môn thượng giới, nên lựa chọn nơi khác trích lâm, mà không phải địa cầu. Nếu ở trên địa cầu, muốn phi thăng phải thông qua sơn ngoại sơn mới được. Nếu sơn ngoại sơn không cho cậu ta tiến vào thiên ngoại thiên, Mạc Phàm chỉ có thể ở yên trên địa cầu, cửu u tử là ví dụ. Huống chi chưa chắc Mạc Phàm đã là trích tiên, sao có thể khiến nho môn bọn họ cúi đầu trước một người, không có khả năng. Có thể, nhưng mà tốt nhất là con nên điều tra thêm về tiểu tử Giang Nam này, ngoài ra chuyện này nên để người của thần môn xử lý. Lão giả suy nghĩ một lát nói. Thần môn. Trên mặt thư sinh trẻ tuổi lộ vẻ lúng túng. Làm sao vậy? Tần sư muội nghe Tiêu Giao sư đệ bị phong ấn, đã rời khỏi sơn ngoại sơn, đến Giang Nam rồi. Thư sinh trẻ tuổi nói thẳng. Lão giả nhíu mày, lập tức khôi phục như thường. Để con bé đi đi, để con bé đi thử tiểu tử này một lần cũng không phải không thể được. Giang Nam, bên trong động thiên Mạc gia. Mạc Phàm, Tiểu Vũ, Khương Nguyệt đứng trước người Dạ Tình còn đang ngủ say, thất hồn quả trôi nổi ở bên cạnh cơ thể Dạ Tình. Mạc Phàm nhìn bảy thất hồn quả này, trong mắt hiện lên ôn hòa. Tuy trong quá trình lấy gặp chút phiền phức, nhưng thất hồn quả vẫn tới tay. Hiện giờ chỉ cần luyện thất hồn quả vào trong cơ thể Dạ Tình, để thất hồn quả dung hợp với cơ thể Dạ Tình, là có thể rồi. Sư phụ, thất hồn quả thật sự có thể cứu được sao? Tiểu Khương Nguyệt cầm một cái đĩa đựng ngân châm, ngửa đầu hỏi. Khương Nguyệt tu chính ở Mạc gia là y thuật, dựa theo sở trường của cô. Người bình thường mất đi một hai phách trong bảy phách có lẽ còn chữa trị được, cho dù không có biện pháp bổ sung toàn bộ hồn phách, cũng có thể thông qua một số phương pháp khiến người bệnh tỉnh lại. Cùng lắm là sau khi người bệnh tỉnh lại sẽ có chút di chứng, giống như vẽ lên trang giấy ít đi một số bộ phận. Nhưng một khi bảy phách mất hết, người này sẽ thành một tờ giấy trắng. Cho dù thêm vào bảy hồn, cũng có khả năng là bảy hồn của người khác, người tỉnh lại sẽ không phải người trước đây. Người bình thường không chữa trị được hoàn toàn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Với hiểu biết của Tiểu Khương Nguyệt, cho dù bổ sung tất cả hồn phách, tỉnh lại cũng sẽ như người khác. Bổ sung đủ linh hồn giống như vẽ lại lần nữa trên bức tranh, vẽ lại được một bức tranh giống như đúc cũng không có tác dụng. Bức tranh giống như đúc, nhưng người thì khác, vẽ vào thời điểm khác nhau tinh khí thần cũng khác, đó là hai người. Cho nên nếu thực sự bổ sung toàn bộ linh hồn, chỉ cần vẽ một bức tranh không khác bức cũ, không chỉ giống nhau, tinh khí thần cũng phải không sai chút nào, có thể hoàn thành chuyện như vậy thật sự quá khó khăn rồi. Vậy còn anh thì sao? Trong mắt Tiểu Vũ lóe sáng chờ mong, hỏi. Là anh mà nói, không lâu sau Dạ Tỷ sẽ tỉnh lại. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, sờ đầu Tiểu Vũ cười nói. Nếu chút ấy cũng có thể làm khó hắn, hắn còn xứng với danh xưng y tiên bất tử sao? Anh! Vậy anh nhanh chữa cho Dạ Tỷ đi, để Dạ Tỷ tỉnh lại, chị ấy ngủ lâu như vậy rồi, chắc chắn không vui đâu. Tiểu Vũ kéo góc áo Mạc Phàm nói. Trước đây cô ngủ thêm mấy tiếng, lúc tỉnh lại đầu không thoải mái, Dạ Tỷ ngủ lâu như vậy sẽ càng không thoải mái. Mạc Phàm gật đầu, mắt nheo lại, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Quả thật hắn có thể chữa khỏi cho Dạ Tình, nhưng hiện giờ hắn không thể lơ là chút nào. Hắn thở sâu mấy hơi. Bàn tay vung lên, ngân châm trong tay Khương Nguyệt bay ra, có tổng cộng 365 ngân châm trôi nổi trước người hắn, sắp xếp theo trình tự. Những ngân châm này mới bay lên, trong mắt Tiểu Vũ và Tiểu Khương Nguyệt tràn đầy khiếp sợ. Phương pháp châm cứu, bất luận là chiều sâu và vê châm vài lần cũng không thể có một chút sai lầm, người bình thường có thể khống chế mấy châm đã không tệ. Cho dù Tiểu Khương Nguyệt xuất thân từ y đạo thế gia, học y thuật ở Mạc gia lâu như vậy. Cũng chỉ có thể khống chế 36 châm, chuyện này đã khiến không ít tiền bối y đạo khiếp sợ rồi. Mạc Phàm lập tức khống chế được 365 châm bạc, thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Không chỉ Tiểu Vũ và Tiểu Khương Nguyệt, nếu lúc này có bác sĩ nổi tiếng nhất trên địa cầu ở đây, nhìn thấy nhiều ngân châm như vậy chắc chắn cũng trợn mắt há miệng nói không nên lời. Mạc Phàm không quan tâm ánh mắt của hai người, chỉ nhìn 365 cây châm bạc mà thôi. Kiếp trước lúc hắn ở tu chân giới, có thể khống chế cùng lúc 36.521 châm bạc, bây giờ chỉ có 365 châm mà thôi, vốn dĩ không đáng nhắc tới. Tay còn lại của hắn vươn về phía Dạ Tình, cơ thể Dạ Tình lập tức bay lên.
Ý niệm của hắn vừa động, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí như nước xuất hiện từ cơ thể hắn, bay về phía Dạ Tình và những ngân châm trước người cô. Chỉ trong phút chốc, những linh khí này đã bao phủ toàn bộ Dạ Tình và những ngân châm kia. Ngay sau đó, trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, tất cả ngân châm đều chớp lóe ngân quang, 365 ngân châm cùng đâm vào trong 365 huyệt vị trên người Dạ Tình. Lông mày Dạ Tình nhíu lại, lại rơi vào trong giấc ngủ say. Mạc Phàm nhìn hơi thở của Dạ Tình không thay đổi, hơi thở phào nhẹ nhõm. Những ngân châm này là một bước quan trọng nhất, 365 huyệt vị được châm bao gồm cả tử huyệt, chỉ cần sai một chút, Dạ Tình sẽ thành người chết. Với tu vi thần thức hiện giờ của hắn khống chế những châm này còn hơi gắng sức, nhưng may mà không xảy ra vấn đề. Ngưng hồn. Mạc Phàm khẽ quát, 365 ngân châm cùng sáng lên phù văn khác nhau. Những phù văn này vừa sáng lên, một đám quang điểm chậm rãi bay từ người Dạ Tình ra. Rất nhanh, những quang điểm này ngưng tụ thành quang đoàn không đồng nhất trước người Dạ Tình. Anh, đây là... Hai tay Tiểu Vũ để lên đôi má như đồ sứ, tò mò hỏi. Hồn phách giấu trong cơ thể người. Mạc Phàm giải thích. Phần lớn hồn phách con người thường nói tam hồn thất phách, nhưng bên trong huyết dịch, bắp thịt cũng có phân tán hồn phách, lượng hồn phách này rất ít, cũng khó lấy ra. Hắn chỉ có thể mượn ngân châm và thuật pháp cùng sử dụng, mới có thể lấy được những hồn phách này từ trong cơ thể Dạ Tình ra. Có những hồn phách này, hồn phách để lại trong cơ thể Dạ Tình sẽ được ngưng tụ đủ. Ngón tay Mạc Phàm khẽ nhúc nhích, một đám pháp ấn bay về phía thất tàn phách kia. Dưỡng hồn thuật, ngưng hồn thuật, thanh hồn thuật. Hào quang trên thất tàn phách sáng lên lần lượt, mạnh hơn trước rất nhiều. Hào quang thu lại, những tàn phách này nhất chuyển, biến thành 7 cây châm. Đi. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, thất tàn phách ngưng tụ thành châm để lại một đường sáng trong không trung, châm lên trên thất hồn quả đang trôi nổi trước người Mạc Phàm. Trên thất hồn quả chấn động, 7 hư ảnh cửu u tử thoát thân từ trong mà ra. Tiểu tử, cậu chém mệnh căn của tôi, vậy mà dám đoạt thất phách của tôi nữa. Cửu u tử nhíu mày, tức giận quát. Giọng nói như sấm vang lên, khiến Tiểu Vũ và Tiểu Khương Nguyệt sợ tới mức sắc mặt tái mét. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt chớp lóe sắc bén, 7 đạo hàn mang xuất hiện trong đồng tử hắn. Nếu cửu u tử gieo thất hồn thụ vì truyền thừa truyền từ đời này sang đời khác, có lẽ hắn sẽ để chút tàn hồn của cửu u tử nhập lục đạo. Nếu là vì đoạt xác, vậy không cần thiết phải để lại đạo tàn hồn cho cửu u tử. Hàn mang này vừa xuất hiện, 7 hư ảnh cửu u tử như bị sét đánh, cơ thể run lên, sắc thái trong mắt nhanh chóng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như con rối gỗ đứng trước thất hồn quả. Phốc, 7 cây châm biến mất vào trong thất hồn quả. 7 hư ảnh cửu u tử nhanh chóng thay đổi, từ hình tượng cửu u tử mặc đồ xanh dần dần nữ tính hóa, cuối cùng hoàn toàn biến thành dáng vẻ giống Dạ Tình như đúc, trường bào màu xanh trên người cửu u tử cũng biến thành đồ hai màu trắng đen. Dáng vẻ mặc đồ xanh đối lập hoàn toàn so với bóng dáng yểu điệu của Dạ Tình, khiến Dạ Tình càng thêm đẹp như tranh vẽ. Mạc Phàm thấy hư ảnh đã biến thành Dạ Tình hoàn toàn, hai chữ truyền từ miệng hắn ra. Quy hồn. Hai chữ này vừa vang lên, 7 hư ảnh biến mất vào trong thất hồn quả, thất hồn quả hóa thành 7 đạo lưu quang bay về phía mi tâm của Dạ Tình. Đúng lúc này, chỉ nghe bùm một tiếng, một thất hồn quả trong đó nổ tung. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên chút sắc lạnh. Vẻ mặt Tiểu Vũ và Tiểu Khương Nguyệt hơi sửng sốt, lo lắng xuất hiện trên mặt bọn họ. Bỗng nhiên thất hồn quả nổ tung, chắc chắn là thất bại rồi. Sư phụ, chuyện này là sao vậy ạ? Mạc Phàm không trả lời ngay, một tay hắn nắm lấy thất hồn quả nổ tung, hai mắt khép lại, một phù văn như dấu hỏi chấm không ngừng lóe lên trong lòng bàn tay hắn. Một lát sau, lúc này hắn mới mở to mắt, sắc bén trong mắt thịnh hơn trước nhiều. Hóa ra là như vậy. Làm sao vậy, anh, Dạ Tỷ không sao chứ? Tiểu Vũ lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là có người cùng đắp nặn một phách của cô ấy. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Tam hồn thất phách của mỗi người chỉ có thể có một cái, đây là quy định của đại đạo pháp tắc. Bởi vì nếu tam hồn thất phách của mỗi người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, như vậy sẽ xuất hiện hỗn loạn. Cho nên một khi xuất hiện thêm một phần linh hồn, sẽ xảy ra tan vỡ. Sở dĩ thất hồn quả vừa rồi vỡ ra, là vì có người đắp nặn một phách của Dạ Tình.
nhưng mà người nào đang làm như vậy? Nếu anh đoán không sai, hẳn là thiên sứ nhất tộc. Mạc Phàm nhìn thoáng qua phía tây, lạnh lùng nói. Một phần hồn phách của Dạ Tình đã bị hiến tế cho thiên sứ, cho dù chỉ là một phần, thiên sứ cũng có thể thông qua chuyển sinh trì chuyển hóa Dạ Tình thành thiên sứ. Một phách của Dạ Tình đã thành linh hồn của thiên sứ, hắn không thể đắp nặn được nữa. Vậy Dạ Tỷ làm sao bây giờ? Tiểu Vũ liếc mắt nhìn Dạ Tình một cái, hỏi. Cô ấy sẽ tỉnh lại trước, một phách cuối cùng kia, sau này anh sẽ lấy lại giúp cô ấy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tam hồn lục phách, hoàn toàn có thể khiến Dạ Tình tỉnh lại. Nhưng linh hồn không đầy đủ sẽ hạn chế tu vi của Dạ Tình, nếu không có đủ tam hồn thất phách, sẽ không thể kết thành nguyên anh. Nhưng chuyện này tạm thời không cần gấp, đợi quay về tu chân giới đến ma giới xem, lấy một phách giúp Dạ Tình là được rồi. Ý niệm của hắn vừa động, sáu thất hồn quả còn lại tỏa ra hào quang, chui vào trong mi tâm Dạ Tình, quang mang lục sắc lóe lên trên người cô. Ngón tay Mạc Phàm hơi vạch, 365 châm bạc kia bay từ người Dạ Tình ra, quay về khay bạc trong tay Tiểu Khương Nguyệt. Cơ thể Dạ Tình cũng chậm rãi rơi xuống thạch đài dưới sự khống chế của hắn. Quang mang lục sắc lần lượt lóe lên rồi biến mất hết vào trong cơ thể Dạ Tình, dưới lông mi dài của Dạ Tình, mí mắt động vài cái thì mở ra, nhìn về phía đám Mạc Phàm, nghi ngờ xuất hiện trong mắt cô. Tiểu Phàm, đây là đâu thế, sao tôi lại ở đây, không phải tôi. Trên mặt Dạ Tình xuất hiện khổ sở, hỏi. Cô còn nhớ rõ mình và Tiểu Lan được cha đưa tới chúng thần sơn, coi là tế phẩm để ca tơ nhận ban ân lần hai, chuyện sau đó cô không nhớ được. Không ngờ vừa tỉnh ngủ, vậy mà đến nơi đây. Mạc Phàm còn chưa kịp trả lời, ngón tay Tiểu Vũ sáng lên, một ấm trà và một chén trà xuất hiện trong tay cô rót một chén trà chạy tới bên cạnh Dạ Tình. Dạ Tỷ, em là Tiểu Vũ, Mạc Phàm là anh trai em, nơi này là động thiên của Mạc gia chúng em, anh trai em cứu chị trở về từ tay thần điện, chị ngủ lâu như vậy, uống chén trà này đi, như vậy sẽ thoải mái hơn chút. Tiểu Vũ nhu thuận nói. Mạc gia cứu chị từ thần điện ra. Lông mày Dạ Tình nhíu lại càng mờ mịt. Nhưng cô vẫn sờ đầu Tiểu Vũ đầy cưng chiều, nhận chén trà trong tay Tiểu Vũ uống một ngụm. Trà rất thơm, có một dòng nước ấm chảy từ tràng vị cô lan ra toàn thân, cô cảm thấy cơ thể vô cảm lập tức khôi phục được rất nhiều. Uống hết một chén trà xong, cô vẫn còn rất suy yếu, nhưng có thể ngồi dậy được. Tiểu Phàm, cậu thật sự đến chúng thần sơn, đánh bại đám người ở thần điện sao? Dạ Tình nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nghi ngờ hỏi. Lúc cha cô đưa cô và Tiểu Lan tới chúng thần sơn, cô biết chuyện này không đơn giản như vậy, cô không chỉ là tế phẩm còn có khả năng là mồi để Mạc Phàm mắc câu. Với thực lực của Mạc Phàm, có lẽ ở nơi khác sẽ đấu với thần điện được một trận, nhưng ở trên núi chúng thần sơn thì gần như không thể. Anh trai em không chỉ đánh bại đám người ở chúng thần sơn, bây giờ chúng thần sơn còn đang bay ở gần biển Đông, Dạ Tỷ muốn đi xem. Đợi chị khỏe em sẽ dẫn chị đi, hơn nữa tam hồn thất phách của Dạ Tỷ đã tiêu tan hết ở chúng thần sơn, anh trai em còn đánh bại tất cả cao thủ trong tiên mộ, phong ấn Tiêu Giao Tử của Nho Môn và mấy cao thủ khác, lấy được thất hồn quả bổ sung đủ hồn phách của chị. Tiểu Vũ giải thích, những lời này vừa vang lên, vẻ mặt Dạ Tình lập tức sửng sốt. Tiểu Vũ nói không nhiều lắm, nhưng nội dung bên trong thật sự quá lớn. Mạc Phàm đánh bại thần điện, đoạt chúng thần sơn. Còn tiến vào tiên mộ đánh bại rất nhiều cao thủ, trong đó bao gồm tông môn ẩn thế. Cho dù những lời này từ miệng Tiểu Vũ thốt ra, cô cũng không dám tin tưởng. Chúng thần sơn là nơi khởi nguyên của thần điện, tượng trưng cho thần điện, lại bị Mạc Phàm đoạt lấy để trên biển Đông. Cô thân là đại tiểu thư Dạ gia, tất nhiên cũng biết tiên mộ, 3 năm nơi này mới xuất hiện một lần, có khả năng bên trong cất giấu pháp môn tấn chức thần cảnh, có không biết bao nhiêu người đi vào bên trong. Tông môn ẩn thế, Nho Môn đứng sau lưng Long Hoa Hội, cô từng gặp Tiêu Giao Tử vài lần, là cao thủ hiếm có trong tông môn ẩn thế, tất cả đều thua dưới tay Mạc Phàm, sao có chuyện này được? Tiểu Phàm, chuyện này là thật sao? Dạ Tình nhìn Mạc Phàm, xác nhận lại. Là thật. Mạc Phàm nói đại khái một số chuyện xảy ra trong thời gian Dạ Tình mê man. Nghe Mạc Phàm nói, ánh mắt Dạ Tình nhìn Mạc Phàm tràn đầy dị sắc, tâm tình mãi mà chưa thể bình phục lại. Cảm ơn cậu đã mạo hiểm cứu tôi. Cô vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất suy yếu, nghỉ ngơi thật tốt đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Nếu không phải kiếp trước Dạ Tình cứu hắn, đã không có hiện tại,
cho nên bất luận là thế nào, hắn đều phải cứu Dạ Tình, đây là nhân quả. Ừm, đúng rồi, Tiểu Phàm, cậu có thấy Tiểu Lan ở Chúng Thần Sơn không? Dạ Tình hỏi. Tiểu Lan, cô ấy cũng đi cùng cô tới Chúng Thần Sơn sao? Tươi cười trên mặt Mạc Phàm cứng lại, nhíu mày hỏi. Cậu không thấy cô ấy à, vậy thì phiền phức rồi. Vẻ mặt Dạ Tình ngẩn ra nói. Vẻ mặt Mạc Phàm khó coi, khi hắn đạt được Chúng Thần Sơn đã kiểm tra qua, không có hơi thở của những người khác. Chắc là bây giờ Tiểu Lan an toàn, cô yên tâm đi, tôi sẽ tìm được cô ấy. Mạc Phàm nhíu mày nói. Lần trước hắn tới thủ đô, có để lại ấn ký trên người Tiểu Lan, nếu Tiểu Lan xảy ra chuyện hắn có thể cảm ứng được. Ừm, Dạ Tình gật đầu, lúc này lo lắng trên mặt mới giảm đi chút, lúc này sen tai cô đi tới, cung kính cúi người với Mạc Phàm. Chủ nhân, Long Bác tiên sinh ở bên ngoài, nói là có chuyện tìm cậu. Tôi biết rồi. Mạc Phàm nhướng mày nói. Hắn trấn an Dạ Tình, bảo Tiểu Vũ và Tiểu Khương Nguyệt canh giữ bên cạnh cô, lúc này mới rời khỏi động thiên. Long Bác tới rất đúng lúc, nói không chừng có thể biết được tin tức liên quan tới Tiểu Lan. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm đã đến tiền thính trang viên Mạc gia, vẻ mặt Long Bác và Hoa Diệp nghiêm trọng, đã đợi ở chỗ này. Hai người nhìn thấy Mạc Phàm đi tới thì đứng dậy. Chúc mừng Mạc tiên sinh, không chỉ chiếm được thất hồn quả còn đạt được tiên mộ. Long Bác cố nặn ra nụ cười vui vẻ, nói. Phiền phức cũng không nhỏ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Long Bác mở miệng chúc mừng nhưng vẻ mặt thì đau khổ, chắc chắn không phải tới để chúc mừng. Quả thật Mạc tiên sinh có phiền phức không nhỏ. Trên mặt Long Bác lộ ra xấu hổ, nói. Ông ta không ngờ có nhiều người của tông môn ẩn thế xuất hiện như vậy, Mạc Phàm và tông môn ẩn thế bất luận bên nào bị diệt, đều không có lợi với Hoa Hạ, rất có khả năng sẽ tạo thành nguy hiểm lớn, tông môn ẩn thế hơn vì là một trong những quân bài chưa lật của Hoa Hạ. Tôi sẽ xử lý thật tốt chuyện này, ông tới vì ma hồn thảo đúng không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Tất nhiên hắn biết hậu quả của việc xung đột với tông môn ẩn thế, nhưng nếu chuyện đã đến nước này, không có gì để nói. Long Bác thấy Mạc Phàm không muốn nói chuyện tông môn ẩn thế, cũng không nhiều lời. Mạc tiên sinh có thấy ma hồn thảo ở trong tiên mộ không? Thông tin ma hồn thảo ở trong tiên mộ là Viên Trọng Dương nói cho ông sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Đúng vậy, trong tiên mộ không có ma hồn thảo sao? Sắc mặt Long Bác khẽ đổi, hỏi. Vậy có khả năng các ông bị Viên Trọng Dương lừa rồi, bên trong không có ma hồn thảo? Cũng không phải nơi ma hồn thảo có thể sinh trưởng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lúc hắn lấy Vẫn Tinh Thiết Tâm, đã tra xét khắp tiên mộ rồi, bên trong không có ma hồn thảo. Ngoài ra ma hồn thảo là đồ của minh giới, phải tưới nước minh hà, quả thật trong tiên mộ không nên có ma hồn thảo này. Lần này phiền phức rồi. Long Bác nhíu mày, lộ ra vẻ lúng túng. Ông muốn ma hồn thảo làm gì, bây giờ có thể nói rồi chứ. Mạc Phàm tò mò nói. Ma hồn thảo này không sử dụng nhiều lắm, chỉ có vài loại bệnh ít ỏi, lần trước hắn hỏi Long Bác cần ma hồn thảo làm gì, Long Bác không chịu nói. Có người của Kiêu Long chúng tôi uống huyết độc trong nước, bây giờ có mấy người xuất hiện tình trạng huyết độc, tuy những người khác còn chưa phát bệnh, nhưng là chuyện sớm hay muộn. Long Bác thở dài, giải thích. Kiêu Long là vũ khí đại quy mô ngoại trừ tông môn ẩn thế của Hoa Hạ, Hoa Hạ không thể điều động tông môn ẩn thế. Nhưng Kiêu Long thì có thể. Cho nên an nguy của Kiêu Long cũng liên quan tới mạnh yếu của Hoa Hạ. Sở dĩ lần trước ông ta không nói cho Mạc Phàm, là vì chuyện này là cơ mật cấp cao của Kiêu Long hiện giờ, không quá 5 người biết chuyện. Một khi có nhiều người biết người của Kiêu Long trúng huyết độc, có khả năng Kiêu Long sẽ thành mục tiêu công kích của mọi người, là tai họa ngập đầu đối với Kiêu Long. Hiện giờ không tìm được ma hồn thảo, chỉ có thể nói thẳng với Mạc Phàm. Thật sự là huyết độc à, bác sĩ của Kiêu Long nói với ông chỉ có ma hồn thảo mới giải được à. Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, nói. Lần trước hắn dự đoán có người của Kiêu Long trúng huyết độc, quả nhiên là huyết độc thật. Không sai, cho nên chúng tôi mới đi tìm ma hồn thảo, tôi nghe nói y thuật của Mạc tiên sinh cao thâm, không biết Mạc tiên sinh có biện pháp nào không. Trong mắt Long Bác lóe sáng chờ mong hỏi. Thực lực của Mạc Phàm danh chấn thế giới. Cũng am hiểu y thuật rất sâu, nếu không tìm thấy ma hồn thảo, Mạc Phàm chính là lựa chọn thứ hai của bọn họ, cũng là lựa chọn cuối cùng rồi. Mạc Phàm nổi tiếng với việc chữa trị các bệnh nan y, hiện giờ không có ma hồn thảo,
chỉ có thể dựa vào Mạc Phàm rồi. Ma hồn thảo là lựa chọn tốt nhất. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu huyết độc có khắc tinh, đó chính là ma hồn thảo, các phương pháp khác rất khó trừ tận gốc huyết độc. Như vậy chúng tôi, trong mắt Long Bác và Ho Điệp đều lóe lên bi thương, muốn cáo từ. Bọn họ đã tìm rất nhiều bác sĩ, trong đó bao gồm cả môn phái y đạo của tông môn ẩn thế, kết quả cuối cùng là phải đạt được ma hồn thảo mới giải được huyết độc. Bây giờ không có ma hồn thảo, Mạc Phàm cũng không có biện pháp, lần này phiền phức rồi. Nhưng phải xem mức độ của huyết độc, chỉ cần không phải là huyết độc tổ cấp, biện pháp khác cũng có thể giải trừ. Mạc Phàm lại nói tiếp. Một khi huyết độc tiến vào trong cơ thể, sẽ dung nhập hoàn toàn vào trong huyết dịch. Người bị nhiễm huyết độc, mới bắt đầu sẽ xuất hiện tình huống vô cùng cáu kỉnh, sau đó sẽ chảy máu toàn thân, cuối cùng cơ thể bị huyết độc hòa tan, biến thành huyết ảnh này được xưng là huyết thần tử. Huyết thần tử này sẽ tấn công những người và vật sống ở xung quanh, lan truyền huyết độc lên những vật sống này. Như vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, nếu cứ để huyết độc khuếch tán tiếp, thì không chỉ người của Kiêu Long sẽ biến thành huyết thần tử mặc cho người hạ độc sử dụng. Hắn từng thấy ma tu dùng huyết độc ăn mòn một tinh cầu, khiến cho mọi vật ở đây đều biến thành huyết thần tử. Cuối cùng Bạch Khởi ra tay, mới tiêu diệt được ma tu và huyết thần tử mấy tinh vực nữa. Bởi vì sự đáng sợ của huyết độc, khiến nó trở thành một trong những cấm kỵ ở tu chân giới. Huyết độc cũng chia cấp bậc, huyết độc trên người huyết tổ được gọi là tổ cấp, càng đi xuống càng thấp, cũng dễ giải trừ hơn. Nếu là tổ cấp, có ma hồn thảo cũng vô dụng. Chỉ cần không phải là huyết độc tổ cấp, cho dù không có ma hồn thảo hắn cũng có thể chữa trị. Huyết độc tổ cấp, làm sao để phán đoán có phải là huyết độc tổ cấp hay không? Trước mắt Long Bác sáng lên, kinh ngạc vui mừng hỏi. Huyết độc tổ cấp sẽ không xuất hiện ở nơi như địa cầu. Ngoài ra nếu là tổ cấp, các ông còn chưa đến được Mạc gia tôi, đã bị chuyển hóa thành huyết thần tử. Mạc Phàm cười nhạt nói. Huyết tổ mất tích lâu rồi, huyết độc tổ cấp không thấy nhiều ở tu chân giới, càng không nói đến địa cầu. Nếu là huyết độc tổ cấp, nửa địa cầu đã bị chuyển hóa thành huyết thần tử rồi. Như vậy nghĩa là Mạc tiên sinh có biện pháp sao? Long Bác đứng dậy, người ổn trọng như ông ta lúc này cũng vô cùng kích động, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Tôi có thể giúp các ông xem thử, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi có thể giải giúp. Mạc Phàm tự tin nói. Chỉ là huyết độc mà thôi, nếu nhất định phải có ma hồn thảo mới giải được, hắn xứng với danh xưng y tiên bất tử sao? Tốt quá rồi, Mạc tiên sinh có chuyện gì cần Kiêu Long chúng tôi giúp không? Long Bác cười hỏi. Mạc Phàm nói như vậy, chắc chắn là nắm chắc rất cao. Mạc Phàm đồng ý giúp bọn họ chữa trị huyết độc. Gần như là cứu tất cả người của Kiêu Long bọn họ một mạng, tất nhiên Kiêu Long bọn họ sẽ không keo kiệt. Quả thật tôi có một việc cần các ông giúp đỡ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Có chuyện gì Mạc tiên sinh cứ việc nói, nếu Kiêu Long chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Long Bác thề son sắt nói. Tôi muốn tìm một nha hoàn của Dạ gia tên là Tiểu Lan, cô ấy được Dạ Vô Nhai mang tới Chúng Thần Sơn, nhưng tôi không tìm được cô ấy ở Chúng Thần Sơn. Muốn các ông tìm giúp tôi, không biết chuyện này có vấn đề gì không? Kiêu Long là hộ thuẫn cường đại nhất Hoa Hạ, chắc chắn mạng lưới thông tin cũng đứng đầu, tìm một người hẳn là không có vấn đề. Long Bác và Hoa Diệp hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua nhau. Nha hoàn Dạ gia, nha hoàn này rất quan trọng với Mạc tiên sinh sao? Hoa Diệp cung kính hỏi. Rất quan trọng. Mạc Phàm gật đầu. Khi hắn được Dạ Tình cứu về Dạ gia, đều là Tiểu Lan chăm sóc hắn, Tiểu Lan xem như là người bạn ngoại trừ Dạ Tình ở Dạ gia. Kiêu Long chúng tôi có một thứ tên là Thiên Nhãn, chỉ cần đưa tên người này vào, thì có thể tìm kiếm người Mạc tiên sinh muốn tìm trong phạm vi châu Á, thứ này vốn không cho người ngoài sử dụng, nếu rất quan trọng với Mạc tiên sinh, vậy tôi có thể phá lệ thử, giúp Mạc tiên sinh tìm Tiểu Lan, nhưng mà... Long Bác nhíu mày giải thích. Có vấn đề gì thì cứ nói thẳng đi. Mạc Phàm nói thẳng. Nếu có thể tìm được tung tích của Tiểu Lan, trả chút giá cũng không tính là gì. Thiên nhãn chỉ có thể sử dụng trên chủ hạm của Kiêu Long, cho nên có khả năng cần Mạc tiên sinh tới chủ hạm của Kiêu Long một chuyến. Long Bác nói tiếp. Chuyện này thì không thành vấn đề, bây giờ chủ hạm Kiêu Long đang ở đâu? Mạc Phàm thản nhiên nói. Chỉ đến chủ hạm Kiêu Long mà thôi, không có vấn đề gì.
Bây giờ hạm đội Kiêu Long đang ở trên biển Đông Giang Nam. Long Bác nói. Có phải những người trúng huyết độc cũng ở trên chủ hạm không? Mạc Phàm hỏi. Nếu những người trúng huyết độc ở trên chủ hạm, đúng lúc có thể đạt được thông tin của Tiểu Lan, rồi giải trừ huyết độc trên người Kiêu Long. Người trúng huyết độc được ngăn cách trên một con thuyền khác, nhưng cũng ở bên trong hạm đội. Nếu Mạc Tiên Sinh có rảnh, chúng ta có thể qua đó bất cứ lúc nào, điều tra thông tin về Tiểu Lan cô nương. Đi xem những người trúng huyết độc trước đã. Mạc Phàm đứng dậy nói. Tiểu Lan bị những người đó bắt đi, vẫn không có vấn đề gì, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gặp chuyện không may. Một khi huyết độc lan truyền ra sẽ vô cùng phiền phức, vẫn nên giải quyết chuyện huyết độc trước thì hơn. Như vậy đi, chúng ta đi xem những chiến sĩ trúng huyết độc trước, tôi sẽ bảo người cùng tìm kiếm tung tích của Tiểu Lan cô nương, không biết tên đầy đủ của Tiểu Lan cô nương là gì, để chúng tôi tìm kiếm tung tích Tiểu Lan cô nương dễ hơn. Long Bác không từ chối. Chuyện huyết độc, có thể nhanh chóng giải quyết thì tốt hơn. Ngữ Tâm Lan. Được, vậy chúng ta xuất phát, Mạc Tiên Sinh. Long Bác và Hoa Diệp đứng dậy, làm tư thế mời nói. Lần này bọn họ tới tuy không giải quyết được tranh cãi giữa Mạc Phàm và Tông Môn ẩn thế, nhưng ít nhất có thể tìm được biện pháp giải quyết huyết độc, coi như không tới vô ích. Mạc Phàm dặn dò vài câu, vừa định rời đi với Long Bác và Hoa Diệp. Lúc này cơ thể Moria nhoáng lên một cái, xuất hiện từ trong hư không. Moria mặc áo da bó sát màu đen, tóc dài màu đỏ được cô cắt thành mái tóc ngắn. Không chỉ không khiến cô ít đi quyến rũ, gợi cảm, xinh đẹp ngày thường, trái lại thân hình chữ S càng có vài phần lạnh lùng cao ngạo và tao nhã. Mạc Tiên Sinh, ngoài cửa có một cô nương tự xưng là đệ tử của Nho Môn muốn gặp cậu, có cần tôi đuổi cô ta đi không? Nho Môn, đúng là nhanh thật. Mạc Phàm nhướng mày nói. Lúc này mới qua một ngày, người của Nho Môn đã tới. Cô nương Nho Môn, tên là Tần Tịch Nghiên sao? Hoa Diệp nhíu mày hỏi. Hẳn là tên này. Moria lạnh lùng nói. Anh quen cô ta sao? Mạc Phàm nhìn Hoa Diệp hỏi. Trong cửu tử Nho Môn chỉ có một nữ, tên là Tần Tịch Nghiên, hơn nữa Tần Tịch Nghiên và Tần Tiêu Giao đều là cô nhi, bọn họ cùng được sư phụ mình dẫn vào trong Nho Môn, hai người không phải người yêu nhưng là tình chị em. Nếu là một cô nương Nho Môn tới, chắc chắn là Tần Tịch Nghiên. Hoa Diệp giải thích, giống như rất quen thuộc với Nho Môn. Thân là người của Kiêu Long, hiểu biết về tông môn ẩn thế là bài học nhập môn, nhất là những người có vẻ có danh tiếng. Người lúc trước nói với chúng tôi ma hồn thảo có thể giải được huyết độc là vị cô nương này. Hoa Diệp nói tiếp, cô ta còn là y sinh à? Mạc Phàm nhớn mày, hơi bất ngờ nói. Đúng vậy. Tuy danh tiếng của Tần Tịch Nghiên không bằng Tiêu Giao Tử, nhưng bất luận là thực lực hay thiên phú đều trên Tiêu Giao Tử nhiều, Tiêu Giao Tử có thành tựu như hiện giờ một là vì chăm chỉ, hai là vì Tần Tịch Nghiên chỉ điểm. Long Bác nói xen vào. Hả? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Thiên phú của Tiêu Giao Tử đã xem như không tệ rồi, vậy mà sau lưng còn có một người phụ nữ kỳ tài như vậy. Cô ta tới một mình à, có mang theo những người khác đến không? Mạc Phàm hỏi Moria. Dạ, chỉ có mình cô ta. Moria nói. Cùng đi xem đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vốn không cần để ý đến Tần Tịch Nghiên, nhưng Tần Tịch Nghiên dám tới một mình, rõ ràng là không dùng Dạ Vô Nhai tới đổi Tiêu Giao Tử, vậy thì đi xem một chút. Mạc Phàm mới đi hai bước thì dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn Long Bác và Hoa Diệp vẫn không cử động, khẽ cau mày. Thế nào, hai người không muốn đi cùng à? Nếu không muốn đi cùng thì hai người đợi ở đây đi. Không phải, chỉ là lát nữa Mạc Tiên Sinh gặp Tần Tịch Nghiên, có thể xin Mạc Tiên Sinh không ra tay hay không? Hoa Diệp liếc mắt nhìn Long Bác một cái, do dự một lát, vẫn mở miệng nói. Sao thế? Mạc Phàm nhíu mày, cảm thấy khó hiểu nói. Tần Tịch Nghiên là một trong những đồ đệ mà trưởng môn Nho Môn thích nhất, ngoài ra cô ta cũng là con gái nuôi của trưởng môn Nho Môn. Có lẽ cậu phong ấn Tiêu Giao Tử trưởng môn Nho Môn sẽ không ra tay, nhưng nếu cậu chém Tần Tịch Nghiên, có khả năng chuyện này sẽ ầm ĩ lớn, cho nên Hoa Diệp cả gan mong Mạc Tiên Sinh. Hoa Diệp nói một nửa thì dừng lại. Mạc Phàm không nợ anh ta chuyện gì, với thân phận của anh ta cũng không có tư cách ra lệnh cho Mạc Phàm. Tôi sẽ xử lý thật tốt. Mạc Phàm không quan tâm lắm nói. Con gái của trưởng môn Nho Môn thì thế nào, cho dù trưởng môn Nho Môn tới đây.
không mang Dạ Vô Nhai đến thì đừng nghĩ đến chuyện đưa Tiêu Dao Tử đi. Nói xong hắn xoay người đi đến cửa trang viên Mạc gia, Long Bác và Hoa Diệp nhìn thoáng qua nhau, cũng đi theo. Ở cửa trang viên Mạc gia, có một người phụ nữ mặc trường bào thư sinh màu trắng như tuyết, mặt như ngưng sương, trong đôi mắt không có một chút gợn sóng đang đứng. Mái tóc dài đen tuyền của người phụ nữ này được búi lên, ăn mặc theo phong cách đàn ông, nếu không phải bộ ngực nhô cao, chắc chắn sẽ khiến người ta nghĩ rằng cô ta là Mỹ Nam Tử Anh Tuấn, người phụ nữ này đúng là Tần Tịch Nhiên trong Cửu Tử Nho Môn. Cách Tần Tịch Nhiên không xa, là một con tiểu bạch cẩu đang chạy tới chạy lui trong bụi cỏ, đang đuổi theo một con bướm, dáng vẻ rất đáng yêu. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Tần Tịch Nhiên này, ánh mắt lập tức bị tiểu bạch cẩu hấp dẫn. Ngọc Kỳ Lân. Mạc Phàm hỏi. Đôi mắt Tần Tịch Nhiên khẽ động, nhìn về phía Mạc Phàm cùng với tiểu bạch cẩu kia. Nó tên là Tiểu Bạch, cậu là Mạc Phàm người phong ấn Tiêu Dao sư đệ của tôi đúng không? Tần Tịch Nhiên lạnh lùng hỏi, trong giọng nói không có chút hỉ nộ. Tần Tịch Nhiên mới mở miệng, Long Bác và Hoa Diệp không hẹn mà cùng nhíu mày lại. Còn Mạc Phàm thì vẻ mặt không chút thay đổi, ánh mắt luôn nhìn Tiểu Bạch bên cạnh Tần Tịch Nhiên, Tiểu Bạch này nhìn như một con chó. Chẳng qua là che giấu tai mắt người ta mà thôi, thực ra là một con Ngọc Kỳ Lân vị thành niên. Kỳ Lân là yêu thú cấp bậc với rồng, Ngọc Kỳ Lân là dị chủng trong Kỳ Lân, thường được người ta coi là điềm lành. Cả đời Ngọc Kỳ Lân chỉ lựa chọn một người có thiên tư làm chủ nhân, nếu không đạt với yêu cầu của Ngọc Kỳ Lân, đừng nghĩ đến chuyện trở thành chủ nhân của nó, cho dù là ngự thú sư cũng không có biện pháp. Vậy mà bên cạnh Tần Tịch Nhiên lại có một Ngọc Kỳ Lân. Đủ để thấy thiên tư của Tần Tịch Nhiên xuất chúng cỡ nào. Tôi là Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn Tiểu Bạch, thản nhiên nói. Tôi tên là Tần Tịch Nhiên, cậu đã là Mạc Phàm, vậy giao Tiêu Dao sư đệ ra đây. Tần Tịch Nhiên lạnh lùng nhìn Mạc Phàm nói. Trong giọng nói lạnh lùng đều là ý ra lệnh, giống như chỉ dựa vào ba chữ Tần Tịch Nhiên, Mạc Phàm nhất định phải giao Tiêu Dao Tử ra. Mạc Phàm lắc đầu cười, ánh mắt vẫn nhìn Tiểu Bạch như cũ. Hắn vẫn không nói gì, Moria nheo mắt lại, sắc bén tỏa ra, cuối cùng cô không nhịn được nói. Lớn mật, sao cô dám nói với chủ nhân nhà tôi như vậy? Trên khuôn mặt Tần Tịch Nhiên là hờ hững như mặt hồ bị đóng băng, không có một chút gợn sóng. Nhưng cô ta nhìn thoáng qua Moria nói. Trước đây cô là sát thủ số 2 của thứ thần, kẻ có được huyết mạch ma long đúng không? Tần Tịch Nhiên lạnh lùng nói. Phải thì thế nào? Moria nhíu mày, không đáp hỏi ngược lại. Thực lực của cô mạnh hơn so với lúc ở thứ thần rất nhiều, nhưng cô trước đây không có tư cách nói chuyện với tôi, cho dù là bây giờ cũng vậy, chỉ cần một câu thánh ngôn của tôi có thể rút ma long chi huyết trên người cô ngay, cô muốn thử không? Tần Tịch Nhiên thản nhiên nói. Rõ ràng là muốn rút máu trên người một người, nhưng theo ý cô ta thì không khác gì dẫm chết một con kiến. Cô ta mới mở miệng, cơ thể tiểu bạch cẩu dưới chân cong lại. Nhè răng nhếch miệng phát ra âm thanh cảnh cáo với Moria. Vậy sao, vậy tôi muốn thử một chút xem. Moria nghiến chặt răng, hung dữ nói. Cô vươn hai tay ra, hai thanh đoản đao khí tức khác biệt xuất hiện trong hai tay cô. Trên người cô chớp lóe quang mang màu đỏ, muốn ra tay lại bị Mạc Phàm giơ tay ngăn lại. Mạc tiên sinh, để tôi giáo huấn cô ta một chút đi. Moria nhíu chặt mày, không cam lòng nói. Cô thân là thích khách số 2 của thứ thần, tất nhiên biết tông môn ẩn thế. Nếu là trước đây, khi cô gặp được người của tông môn ẩn thế nhất định sẽ chạy trốn. Hiện giờ thì khác rồi, tông môn ẩn thế xuất hiện thì thế nào, không phải lúc trước có 4 người bị Mạc Phàm phong ấn một cách dễ dàng sao? Một người phụ nữ cũng dám đứng trước cửa Mạc gia làm càn, dù thế nào cô cũng phải giáo huấn Tần Tịch Nhiên này. Để tôi tới. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tu vi của Moria tăng lên không ít, nhưng vẫn kém Tần Tịch Nhiên không ít, cô ra tay chỉ như lời Tần Tịch Nhiên nói, bị Tần Tịch Nhiên rút sạch ma long. Moria liếc mắt nhìn Tần Tịch Nhiên với vẻ không cam lòng, vẫn thu hồi đoạn đao lùi về phía sau Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nhìn về phía Tần Tịch Nhiên. Thực lực của cô và con Ngọc Kỳ Lân này cũng không tệ, hai người phối hợp lại, có khả năng Tiêu Dao Tử, Quỷ Thần Tử, Ân Tố Tố cộng thêm hỗn độn cũng không bằng cô. Nhưng cô cảm thấy như vậy đủ mang Tiêu Dao Tử đi sao? Mạc Phàm không quan tâm lắm hỏi. Kỳ Lân vị thành niên đều là tiên thiên đỉnh phong, Ngọc Kỳ Lân là dị chủng, thực lực xấp xỉ thần cảnh. Tần Tịch Nhiên này không hổ là người có thiên phú trên Tiêu Dao Tử rất nhiều,
Trên cơ thể cô ta không chỉ có hạo nhiên chi khí có thể ngưng tụ đủ thánh nhân, dược khí toàn thân cũng là người đậm nhất mà hắn từng gặp trên địa cầu. Trừ chuyện đó ra, trên người Tần Tịch Nhiên còn có vài loại khí tức khác, mỗi loại khí tức đều không kém. Một người một kỳ lân ra tay, uy lực không thể đo lường. Nhưng Tần Tịch Nhiên chọn sai đối thủ rồi. Vậy sao, vậy tôi muốn nhìn xem, cậu thật sự giống như trong truyền thuyết không, cường đại không gì ngăn cản được. Tần Tịch Nhiên khẽ nhướng mày, trong đôi mắt chớp lóe sắc bén, một thanh bạch ngọc kiếm xuất hiện trong tay cô ta. Long Bác và Hoa Diệp ở bên cạnh thấy Mạc Phàm và Tần Tịch Nhiên sắp ra tay, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử. Chỉ do dự một lát, bóng dáng Long Bác nhoáng lên một cái, liền xuất hiện ở giữa Mạc Phàm và Tần Tịch Nhiên. Mạc tiên sinh, Tần tiên tử, có phải chuyện này không có đường sống thương lượng không? Long Bác nói, với thực lực của ông ta, tuyệt đối không phải đối thủ của bất luận ai trong hai người này, nếu hai người này ra tay, có khả năng ông ta sẽ chết dưới tay hai người. Nhưng sự tồn tại của Kiêu Long, chính là bảo vệ Hoa Hạ bình yên. Nếu hai người thật sự ra tay, Mạc Phàm bị đánh bại thì Hoa Hạ sẽ mất đi một thiên tài ngàn năm khó có được. Tần Tịch Nhiên bị Mạc Phàm giết chết, không cần thế lực khác ra tay, bên trong Hoa Hạ sẽ xảy ra đại chiến trước, tổn hại là không thể tránh được. Như vậy không có một chút ưu đãi nào với Hoa Hạ, ông ta chỉ có thể lựa chọn một, ngăn hai người. Chỉ cần cậu ta thả Tiêu Dao sư đệ, tôi sẽ lập tức rời khỏi Giang Nam. Tần Tịch Nhiên lạnh lùng nói, không có ý để đường sống. Long Bác thấy Tần Tịch Nhiên kiên quyết như vậy, lông mày nhíu lại, nhìn về phía Mạc Phàm xác nhận. Mạc tiên sinh, cậu có thể nể mặt Long Bác, hơi lùi lại nửa bước không? Tôi từng nói rồi, muốn mang Tiêu Dao tử đi cũng được. Nhưng phải giao Dạ Vô Nhai ra, nếu không Nho Môn tới một người tôi nhận một người, nhưng ông đã mở miệng cầu xin. Mạc Phàm dừng một lát, xuyên qua Long Bác nhìn về phía Tần Tịch Nhiên. Nể mặt Long Bác, bây giờ cô có thể đi, nhưng lần sau tôi sẽ dẫn cô đi gặp Tiêu Dao tử. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn hoàn toàn không cần nể mặt Long Bác, nhưng Long Bác cho hắn ấn tượng không tệ, thả Tần Tịch Nhiên một lần cũng không sao. Lông mày Long Bác hơi giãn ra. Rời mắt nhìn Tần Tịch Nhiên. Tần tiên tử, chuyện này người sai vốn là Dạ Vô Nhai, cô xem có thể giao Dạ Vô Nhai cho Mạc tiên sinh không? Long tiên sinh, ông bảo tôi giao Dạ sư đệ cho tiểu tử này, dùng để đổi lấy Tiêu Dao sư đệ, ông cảm thấy đây là phong cách của Nho Môn chúng tôi sao? Ánh mắt Tần Tịch Nhiên phát lạnh, lạnh giọng hỏi. Trái tim Long Bác đập nhanh hơn, trong chớp mắt tâm tình chìm vào đáy cốc. Tần Tịch Nhiên là người có tiếng nói một là một ở trong tông môn ẩn thế, cô ta từng đánh cược với người ta đoán tuyết rơi trước, nhưng kết quả ngày đó không có tuyết rơi, cô ta liền dùng tu vi dẫn tuyết tới. Nếu cô ta không chịu thỏa hiệp, ai cũng không có biện pháp. Như vậy đi, Mạc tiên sinh đã đồng ý giải trừ huyết độc cho chúng tôi, Tần tiên tử có thể rời đi trước không, đợi Mạc tiên sinh giải trừ huyết độc xong thì quay lại xử lý ân oán giữa hai người. Long Bác bất đắc dĩ nói. Một người là thần thoại Hoa Hạ, một người là kỳ nữ tử của tông môn ẩn thế, muốn hai người không ra tay là không có khả năng. Ông ta chỉ có thể dựa vào lý do huyết độc này, đẩy chuyện giữa hai người ra sau, nhỡ đâu xảy ra biến cố gì thì sao? Huyết độc. Tần Tịch Nhiên nhướng mày, trong mắt lóe lên chút thay đổi, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Cậu ta không cần ma hồn thảo cũng giải trừ được huyết độc sao? Đúng vậy, Tần tiên tử. Long Bác nhướng mày nói. Tần Tịch Nhiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, dáng vẻ đăm chiêu, một lát sau, cô ta mới mở miệng lần nữa. Cậu đã giải được huyết độc, tôi có thể không giết cậu, nhưng cậu có thể hạ độc bất kỳ với tôi, nếu tôi có thể giải, cậu thả Tiêu Dao sư đệ ra, nếu tôi không giải được, tôi sẽ quay về Sơn Ngoại Sơn, thế nào, đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Trong mắt Tần Tịch Nhiên chớp lóe tinh quang nói. Hạ độc với cô sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Không sai, cậu dám không? Tần Tịch Nhiên lạnh lùng nói. Không có hứng thú. Mạc Phàm lắc đầu không do dự. Thế nào, cậu sợ thua à? Tần Tịch Nhiên nhíu mày nói. Không phải tôi sợ thua, mà cô không có bất luận phần thắng nào. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Dược khí trên người Tần Tịch Nhiên kinh người thì thế nào, đối với hắn mà nói thắng Tần Tịch Nhiên không khó chút nào. Đánh cược không có ý nghĩa gì như vậy, giống như là bắt nạt người khác, hắn không có bất luận hứng thú gì. Nhất là khi bắt nạt một cô gái không biết gì,
hắn càng không có hứng thú. Tần Tịch Nhiên nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh, trường kiếm trong tay cũng kêu ong ong theo. Mạc Phàm, cậu quá kiêu ngạo rồi đó, cậu chỉ có hai lựa chọn này thôi, nếu cậu không đấu y thuật với tôi, vậy tôi chỉ có thể ra tay giết cậu rồi. Long Bác và Hoa Diệp ở bên cạnh vốn nhìn thấy một chút hy vọng, đấu y thuật còn tốt hơn là ra tay. Nhưng nghe Tần Tịch Nhiên nói thì lông mày nhíu lại, hai người vẫn không tránh khỏi phải ra tay rồi. Mạc Phàm lắc đầu cười khẽ. Đấu y thuật cô không có khả năng thắng, ra tay cô lại càng không có một chút phần thắng nào. Nói xong ý niệm của hắn vừa động, trong mắt lóe lên ánh lửa. Vừa rồi bầu trời còn trong xanh, trong chớp mắt được ngọn lửa tràn đầy trời đất che khuất, bỗng nhiên nhiệt độ tăng lên. Không chỉ như vậy, trên bầu trời còn có một hỏa long dài trăm thước, có kích cỡ lu nước huyễn hóa mà ra, đôi mắt màu đỏ to như đèn lồng mang theo ngọn lửa không ranh giới và uy long huy hoàng lạnh lùng nhìn Tần Tịch Nhiên và tiểu bạch cẩu của cô ta ở phía dưới. Xung quanh cũng biến thành màu đỏ như máu. Đứng ở đây giống như đặt mình trong núi lửa sắp phun trào. Dưới hỏa long, sắc mặt Tần Tịch Nhiên hơi đổi, trong mắt xuất hiện chút nghiêm trọng. Tiểu bạch cẩu dưới chân cô ta thì nhe răng trợn mắt nhìn hỏa long trên bầu trời, giống như rất ghét hỏa long này. Sắc mặt Long Bác và Hoa Diệp còn khó coi hơn, tuy hai bọn họ cố gắng khuyên bảo, nhưng vẫn đi tới một bước này. Một khi hỏa long Mạc Phàm ngưng tụ ra lao xuống, cho dù Tần Tịch Nhiên có đỡ được hay không, Nho Môn cũng sẽ không chết không ngừng với Mạc Phàm. Mạc Phàm không ra tay, bàn tay hắn vung lên, hỏa long và hỏa diễm đều biến mất, giống như cho đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, bầu trời lại vô cùng trong xanh. Tôi có thể giết cô, nhưng mà nể mặt cô cũng là y sinh, cô đã cố chấp như vậy, vậy tôi cho cô một cơ hội dùng độc lợi hại nhất của cô, nếu tôi không giải được, tôi không so đo mọi chuyện với Dạ Vô Nhai, sau đó tôi sẽ hạ độc lên người cô, nếu cô có thể giải được. Tôi sẽ thả tiêu giao tử, thế nào? Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vốn không cần để ý Tần Tịch Nhiên, nhưng nếu Tần Tịch Nhiên cố chấp như vậy, vậy thì chơi với cô ta, để cô ta tâm phục khẩu phục. Vẻ mặt Tần Tịch Nhiên khẽ đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Lực lượng hỏa diễm mà Mạc Phàm vừa triệu hồi ra, tất có thể chế trụ cô ta, còn khiến cô ta gặp chút phiền phức. Nhưng Mạc Phàm không chỉ không ra tay, trái lại còn so y thuật với cô ta. Nếu không giải được độc của cậu hạ, tôi sẽ dẫn Dạ sư đệ tới xin lỗi cậu. Tần Tịch Nhiên nói, giọng nói vẫn lạnh như băng. Cô trước đi, tôi cho cô thời gian một nén nhang để luyện độc. Mạc Phàm không quan tâm lắm nói. Tần Tịch Nhiên không mang Dạ Vô Nhai tới cũng không sao, hắn sẽ tự mình tới Nho Môn bắt Dạ Vô Nhai. Không cần luyện độc, chỉ cần cậu giải được cái này, thì tính cậu thắng. Bàn tay trắng nõn của Tần Tịch Nhiên vươn ra. Một đóa hoa hồng kiều diễm ướt át xuất hiện trong tay cô ta. Cô ta khẽ thổi một cái, hoa hồng xoay tròn bay về phía Mạc Phàm. Đóa hoa này vừa xuất hiện, mắt Long Bác và Hoa Diệp mở to, trong mắt xuất hiện lo lắng. Mạc tiên sinh cẩn thận, đây là thất tình hoa. Người có thất tình, theo thứ tự là hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh, thất tình hoa này là nhằm vào thất tình của con người. Chỉ cần chúng độc thất tình hoa. Trừ phi là tảng đá không có tình cảm, nếu không cho dù là Phật Đà chúng tình độc trong thất tình hoa. Tình độc sẽ phóng thất tình lên trăm lần, thích đến khắc cốt khi tâm, phẫn nộ đến tê tâm liệt phế, yêu thương như ngàn trùng phệ cốt, mỗi một loại đều khiến người ta sống không bằng chết. Phàm là người chúng độc này, 10 người thì 10 người lựa chọn tự sát. Một là vì độc thất tình hoa quá thống khổ, hai là độc thất tình hoa không có giải dược, một khi động tình sẽ muốn sống không được. Y thuật của Mạc Phàm rất cao, có thể giải được huyết độc, nhưng khó mà giải được độc thất tình hoa. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, để mặc thất tình hoa bay tới bên cạnh mình rồi biến mất vào trong cơ thể, một ấn ký hình hoa hồng xuất hiện trên mi tâm Mạc Phàm. Nhìn thấy ấn ký hoa hồng này, Moria nắm chặt tay, hai thanh đoản đao lặng yên không tiếng động xuất hiện trong tay cô. Thân là thích khách cô hiểu rất rõ về các loại độc, nhất là một số loại kỳ độc thì càng cần thiết. Độc thất tình hoa là một trong số đó. Cô từng tiếp nhận một nhiệm vụ, một phú bà vì trả thù chồng trộm hương ở bên ngoài, đã gieo độc thất tình hoa với chồng và người tình của chồng cô ta. Sau khi chồng phú bà này trúng độc thất tình hoa, đã tìm tất cả danh y trên khắp thế giới, đều không có biện pháp nào. Cuối cùng chồng phú bà này không nhịn được thống khổ của độc thất tình hoa, đã ôm tình nhân của mình nhảy lầu.
Vậy mà Tần Tịch Nhiên này dám hạ loại độc đó với Mạc Phàm. Tiện nhân, dám hạ độc thất tình hoa với Mạc tiên sinh của chúng tôi giết cô. Thân thể cô nhoáng lên một cái, trên người lóe sáng ánh sáng màu đỏ, muốn giết Tần Tịch Nhiên lại bị Mạc Phàm ngăn cản. Dừng tay. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nhưng mà, Mạc tiên sinh. Moria nhìn Tần Tịch Nhiên với vẻ hung dữ, giận mà không thể làm gì nói. Chúng độc thất tình hoa, cho dù là lão tăng tâm tính kiên cố, cao thủ yoga cổ thuật tâm thần hợp nhất cũng phải tự sát. Tần Tịch Nhiên làm như không nhìn thấy Moria, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu thua rồi. Chỗ mi tâm Mạc Phàm xuất hiện ấn ký tình hoa, nói lên Mạc Phàm đã trúng độc rồi. Thất tình hoa này do cô ta gieo ra, ngay cả cô ta cũng không dám động, những người khác dính vào một chút đều phát tác độc tính, không thuốc nào chữa được. Thất tình độc khó giải, trong tay tôi có vô tình đan do tôi tự phối, có thể áp trụ tình độc trong cơ thể cậu không phát tác, cậu thả Tiêu Giao sư đệ ra, bình vô tình đan này sẽ là của cậu. Tần Tịch Nhiên lấy một bình ngọc ra nói, vậy sao, cô nghĩ cô thắng à? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười hỏi. Lá gan của Tần Tịch Nhiên này đúng là không nhỏ, lại dám chơi độc với hắn. Hắn được gọi là y tiên bất tử, loại chuyện giải độc đơn giản như vậy có thể làm khó được hắn sao? Độc thất tình hoa là độc khó giải, nhưng chẳng là gì với hắn. Quả thật độc khó giải, nhưng tuyệt đối không phải độc như thất tình hoa, sao có thể làm khó được hắn? Nếu để Tần Tịch Nhiên biết, khi ở tu chân giới cho dù là độc vô tuyệt người tinh thông độc thuật nhất cũng không dám đánh cược với hắn. Không biết Tần Tịch Nhiên có dám nói những lời như vậy không? Thế nào, cậu có thể giải độc thất tình hoa sao? Tần Tịch Nhiên nhướn mày hỏi. Một khi độc thất tình hoa tiến vào trong cơ thể, không phải ở bên trong huyết dịch con người, mà sẽ tiến vào trong thất phách của con người, cho nên nói độc thất tình hoa tương đương với một loại độc linh hồn. Chúng độc như vậy, châm cứu đều không thể giải trừ, cùng lắm là có thể an tâm định thần, tạm thời áp chế tình cảm. Cô ta luyện chế vô tình đan là vì như vậy. Mạc Phàm không nói gì với Tần Tịch Nhiên, một tay hắn vươn ra, vận khởi diễn thiên thần quyết. Sương mù bảy màu tràn từ người hắn ra, tụ tập về phía tay hắn. Chỉ trong phút chốc, những sương mù này liền biến thành một đóa hoa hồng, giống với đóa hoa mà Tần Tịch Nhiên lấy ra. Đây là dùng thuật pháp, ép độc thất tình hoa sao, Tần Tịch Nhiên, Long Bác, Hoa Diệp và Moria nhìn hoa hồng trong tay Mạc Phàm. Mắt đều mở to, lập tức trợn mắt há miệng. Sao có chuyện này được? Hoa Diệp khó mà tin nói. Độc thất tình hoa khiến người ta vừa nghe đã thay đổi sắc mặt, phàm là người chúng độc này đều hao phí không ít thời gian và tài lực đều không thể làm gì, cứ thế được Mạc Phàm giải rồi sao? Cậu đây là pháp thuật gì? Tần Tịch Nhiên híp mắt thành đường ngang, nhìn Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm vẫn không để ý tới Tần Tịch Nhiên như cũ, năm ngón tay nắm chặt. Ấn ký hình hoa hồng lại xuất hiện ở chỗ mi tâm hắn. Tần Tịch Nhiên thấy Mạc Phàm dùng độc thất tình hoa bay vào cơ thể, lông mày nhíu lại, trong mắt đều là khó hiểu. Cậu đây là... Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, một hộp ngân châm xuất hiện trên tay hắn. Hắn ném ngân châm về phía không trung, ngân châm như tiên nữ tán hoa bay vào không trung. Nhưng mà ngay sau đó trên ngân châm chớp lóe hào quang, toàn bộ đều đâm về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. 9981 cây ngân châm hình thành một đồ án thái cực ở ngực hắn. Ngân châm tạo thành đồ án thái cực tự chuyển động, những sương mù bảy màu cũng tràn từ trong đồ án thái cực ra, lại biến thành một đóa hoa hồng. Đây là dùng phương pháp châm cứu giải độc thất tình hoa. Mạc Phàm nhìn Tần Tịch Nhiên, lạnh nhạt nói. Tần Tịch Nhiên ở phía đối diện nhíu chặt mày, nhìn hoa hồng trước người Mạc Phàm, đôi mắt như hồ nước không thể bình tĩnh được nữa, sóng to gió lớn nhấc lên ở bên trong. Sao lại có chuyện này được? Độc thất tình hoa là độc linh hồn càng cường đại, độc tính cũng càng mạnh, cho nên không thể sử dụng pháp thuật linh hồn ép độc thất tình hoa. Trái lại ép độc sẽ càng khiến độc tính của thất tình hoa phát tác nhanh hơn. Còn châm cứu giải độc thất tình hoa thì càng là chuyện vô căn cứ, châm cứu cùng lắm chỉ che lại một số huyệt vị, ép thất tình, sao có thể ép độc thất tình hoa đã xâm nhập vào trong linh hồn? Sao có chuyện này được à? Mạc Phàm lắc đầu cười. Có rất nhiều phương pháp giải trừ độc thất tình hoa, cho hắn một lọ độc hắn cũng giải được. Ngoại trừ pháp thuật và châm pháp ra, có thể thông qua một tiền long thiệt thảo, hai tiền vô cốt hoa, ba tiền đoạn hồn quả, bốn tiền thanh xà đan. Mạc Phàm nói ra tên 9 loại dược liệu và phân lượng.
Đặt 9 loại dược vật này vào trong 10 cân vô căn chi thủy, đun lửa nhỏ 9 tiếng, cho người bệnh phục dùng, chỉ cần uống 3 ngày sẽ giải trừ được độc thất tình hoa. Nếu cô vẫn không tin, tôi đã nói phương pháp với cô rồi, cô có thể về thử xem. Mạc Phàm nói xong những lời này, Tần Tịch Nhiên hoàn toàn ngây người. Chuyện này, chính cô ta cũng có y thuật không tầm thường, đây là lần đầu tiên cô ta nghe thấy phương thuốc mà Mạc Phàm nói, nhưng chỉ hơi suy nghĩ sẽ phát hiện ra thần diệu bên trong, cho dù không thể giải được độc thất tình hoa hoàn toàn, cũng có tác dụng tốt hơn vô tình đan của cô ta nhiều. Còn pháp thuật và châm cứu, tuy cô ta không thể hiểu nổi, nhưng vô cùng rõ ràng, quả thật có thể giải độc thất tình hoa, không có gì phải tranh cãi. Ván này cậu thắng rồi. Tần Tịch Nhiên do dự một lát, cắn môi nói. Loại độc mà cô ta không giải được, Mạc Phàm lại dùng 3 phương pháp khác nhau giải trừ, cô ta thua tâm phục khẩu phục rồi. Tôi sẽ dẫn Dạ sư đệ tới gặp cậu, bây giờ cậu có thể hạ độc với tôi, nếu tôi thắng, hy vọng cậu cũng tuân thủ lời hứa của cậu, thả Tiêu Dao sư đệ của tôi ra. Tần Tịch Nhiên nói tiếp. Trả lại thất tình hoa cho cô này, hạ độc thì thôi. Tôi có châm thuật không khác độc thất tình hoa mấy, cô chậm rãi giải nó đi, nếu trước khi tôi quay về Giang Nam mà cô có thể giải được, thì tính cô thắng, không cần cô mang Dạ Vô Nhai tới, tôi sẽ thả Tiêu Dao tử. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, hoa hồng bay về phía Tần Tịch Nhiên. Cùng lúc đó, 9981 cây ngân châm bay từ người hắn ra, mang theo tiếng xé gió bay về phía Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên cũng không ngăn cản, để mặc những ngân châm này bay vào trong cơ thể cô ta. Châm thuật này có tên là thất thương, sẽ chậm rãi che thất phách của cô lại, cuối cùng biến thành một người bình thường, cô có thể thử xem. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thất thương châm ở trong số những châm thuật mà hắn biết, tuyệt đối không phải trận pháp vô cùng phức tạp. Nhưng mỗi lần giải sai thất thương châm, lực khóa sẽ tăng lên gấp đôi, cho nên sẽ càng khó giải hơn. Loại tỏa phách châm này hắn chỉ dùng nhất niệm là giải được, nhưng đủ để gây phiền phức cho Tần Tịch Nhiên. Tôi sẽ cố gắng giải thất thương châm này của cậu, chúng ta không cần đấu ván này nữa, tôi đã thua, tôi sẽ rời khỏi Giang Nam, tạm thời Tiêu Dao sư đệ tôi đặt ở chỗ cậu trước. Trong mắt Tần Tịch Nhiên lóe sáng vẻ không cam lòng, nói. Mạc Phàm vốn có thể trực tiếp gieo độc thất tình hoa lên người cô ta, nhưng Mạc Phàm không chỉ không lựa chọn hạ độc với cô ta, chỉ dùng một bộ châm thuật để cô ta giải. Không dùng phương pháp thắng chắc, lại lựa chọn phương pháp khác. Chắc chắn thất thương châm này không đơn giản như vậy, với y thuật của cô ta rất khó giải, cô ta thua chắc rồi. Không chỉ cô ta không giải được thất thương châm của Mạc Phàm, từ lúc bắt đầu cô ta đấu y thuật với Mạc Phàm, đã định trước cô ta sẽ thất bại vô cùng thê thảm. Bởi vì y thuật của Mạc Phàm trên cô ta rất nhiều, thậm chí đến lĩnh vực mà cô ta không thể chạm tới. Tiếp tục đấu với Mạc Phàm như vậy không có ý nghĩa gì, không bằng chịu thua thì hơn. Mạc Phàm nhướng mày. Liếc mắt nhìn Tần Tịch Nhiên với vẻ bất ngờ. Không thể không nói thiên phú của Tần Tịch Nhiên hơn Tiêu Dao tử rất nhiều, ngay cả nhãn lực và quả cảm của Tần Tịch Nhiên, Tiêu Dao tử cũng không thể so sánh được. Sau đó thì sao? Mạc Phàm hỏi. Tôi không có biện pháp đưa Tiêu Dao sư đệ đi, nhưng nhất định Nho Môn chúng tôi sẽ mang Tiêu Dao sư đệ đi, cùng với pháp bảo thuộc về Nho Môn trên người cậu, cậu chuẩn bị đợi Nho Môn chúng tôi tới cửa đi. Tần Tịch Nhiên nói tiếp. Cô ta nguyện đánh cược thua, nhưng chuyện này sẽ không để yên như vậy. Tần Tịch Nhiên vừa nói xong, tâm tình Long Bác và Hoa Diệp lập tức chìm xuống đáy cốc. Tần Tịch Nhiên không công mà lui, kế tiếp là ai tới có thể nghĩ ra được, đại cao thủ thần cảnh, Tần Vô Nhai trưởng môn của Nho Môn. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, làm như không nghe thấy lời Tần Tịch Nhiên nói. Chuẩn bị thì không cần, nhưng cô đã tới chỗ Mạc gia tôi cũng không thể để cô về tay không được. Chuyển một phần lễ vật cho sư phụ cô đi. Hắn lấy nhân thư trong tam thánh bút và tam thư ở nhẫn chữ vật ra, hắn ném nhân thư lên không trung, nhân thư liền biến thành một bức tranh cuộn tròn. Hai mắt hắn ngưng quang, một tay cầm tam thánh bút, mấy chữ thiết câu ngân hoa xuất hiện trên nhân thư. Người làm nhục Mạc gia tử, địch Mạc gia vong, phạm Mạc gia trời chu đất diệt. Mấy chữ vừa thành, khóe miệng Long Bác và Hoa Diệp lập tức co rúm lại. Đây mà là lễ vật, rõ ràng Mạc Phàm đang hạ chiến thư với Nho Môn, còn viết chiến thư lên trên nhân thư chí bảo của Nho Môn, đây tuyệt đối là nhục nhã đối với Nho Môn. Chỉ cần Tần Vô Nhai nhìn thấy chiến thư này, chắc chắn sẽ xuất quan đối phó Mạc Phàm, không có khả năng khác. Chuyện này, Hoa Diệp muốn tiến lên khuyên can,
nhưng bị Long Bác lắc đầu ngăn cản. Mạc Phàm không ra tay với Tần Tịch Nghiên, đã là nể mặt bọn họ rồi. Tuy bọn họ không muốn nhìn thấy cảnh Mạc Phàm ra tay với Nho Môn, nhưng chuyện này đã vượt qua phạm vi của bọn họ, nếu tiếp tục quấy nhiễu chuyện này sẽ càng vượt xa hơn. Lông mày Tần Tịch Nghiên cũng nhíu lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế muốn ra khỏi vỏ. Thu! Hai ngón tay Mạc Phàm dựng thẳng trước ngực, khẽ quát một tiếng. Nhân thư hợp thành một bức tranh cuộn tròn, bay về phía Tần Tịch Nghiên. Tần Tịch Nghiên không do dự nhận lấy nhân thư này. Mạc Phàm, cậu là người đàn ông càn rỡ nhất mà tôi từng gặp, quả thật cậu có tư cách này ở phương diện y thuật, bởi vì y thuật của tôi là đệ nhất thiên hạ, cậu thắng tôi, không ai có thể thắng được cậu, nhưng cậu không biết ra khỏi Giang Nam này thực lực của cậu thế nào đâu, hy vọng lần sau gặp mặt cậu có thể sống sót. Tần Tịch Nghiên thu nhân thư và trường kiếm, lạnh lùng nói. Cô sẽ nhìn thấy thực lực của tôi thế nào? Mạc Phàm cười nhạt nói. Còn nữa, cho dù cậu không dùng ma hồn thảo giải huyết độc, nhưng huyết độc mà người của Kiêu Long chúng không đơn giản như vậy đâu, chúng ta đi, Tiểu Bạch. Tần Tịch Nghiên lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, xoay người rời đi. Tiểu Bạch cậu kia gầm với Mạc Phàm hai tiếng, cũng rời đi theo. Bên cạnh Mạc Phàm, Long Bác và Hoa Diệp nhìn bóng lưng của Tần Tịch Nghiên, đầu rất đau. Mạc tiên sinh, cậu nhất định phải đi đến một bước này với Nho Môn sao? Mạc Phàm mâu thuẫn với Nho Môn, đơn giản là vì chuyện của Dạ Vô Nhai. Thực ra bọn họ không cần phải gây chiến như thế, nhường nhau một bước là có thể giải quyết. Nếu không thì sao, ý của ông là bảo tôi không so đo với Dạ Vô Nhai sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Hắn đã tha cho Dạ Vô Nhai mấy lần rồi, Dạ Vô Nhai vẫn mạo phạm đến điểm mấu chốt của hắn liên tục. Đừng nói là Dạ Vô Nhai trốn ở Nho Môn, cho dù ông ta đến chỗ Thánh Môn, cũng không có ai bảo vệ được ông ta. Đương nhiên không phải, nhưng mà Tần Tiên Tử đã đồng ý đưa Dạ Vô Nhai tới, Mạc tiên sinh còn cần phải hạ chiến thư với Nho Môn sao? Trong mắt Long Bác lóe lên ánh sáng, lấy hết can đảm nói. Cho nên ông cảm thấy bọn họ giao Dạ Vô Nhai ra, tôi thả Tiêu Giao Tử thì chuyện này sẽ được giải quyết hà? Mạc Phàm nhìn Tần Tịch Nghiên rời đi. Hơi nhếch miệng cười nói. Chỉ cần Nho Môn giao Dạ Vô Nhai, hắn chẳng muốn so đo với Nho Môn, ở trong mắt hắn Nho Môn chỉ là một nhánh ngoại môn mà thôi, vốn dĩ không lọt vào pháp nhãn của hắn, không cần thiết phải để ý. Nhưng Nho Môn lại không cho là như vậy, hắn thả Tiêu Giao Tử tất nhiên Nho Môn sẽ không từ bỏ. Nếu là như vậy thì chiến đi, tránh để đám người của Sơn Ngoại Sơn, Hải Ngoại Hải lại tới Mạc gia gây chuyện. Chuyện này... Mắt Long Bác khẽ đảo, không nói nên lời. Với hiểu biết của ông ta về Nho Môn, trừ phi Mạc Phàm cúi đầu xin lỗi, hay Mạc Phàm có bản lĩnh có thể khiến Nho Môn cúi đầu, nếu không chuyện này không dễ giải quyết như vậy. Nhưng nếu Mạc tiên sinh muốn đến Thiên Ngoại Thiên, đắc tội Nho Môn cũng không phải lựa chọn tốt, có khả năng cậu sẽ có kết cục như Cửu U Tử. Long Bác do dự một lát vẫn nói. Hửm! Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút tò mò. Có khả năng Mạc tiên sinh không biết, địa cầu không chỉ có linh khí khô kiệt, thông đạo với Thiên Ngoại Thiên cũng gần như bị cắt đứt toàn bộ, cho dù đến Kim Đan Kỳ, đánh nát hư không cũng không có biện pháp tiến vào Thiên Ngoại Thiên, ở Hoa Hạ có thể tiến vào Thiên Ngoại Thiên chỉ có Thăng Thiên Đài trong Sơn Ngoại Sơn mà thôi. Thăng Thiên Đài này đã bị mấy đại phái bao gồm cả Nho Môn khống chế, Cửu U Tử quá kiêu ngạo khiến nhiều người của tông môn ẩn thế tức giận, vẫn không có biện pháp tăng tiên, cuối cùng buồn bực mà chết. Mạc tiên sinh trở mặt với Nho Môn, chỉ sợ đến lúc đó sẽ phiền phức. Hoa Diệp thấy Mạc Phàm không biết chuyện này, giải thích. Cao thủ thần cảnh bình thường đều lựa chọn tiến vào tu chân giới, nếu không thần cảnh là giới hạn cuối cùng. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm hiểu ra, cười không để ở trong lòng. Đạt tới tu chân giới rất khó đối với Cửu U Tử, đối với hắn thì không thành vấn đề. Không nói đến bí cảnh Giang Nam có thể trực tiếp dẫn hắn tới Tinh Vũ gần Thần Nông Tông, cho dù bí cảnh này không được, hắn cũng có thể tạo ra một truyền tống trận tiến vào tu chân giới, chuyện này thì phiền phức hơn một chút, nhưng vốn dĩ không phải là vấn đề gì. Lại lùi 100 bước, cho dù nguyên liệu dựng truyền tống môn không đủ, bây giờ hắn mới chỉ ngưng tụ được một viên thần nguyên và một viên tinh nguyên, đợi hắn ngưng tụ cửu chuyển kim đan, ai ở tông môn ẩn thế có thể ngăn hắn tiến vào tu chân giới. Tôi biết rõ chuyện này, chúng ta đi thôi, đi xem những người chúng huyết độc. Mạc Phàm nhìn thoáng qua giáo đường cũ nát cách đó không xa, lạnh nhạt nói.
Không phải Tần Tịch Nhiên nói hắn không thể giải trừ huyết độc dễ dàng sao, hắn đi xem phương thức giải trừ huyết độc không dễ thế nào. Long Bác và Hoa Diệp nhíu mày, không nói gì thêm nữa, ba người rời đi. B. Ba người rời đi không lâu, trong giáo đường lúc trước Mạc Phàm nhìn, mấy người của tông môn ẩn thế hiện thân. Trong đó trên người một người sáng lên huyết quang, từ một người hoa hạ bình thường biến thành gương mặt khác. Lỗ tai nhọn hoắt, miệng đầy răng nanh sắc bén, tay như quỷ chảo, phía sau còn có một cái đuôi. Fred đại nhân, thanh danh của Mạc Phàm này truyền xa như vậy, tôi cảm thấy cậu ta cũng không lợi hại chỗ nào, chúng ta ở gần cậu ta như vậy mà không phát hiện ra. Phía sau con quái vật này, một người đàn ông xấu xí cười nịnh nọt nói. Cậu không thấy thiên hỏa và hỏa long đầy trời vừa rồi sao, lợi hại của cao thủ cảnh giới như Mạc Phàm các cậu không hiểu được đâu, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, đừng nói lung tung, nếu không tôi khó mà bảo vệ được các cậu. Fred hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Nhưng đôi mắt như mắt rắn của Fred vẫn nheo lại, lộ ra vẻ đắc ý. Vừa rồi Mạc Phàm nhìn về phía này, ông ta tưởng rằng bị Mạc Phàm phát hiện, xem ra chỉ là trùng hợp. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Mạc Phàm đã đi rồi, chúng ta bắt đầu đi săn người Mạc ra sao? Người đàn ông hoa hạ kia liếm đầu lưỡi nói, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Đi săn người Mạc ra sao? Fred nhìn thoáng qua trang viên Mạc ra cách đó không xa, trái lại nhìn về phía nơi Tần Tịch Nhiên biến mất. Quá phiền phức rồi. Đây là nhiệm vụ chủ nhân sắp xếp, chẳng lẽ chúng ta muốn cãi lệnh chủ nhân? Sắc mặt người đàn ông kia và những người khác đều thay đổi, vô cùng kinh hãi. Chủ nhân ra lệnh không phải lấy thân phận của tông môn ẩn thế tới săn người của Mạc gia, mà là khiến Mạc gia đấu với tông môn ẩn thế. Fred cười âm hiểm nói. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Vẻ mặt những người khác mờ mịt nhìn Fred. Lần này chúng ta cải trang thành người của Mạc gia, đuổi theo người của tông môn ẩn thế kia, ai có thể bắt lấy cô gái kia, lần đầu tiên sẽ là của người đó. Miệng rộng của Fred há ra, cười ha ha nói. Giang Nam đều ở trong thiên hỏa, muốn đi săn người của Mạc gia trong phạm vi Giang Nam quá khó khăn, hơn nữa Mạc Phàm chỉ đến Biển Đông, cách Giang Nam cũng không quá xa. Nhớ đâu thất bại, nghênh đón sẽ là phản kích trời tru đất diệt của Mạc Phàm. Nhưng Tần Tịch Nhiên thì khách, tuy thực lực của Tần Tịch Nhiên kinh người, nhưng hồn phách trên người đã bị Mạc Phàm dùng châm che lại. So với người Mạc gia, bọn họ đối phó Tần Tịch Nhiên đơn giản hơn nhiều. Tô Hiểu là đồ đệ Tần Vô Nhai quý nhất, cũng là con gái nuôi của Tần Vô Nhai. Con gái nuôi của mình bị người Mạc gia vụng trộm phế bỏ, Tần Vô Nhai sẽ thế nào có thể nghĩ được. Trừ chuyện đó ra, Tần Tịch Nhiên này là một trong hai đại mỹ nữ của tông môn ẩn thế hoa hạ. Bọn họ vừa có thể ngủ với tiên tử, vừa có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, sao có thể không làm. Fred vừa nói xong, trước mắt những người khác sáng lên lộ ra bị ổi. Fred đại nhân không hổ là tâm phúc nhiều mưu trí của đại nhân, chúng tôi tâm phục khẩu phục. Người đàn ông xấu xí kia cười dâm nói. Đừng nói linh tinh nữa, nhanh hành động đi, để cô bé kia chạy mất, vậy thì không hay rồi. Fred cười đắc ý, một đám người thay đổi trang phục, nhanh chóng đuổi theo Tần Tịch Nhiên. Biển Đông, Mạc Phàm ngồi phi cơ trực thăng với Long Bác và Hoa Diệp, nhanh chóng đến trên chiến hạm có chiến sĩ trúng huyết độc. Dưới sự dẫn dắt của Long Bác và Hoa Diệp, Mạc Phàm thông qua tầng tầng lớp lớp canh giữ nghiêm ngặt, đến tầng thứ hai từ dưới lên của chiến hạm, đến phía trước một loạt phòng cách ly. Bên ngoài những phòng cách ly này không chỉ có trọng binh chấn giữ, bên trong đều dùng nguyên liệu hợp kim chế tạo, phía dưới là nồi hơi, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ lập tức thiêu thành cho tàn, không thể không nói thủ vệ rất nghiêm ngặt. Cúi chào. Ở cửa, hai đội binh lính nhìn thấy đám Long Bác, người cầm đầu kêu lên một câu. Mọi người lập tức ưỡn thẳng lưng cúi chào. Long Bác gật đầu, làm tư thế mời với Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, nơi này đều là người có hiện tượng trúng huyết độc, cậu xem có thể chữa được không? Mạc Phàm nhìn lướt qua trong phòng cách ly, muốn đi vào lại bị hai hàng cánh tay ngăn lại. Hửm! Mạc Phàm nhíu mày, hắn không nói gì thêm. Có ý gì? Sắc mặt Hoa Diệp khó coi hỏi. Báo cáo, Lão Đại và Hoa Tham Mưu có thể đi vào. Nhưng người khả nghi khác phải đạt được cho phép của Phương Thiếu, mới có thể tiến vào phòng cách ly. Một chiến sĩ đứng đầu liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Hoa Diệp nhíu mày, trong mắt lộ ra vài phần sắc bén, ra lệnh. Vị này chính là người tôi mời tới chữa huyết độc, tránh ra.
chữa huyết độc. Viên sĩ binh kia nhướng mày, lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nghi ngờ xuất hiện trong mắt. Hoa tham mưu, chuyện liên quan đến khu cách ly rất quan trọng, mong anh nói với Phương Thiếu một tiếng, đừng làm chúng tôi khó xử. Viên sĩ binh kia do dự một lát, vẫn nói, làm càn, cậu biết người này là ai không? Hoa Diệp nhìn thoáng qua Mạc Phàm, giống như sợ Mạc Phàm nổi giận, tức giận nói. Sắc mặt chiến sĩ kia trắng bệch, đang do dự có nên nhượng bộ hay không? Hoa Diệp là nhân vật số 2 của Kiêu Long, nếu không có gì xảy ra, sẽ là người kế nhiệm vị trí lão đại Kiêu Long của Long Bác. Đúng lúc này, một giọng nói ngả ngớn truyền tới. Ôi, chuyện gì mà khiến Hoa Tham Mưu tức giận như vậy? Mạc Phàm nhìn nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông cao to anh tuấn cười đi tới. Người đàn ông này khoảng 25, 26 tuổi, khóe miệng luôn nhếch lên, rõ ràng là mặc quân trang, lại khiến cho người ta có cảm giác bất cần đời. Người đàn ông này vừa tới, không ít binh lính ở xung quanh cúi chào, Hoa Diệp thì hừ lạnh một tiếng không nói tiếp. Thế Phong, đây là bác sĩ có thể chữa huyết độc do chúng tôi tìm tới, bảo người của cậu tránh ra. Long Bác mở miệng nói. Tôi cứ nghĩ là chuyện gì cơ, hóa ra là chuyện này, không thành vấn đề. Phương Thế Phong không thèm liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, ánh mắt nhìn về phía những chiến sĩ trước phòng cách ly. Còn không nhanh tránh ra, không nghe thấy lão đại mang người đến à. Những người này nghe thấy lời Phương Thế Phong nói, không do dự tránh ra. Thế Phong, cậu cũng vào cùng đi. Long Bác thản nhiên nói. Đợi một chút lão đại, tôi đi vào cũng được, nhưng không phải các ông đi chấp hành nhiệm vụ tiên mộ sao, sao lại mang một bác sĩ về. Sư tỷ Tần Tịch Nhiên của tôi đâu, không phải chị ấy đồng ý giải trừ huyết độc giúp chúng ta sao? Phương Thế Phong cười hỏi. Long Bác và Hoa Diệp nhíu mày, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy lúng túng. Lông mày Mạc Phàm nhíu lại, hắn tưởng rằng Kiêu Long bền chắc như thép, nhưng không phải như vậy. Tuy Long Bác là lão đại của Kiêu Long, nhưng hình như có một số việc không hề kỷ luật nghiêm minh. Xem ra Tần Tịch Nhiên nói hắn không dễ giải huyết độc, là vì Phương Thế Phong này. Trước khi tiến vào, hắn vẫn còn hơi tò mò vì sao Long Bác không hy vọng để lộ thân phận của hắn, hóa ra nguyên nhân là đây. Phương Thế Phong này cũng là đệ tử Nho Môn, còn là sư đệ của Tần Tịch Nhiên. Nếu để Phương Thế Phong biết được thân phận của hắn, rất có khả năng Phương Thế Phong sẽ không để hắn tiến vào khu cách ly. Trong tiên mộ không có ma hồn thảo, cho nên Tần tiên tử cũng không giải được huyết độc. Hoa Diệp trầm giọng nói. À, vậy sao? Lúc này Phương Thế Phong mới liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Tần sư tỷ tôi là bác sĩ số 1 Hoa Hạ, Tần sư tỷ tôi đều không giải được huyết độc, tiểu tử này có bản lĩnh gì mà giải được. Phương Thế Phong vừa nói xong, Long Bác và Hoa Diệp lập tức nhíu chặt mày. Phương Thế Phong này là cháu nội của trưởng lão Kiêu Long, cũng là đệ tử của Nho Môn, chuyện huyết độc do cậu ta toàn quyền phụ trách. Nếu để Phương Thế Phong biết Mạc Phàm là người phong ấn Tiêu Giao Tử, không nói đến chuyện Mạc Phàm giúp giải huyết độc, không gây chiến đã không tệ rồi. Người của Nho Môn đều có tiếng là lưu manh. Nhưng nếu không nói cho Phương Thế Phong, nên giải thích chuyện y thuật của Mạc Phàm cao hơn Tần Tịch Nhiên thế nào? Lúc hai người đang rối rắm, Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Quả thật y thuật của Tần sư tỷ anh rất cao minh, nhưng cô ta có từng nói với anh có bệnh không? Mạc Phàm cười hỏi. Lời này vừa vang lên, bầu không khí trước cửa phòng cách ly lập tức cứng lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.